Mời các bạn thưởng thức tác phẩm Cư Kỵnh, tác giả Hồ Biểu Chánh. Chương 1. Tại châu thành Ô Môn, có một cái rạch nhỏ bắt đầu từ chỗ góc nhà thương tẻ vô làng Ô Môn, rồi chạy thẳng qua miền Ba Sa, đụng ngọn rạch Cần Thơ, quanh cò lò lên tới đó. Cái rạch nhỏ này người ta gọi là gạch cá tắc. Có lẽ là tại người ở Ô Môn nhờ đường nước ấy mà đi tắt qua Ba Sa, Cầu Nhiếm, Phong Điền được, khỏi phải đi vòng qua ngã Cần Thơ xa xôi cách trở. Rạch cái tắc đã tiện lợi cho sự giao thông mà lại đẹp đẽ về phong cảnh nữa. Hai bên rạch vườn tược thạnh mậu, nhà cửa liên tiếp. Hệ đến lúc nước lớn đầy thì thảo mộc nhờ nước mà được xum xuê, rồi phải hiệp nhau che tàn mà đậy nước, nên vẽ ra cái bức tranh tốt tươi vui vẻ, ghi nên cái không khí mát mẻ u nhàn. Bên mé rạch phía tay mặt lại có đắp một con đường làng rộng rãi cao ráo, dọc theo đường trồng hai hàng dừa bị gốc ngay hàng mà ngọn dê ra gạch. Mấy khoảng trống lại trồng xen những mít dâu, nhất là trồng đu đủ, cây nào cũng lùng thấp mà có trái đeo đầy cổ, đối tay hái được chẳng cần phải leo trèo. Ngó ra đường này, cách châu thành Ô Môn chừng vài trăm thước, có một tòa nhà nguy nga, nền đúc đá, cửa cuốn gạch, tường trắng toát, nóc đỏ lờm. Trước nhà có một cái sân lớn chứa kiển giật tốt tươi, bông hoa đủ màu sắc. Còn hai bên và phía sau nhà thì vườn tược sởn sơ rậm rợp. Người ta trông thấy cảnh này thì tự nhiên biết đó là chỗ ở của một người phong lưu mà phú túc. Thiệt như vậy, tòa nhà nguyên nga với sở vườn thuận mậu này thuộc của ông huyện Hàm Tân, người có ruộng đất nhiều, có danh dự lớn mà lại cũng được làng dân kính mến. Tiết tháng giêng một buổi chiều, tuy trời còn nắng, song nhờ mặt trời đã sập xuống dưới ngọn cây sau vườn, nên đi phía trước sân đã mát. Ông huyện với bà huyện ra vườn hoa, ông cầm cái kéo mà hót đọt sở nhánh cho những cặp kim quýt, cằn thăng, quỳnh mai, bầm sụm, trồng chụp những chậu lớn. Còn bà thì đi dòng theo mấy bụi hường và mấy liếp quệ mà coi chừng cho hai đứa gia dịch tưới bông. Ông huyện Tân mới 45 tuổi, hình dốc dông dãi, gương mặt ôn hòa. Bà huyện đã 38 tuổi rồi, đã có 3 bà con, nhưng nhờ bà có sẵn sắc đẹp thiên nhiên, lại nhờ bà thông thả trí, chẳng có buộc lo về sự chi hết, nên dung mạo của bà vẫn còn tướng tú, vẻ đẹp của bà vẫn còn đầy đủ. Người lạ tưởng bà chưa tới 30 xuân. Ông huyện đương lâm khâm nhắm mấy cây huỳnh mai và uống nhánh. Bà huyện bước lại gần và nói: "Người mua nhà có xả nhẵn muốn dọn về ở hay sao? Mà nghe bà trẻ nói từ sớm mơi cho tới giờ có người lo quét dọn ở đẳng." "Vậy hả? Họ mua tự nhiên họ dọn dẹp mà ở chứ sao? Hôm qua tòa đấu giá phát mãi, ông không thèm tranh mà mua, để họ mua ổn quá." "Mình mua làm chi bà?" "Đất giáp tranh với đất mình, mua đang mở vườn mình rộng thêm nữa." "Có dài ba công đất nhiều nhỏ gì đó, vườn mình gần 2 mẫu, mặc sức cơ mà trồng, mở rộng thêm nữa mà chi." "Nói kỳ quá, đất rộng thêm chừng nào thì càng quý thêm chừng nấy, có hại chi đâu mà sợ." "Mình có một đứa con trai, sở vườn của mình đây đã đủ rồi, còn gì phải lo mở rộng thêm nữa." "Còn 2 đứa con gái nữa chi?" "Ôi, cứ con gái, hễ gả nó lấy chồng thì nó theo chồng, nó ở với mình đâu mà mình phải lo cho nó." Hai ông bà đương nói chuyện tới đó thì có một chú lính hăm hở bước vô cửa ngõ. Ông huyện đứng ngay mà ngó, bà huyện cũng ngó, đợi nghe coi chú lính đến nói chuyện gì. Chú lính chào hai ông bà rồi thưa rằng: "Bẩm ông, quan lớn tính 5 giờ chiều này đi với bà lớn vô thăm ông bà. Song quan lớn sợ ông bà đi khỏi nên dạy cháu vô hỏi trước coi ông bà có ở nhà hay không." Ông huyện liền đáp: "Xin chú về bẩm với quan lớn rằng có vợ chồng tôi ở nhà đủ, và vợ chồng tôi sẵn sàng tiếp quan lớn và bà lớn." Chú lính tự giả rồi xây lưng trở ra đường. Bà huyện nói với chồng: "Thôi, ông vô đằng sửa soạn tiếp khách. Còn sớm mà, mới 4 giờ. Tôi mặc áo dài bịch khăn đen thì xong,
có sửa soạn chi đâu. Để tôi sai bè trẻ mua nước đá, đặng lát nữa đãi rượu. Cũng biểu nó nấu nước sôi đặng chế trà, nghe. Nước sôi thì có sẵn, trà chả, quan chủ quận đổi lại, tôi chưa kịp đi thăm bà lớn. Này quan lớn với bà lớn đến thăm mình trước như vậy, tôi ái ngại quá. Phận tôi thì hôm qua quan lớn đã lãnh việc. Tôi có hiệp với điện chủ trong quận mà ý kiến quan lớn rồi. Theo lễ thì bà phải đến thăm bà lớn trước, rồi bà lớn sẽ thăm lại. Quan lớn với bà lớn mới lại tới hôm qua, tôi tính để ít bữa dọn đồ đạc xong rồi tôi sẽ đi thăm. Tôi không về bà lớn lại đi thăm tôi trước. Người lớn mà đi thăm trước là tỏ lòng hạ cố. Vậy để lát nữa bà cảm ơn, rồi bà xin lỗi về sự bà chưa kịp đi thăm. Người ta nói quan lớn đây là con của ông Hương Sư Kinh ở trên thuốc nốt hồi trước, phải vậy không ông? Tôi cũng nghe nói như vậy, xong mới không biết chắc. Lát nữa quan lớn bà lớn vô, bà đừng có hỏi việc đó nghe không? Hỏi như vậy sai lễ nghĩa lắm. Tôi biết mà. Bà huyện trở vô nhà sai gia dịch, đứa đi mua nước đá, đứa lau bàn ghế, đứa rửa chén rửa ly, sắp đặt sẵn sàng đặng tiếp khách. Cách một hồi ông huyện vô rửa mặt, rồi rửa tay, thay đổi quần áo. Cô Túy là con gái của ông huyện Ba Huyện. Năm nay cô đã được 17 tuổi. Hồi nhỏ cô học tại trường Ô Môn. Thi đậu bằng sơ học rồi cô lên Sài Gòn học thêm vài năm nữa. Vì ông huyện Ba Huyện cưng không muốn cho cô đi xa nữa, nên năm ngoái bắt cô về nhà, mà cũng chưa chịu gả cô lấy chồng. Trong nhà lại còn có cô Huyên 20 tuổi, cháu kêu ông huyện bằng chú ruột. Già cha khuất sớm, mẹ ở Sa Đéc thì nghèo, nên ông huyện đem về nuôi, đặng chơi với con gái ông cho có bạn. Nghe nói sẽ có khách thì cô Túy với cô Huyên lăng xăng lo giúp với bà huyện mà sắp đặt cuộc tiếp khách. Xong cô Huyên thì lo giúp thiệt, còn cô Túy xong lo son phấn và lo áo quần nhiều hơn. Đúng 5 giờ chiều, quan chủ quận là quan phủ quyền và bà lớn vô tới. Có một chú hầu đi theo chỉ đường. Ông huyện và bà huyện ra cửa mà tiếp chào và rước vô nhà. Cô Túy với cô Huyên đứng trong. Chừng khách vô, hai cô cũng cúi đầu đủ lễ. Chủ nhà mời khách đi thẳng vô bộ salon lớn để phía trong mà ngồi. Rồi hai cô bưng trà đãi khách. Bà huyện nói với bà chủ quận: tôi chưa kịp đi thăm bà lớn mà bà vô đến thăm vợ chồng tôi trước, thiệt là tôi có lỗi nhiều lắm. Với người ta thì vợ chồng tôi phải giữ lễ cho hợp lễ nghĩa, chứ ông huyện với bà huyện thì vợ chồng tôi đi thăm trước cũng không hại chi hết. Xin bà đừng có ái ngại. Hai cô đây là con của bà huyện phải không? Bẩm, con nhỏ là con, còn con lớn là cháu kêu ông huyện bằng chú. Quan chủ quận liền hỏi ông huyện: ông huyện có được mấy cậu mấy cô hết thảy? Bẩm, tôi có 3 đứa con, 1 trai 2 gái. Con trai lớn của tôi 21 tuổi, thi đậu thơ toán. Quan trên mới cấp bằng cho nó đi làm việc ở Sài Gòn chừng vài tháng nay. Còn Túy đây là con kế đó, năm nay nó được 17 tuổi. Còn đứa con út tên Ngọ 10 tuổi, còn học tại trường Ô Môn. Cậu lớn làm thơ toán ở trên Sài Gòn đó tên chi? Bẩm, nó tên Thanh. Có vợ rồi hay chưa? Bẩm, chưa có vợ. Vợ chồng tôi lo kiếm chỗ định đôi bạn cho nó, xong mới kiếm chưa được. Còn ở cô ba đây, ông huyện đã hứa nơi nào hay chưa? Bẩm, chưa. Nó còn nhỏ, để lo cho anh nó rồi sẽ hay. Em Ngọ là con út của ông huyện đi học về. Nó vừa bước lên thềm, nó ngó thấy trong nhà có khách nên thối lui mà đi vòng vô ngã sau. Bà chủ quận ngó thấy liền biểu kêu nó ra cho bà biết mặt. Em Ngọ phải ra chào khách. Cô Túy với cô Huyên coi cho người ở bưng ly và rượu ra đặng đại khách. Quan chủ quận cãi rằng: tôi xin khai thiệt, vợ chồng tôi không biết uống rượu. Xin ông huyện bà huyện bãi rượu đi, để dùng trà mà thôi. Muốn làm vừa lòng khách nên ông huyện phải dạy bưng rượu vô. Quan chủ quận thình lình hỏi ông huyện: ông huyện có lẽ biết tôi chứ? Bẩm, tôi xin lỗi, tôi không nhớ. Cách 12 năm trước tôi có xuống nhà ông huyện một lần. Lâu quá nên tôi không nhớ.
Tôi là con của ông Hương Sư Kinh hồi trước, ở trên Thốt Nốt đây. Hôm qua ông đi với mấy vị điền chủ đến thăm tôi. Tôi ngó thấy thì tôi nhớ ông liền. Vì hôm qua không có vợ nhiều, nên tôi không hỏi thăm bà được. Bữa nay rảnh vợ chồng tôi mới vô thăm ông bà. Hôm có giấy đổi quan lớn lại đây, thì tôi có nghe quan lớn nói là con của anh Hương Sư. Nghe nói vậy tôi có lòng mừng, song không biết tình ấy có thiệt hay không, nên tôi không dám hỏi. Đức Khổng Tử có dạy về đạo hiếu, ngài có nói rằng: lập thần hành đạo, dương danh ư hậu thế, dĩ hiển phụ mẫu, hiếu chi trung giả. Quan lớn học thành tài rồi ra trị dân giúp nước, làm rõ ràng cho cha mẹ như vậy thì quan lớn trọn thảo với cha mẹ lắm. Tôi lấy làm mừng cho quan lớn. Chị Hương Sư năm nay đã trọng tuổi rồi, chị còn ở trên Thốt Nốt hay là theo quan lớn? Má tôi mất, đã mãn tang hôm tháng chạp. Ủa, vậy hay sao? Chị mắt tôi không hay chút nào hết. Khi tôi học xong, tôi ra giúp việc với nhà nước, thì tôi đem má tôi theo, đằng mẹ con gần nhau. Hồi năm kia tôi tùng sự tại Sài Gòn, má tôi có bệnh rồi mắc ở trển. Thiệt có tôi không hay, với anh Hương Sư hồi trước là bạn học nho với nhau. Tôi thương ảnh lắm, chẳng may ảnh khuất sớm, làm cho tình bằng hữu dứt đi. Tưởng là chị Hương Sư được sống, té ra chị cũng mất nữa. Ở đời sự còn sự mất, thì cũng biết sao mà liệu trước được. Tôi làm nên thì cha mẹ đã khuất hết, không còn mà chung hưởng chút phú quý với tôi. Hãy tôi nghĩ đến đó thì tôi tủi phận lắm. Nếu có nghĩa, dẫu làm việc gì, ngồi địa vị nào cũng vậy, cũng không quên công ơn của cha mẹ. Quan lớn cao sang mà quan lớn biết tiếc, không còn cha mẹ đang chung hưởng với quan lớn là người có hiếu. Sợ còn mất là tại mạng trời. Tôi tưởng quan lớn chẳng nên buồn lắm. Ngày nay quan lớn làm nên, tuy không còn cha mẹ mà nuôi dưỡng, song quan lớn lập được thanh danh và làm cho vong linh của cha mẹ được rõ ràng. Rồi ngày đêm quan lớn còn biết suy ân niệm nghĩa nữa. Đó cũng là một cách trả thảo cho đứng sanh thành, chẳng lộ là phải nuôi dưỡng. Ấy vậy tôi xin quan lớn nên vui chứ chẳng nên buồn. Hồi tôi còn nhỏ, ông thân tôi thường dặn tôi hãy bước chân vào đường đời thì phải lấy câu này mà định tâm: tri mạng, thuận thời, thanh thiên. Tôi vẫn nhớ lời dặn ấy hoài, nhờ vậy mà tôi bớt buồn chút đỉnh. Thiệt tôi đối với vong linh của cha mẹ tôi không buồn mà thôi, tôi không khỏi hổ. Tuy vậy mà tôi nghĩ tôi lập được thanh danh, làm rõ ràng chút ít cho vong linh của cha mẹ đây, phần nhiều là nhờ có lòng quảng đại của ông huyện bà huyện giúp tôi hồi trước, nên tôi mới lập được thân. Ơn nghĩa ấy tôi hằng nhớ hoài, chẳng bao giờ tôi quên. Bởi vậy đến Ôn Môn từ hồi hôm qua, thì từ trong có chút thời giờ rảnh, đặng vợ chồng tôi đến thăm ông huyện và bà huyện mà tỏ lòng còn nhớ ơn xưa. Xin lỗi quan lớn, có ơn gì đâu mà quan lớn phải tỏ. Sao lại không ơn, chứ còn đợi sao nữa mới gọi là ơn được. Ngày ông thân tôi mất, trong nhà tôi không còn một đồng tiền. Có 10 mẫu đất thì ông thân tôi đã cố cho ông huyện, mà còn mất nợ riêng của bà huyện mấy trăm đồng bạc nữa. Trong nhà má tôi thì yếu đuối, lại phải nuôi một bầy con thơ. Tôi là lớn mà tôi đương học nửa chừng, làm sao mà giúp đỡ má tôi được. Hồi đó tôi chắc có tôi phải thôi học, còn tiền đâu mà học nữa. Mà đi học thì làm sao má tôi có cơ mà nuôi sắp em tôi được. Lúc ấy gia cảnh của tôi khốn khổ buồn thảm hết sức. Cảnh ấy xảy ra cách mười mấy năm trước, mà đến ngày nay tôi vẫn còn thấy tỏ rõ trước mắt của tôi hoài. Tôi còn nhớ một buổi sớm mơi, trời mưa lâm râm, má tôi dắt tôi xuống Ôn Môn mà thăm ông huyện bà huyện. Trong lòng mẹ tôi chan chứa sầu não cũng như cảnh trời mưa lâm râm đó vậy. Má tôi xin với ông huyện cho mẹ con tôi đoạn mãi 10 mẫu đất, đặng trừ luôn số nợ thiếu của ông bà huyện cho thanh thỏa, chứ không thế nào mà trả số nợ ấy cho nổi. Ông huyện bà huyện theo an ủi má tôi, cầm mẹ con tôi ở ăn cơm. Rồi ông lấy bằng khoáng ruộng, bà lấy giấy nợ mà đưa hết lại cho má tôi. Bà cho ruộng lại, đặng má tôi làm mà nuôi em tôi, đã cho luôn hết nợ đằng khỏi trả. Ai mà có lòng quảng đại đến vậy, ơn đó còn ơn nào lớn hơn. Quan chủ quận nói tới đó rồi động lòng nên ngài ứa nước mắt,
không nói được nữa, làm cho bà chủ quận và ông huyện bà huyện cũng cảm xúc. Muốn đổi cái không khí buồn bực ấy ra vui vẻ một chút nên ông huyện đáp: "Tôi ở dưới anh Hương Sử hồi trước là bạn độc đạo. Tại cái mạng ảnh không được làm giàu nên ảnh làm việc gì cũng thất bại hết thảy. Hồi ảnh sanh tiền thì tôi giúp đỡ anh chút đỉnh, chứ có phải cho dây đặt nở chi đâu. Chẳng may anh khuất có thì thôi, nếu vợ chồng tôi làm theo ý chị Hương Sư thì còn gì là tình nghĩa anh em, mà chị Hương Sư làm sao nuôi con cho được. Việc vợ chồng tôi làm đó là việc thường tình, người biết điều ai cũng làm như vậy, có chi đâu mà lạ. Chẳng cần quan lớn với hạ mình mà tạ ơn. Người làm ơn dẫu không muốn nhớ cái ơn của mình làm, người chịu ơn cũng không được phép quên cái ơn mình chịu. Tôi nhớ cho ông thân tôi hồi trước hay nói: bất suy ân, vô dĩ bảo thế tử. Tôi thọ ơn của ông bà huyện mà tôi không thèm nhớ thì làm sao tôi nên được. Huống chi nhờ có ông huyện bà huyện trả ruộng hủy nợ, má tôi mới có thể nuôi sống sắp em tôi mới có thể học đến thành chung rồi được làm quan đây. Ấy vậy mà tôi lập được thanh danh mà trả thảo cho cha mẹ là nhờ ơn của ông huyện bà huyện giúp cho tôi đó. Ơn nghĩa ấy chẳng bao giờ tôi quên được. Vì vậy nên đổi lại đây, vợ chồng tôi lật đật đến già cảm ơn ông huyện bà huyện. Nếu thiệt nhờ việc nhỏ mọn của vợ chồng tôi làm năm trước mà quan lớn mới được trọn thảo với cha mẹ thì vợ chồng tôi vui lòng lắm. Sự vui ấy là cái phần thưởng xứng đáng của trời ban cho vợ chồng tôi rồi, quan lớn khỏi phải chọc lòng nhớ tới việc ấy nữa. Lời khiêm nhượng ấy càng làm cho tôi kính mến ông huyện nhiều hơn nữa. Tôi đến đây bổn tâm của tôi có hai mục đích: thứ nhất đến đằng cảm ơn, thứ gì đến đằng hỏi việc này. Tôi làm quan, tôi phải giữ thái độ nào mà trị dân hiệp với đạo thảo thân của tôi, mà cũng hiệp với nghĩa vụ của đứng dân chi phụ mẫu, và cho vẹn toàn cái trách nhiệm của nhà nước phó thác cho tôi. Vì ông thân tôi khuất sớm nên tôi không được hấp thụ cái gia đình giáo dục cho nhiều. Ông huyện là bạn đồng đạo của ông thân tôi nên tôi trọng cũng như thân sanh của tôi vậy. Tôi xin ông làm ơn chỉ giáo dùm cái đường phải cho tôi đi, đặng khỏi thất hiếu với kẻ sanh thành tôi, khỏi trái với nghĩa vụ của tôi, và khỏi lỗi với trách nhiệm của nhà nước vì đã tin cậy nên phú thác cho tôi. Ông huyện tân thở nay chưa từng nghe ai dấn kế về một câu chuyện quan hệ mà lại cao thượng như vậy. Bởi vậy ông nghe quan chủ quận nói dứt lời rồi thì ông ngẩn ngơ, không biết phải làm thế nào cho xứng với ý tứ của người hỏi. Ông suy nghĩ, sực nhớ đến lời của Trọng Cung đối đáp với Khổng Phu Tử trong sách Luận Ngữ. Ông hội ý mới đáp với quan chủ quận: theo ý tôi, quan lớn trị dân, quan lớn thiệt hành năm chữ này, cư kỉnh nhi hành giảng, thì có lẽ quan lớn khỏi lỗi với nghĩa vụ mà cũng khỏi lỗi với trách nhiệm. Cư kỉnh nhi hành giảng nghĩa là sao? Nghĩa là lúc bình thường đối với quan lớn thì quan lớn phải thận trọng dè dặt, để trái với lương tâm, rồi đến lúc hành chánh đối với nhân dân thì quan lớn phải quảng đại dễ dàng, đừng cầu chấp việc nhỏ. Tôi rất cảm ơn ông huyện, tôi sẽ dùng câu ông dạy tôi đó mà làm biểu hiện để trị dân. Tôi xin quan lớn hãy xét lại, tôi thuộc phái cựu học, tôi sợ e ý và lợi của tôi không hiệp với thời chăng? Lời đạo đức thì hiệp thời luôn luôn, dầu đời tấn hóa đến bậc nào đi nữa cũng không bỏ đạo đức được, tôi tin chắc là như vậy. Quan lớn làm quan mà quan lớn tôn trọng đạo đức thì quý báu biết chừng nào. Ông quan nào cũng phải vậy, chứ phải một mình tôi hay sao mà ông khen? Nếu không lấy đạo đức mà trị dân thì làm sao mà người ta kêu là dân chi phụ mẫu? Bẩm quan lớn nói phải lắm. Lúc ấy cô Túy bưng chén ra đem vô trong mà rót trà nóng mới châm thêm vô bình. Bà chủ quận tỏ ý muốn đi xem trong nhà, bà huyện liền mời bà lớn đi vô trong. Quan chủ quận ngó cô Túy rồi hỏi ông huyện: sao ông không cho cô em đây đi học? Tụi còn ít nên má nó cưng nó lắm, chịu rời nó ra. Nó học trường Ô Môn, hồi năm kia thi đậu bằng sơ học rồi nó có lên Sài Gòn học vài năm. Má nó nhớ nên bắt nó về nhà, không cho đi học nữa. Tôi nghĩ con gái học chút đỉnh cũng đủ biết thì thôi, học nhiều mà không đi làm việc thì không dùng chi hết. Bởi vậy tôi cũng xuôi theo, không ép nó đi học thêm.
Ở nhà mà không có công việc chi hết thì có lẽ cô em buồn chứ. Nó đọc tiểu thuyết và nhật trình tối ngày, có ở không ở đâu. Theo ý tôi thì nên cho các em đi học là cho đọc tiểu thuyết. Nó mê tiểu thuyết lắm, quyển nào Huế xuất bản thì nó có hết thảy. 2 năm nay nó mua mà đọc rồi để dành đầy một tủ. Không tốt, con gái không nên đọc tiểu thuyết. Mà có đọc thì phải lựa thứ nào hiệp luân lý thì sẽ đọc. Bởi vì tiểu thuyết đời nay xen lộn nhiều bộ, tồi phong bại tục thái quá. Đàn bà con gái mà đọc những bộ dâm thơ ấy thì phải loạn trí não, đọa tánh tình. Vậy hay sao? Tôi không về, để tôi biểu nó đừng có đọc nữa. Xin ông phải cần lưu tâm đến việc ấy. Có con, nhất là con gái, phải lựa sách mà cho nó đọc, nên để nó đọc thông thả. Cảm ơn quan lớn. Bà chủ quận đi xem nhà cửa rồi bà trở ra phòng khách. Trời trần tối nên quan chủ quận từ giã mà về, hứa khi nào rảnh sẽ vô nói chuyện chơi lâu hơn. Ông huyện và bà huyện đưa khách ra tới ngoài cửa rồi mới từ biệt nhau. Chừng đi trở vô, ông huyện nói với bà: Phường Sư Kinh sanh con được như vậy thiệt là có phước, mà dân xứ này có được quan chủ quận đó thiệt là có phước lắm. Chương 2. Cách 10 ngày sau. Một buổi chiều, ông huyện Hàm Tân thay đổi y phục, sửa soạn ra ngoài đang đi dự đám cúng thần cầu an dưới làng Tân Thới với quan chủ quận. Bà huyện mở tủ lấy cái khăn đen đưa cho ông rồi nói: Người mua nhà của xã Nhẫn đã về ở mấy bữa rồi. Phải, tôi có thấy, bà cứ nói cái nhà đó hoài, tiếc làm chi chứ không biết. Ổn lắm chứ, tôi tiếc hoài. Để họ ở ít ngày rồi coi họ như muốn bán thì tôi mua lại, dầu mắc hơn đôi 300 tôi cũng mua. Mua làm chi chứ không biết. Tôi mua tôi dỡ cái nhà đặng mở rộng ruộng vườn của mình qua phía đó. Chớ chi tôi về bà muốn quá như vậy thì hôm trước tôi đấu giá mà mua cho. Tôi có nói tại ông làm lơ nên tôi không dám đốc nữa. Có lẽ người mua đó ở không lâu đâu. Nhà văn sĩ về vườn thì buồn quá, ở lâu sao được. Ừ, nghe Hương quản nói người đó viết tiểu thuyết hay lắm. Tiểu thuyết hay, ông nào vậy kìa? Còn túy nó biết tên mấy tiểu thuyết gia hết thảy, hễ nói tên thì nó biết liền. Nghe nói tên chí cao chí thấp gì đó không biết. Cô túy ở trong buồng lật đật bước ra nói: Té ra người mua nhà xã Nhẫn đó là ông Chí Cao hay sao? Ông Chí Cao là tiểu thuyết gia trứ danh đa ba. Ông viết được gần 10 bộ tiểu thuyết, bộ nào cũng thâm thúy đặc sắc. Còn xem những tác phẩm Một Đóa Hoa Hương, Dưới Bóng Trăng Thanh, Nắng Bạn Hàng Nga của ông còn phục tài ông lắm. Được ông về gần nhà thì quý quá biết chừng nào. Ông huyện đứng ngó trân trân, đợi con nói dứt rồi ông mới nói: Con thích tiểu thuyết dữ. Ham đọc sách là tánh tốt, nhưng mà phải lựa sách mà đọc, chẳng nên đọc những dâm thơ. Bà muốn con mua sách luân lý mà đọc, chứ còn đừng có đọc tiểu thuyết nữa. Sách luân lý đọc buồn quá, con nít có chịu đọc đâu. Buồn mà có ích, vui mà hư tánh nết, thì vui làm chi. Bà huyện giới tới, cô Thúy không dám cãi. Ông huyện từ vợ con mà đi ra dinh quận. Bà huyện chấm chím cười mà nói với cô Túy: Thế ra người mới dọn về đó là Chí Cao. Quyển Nhắn Bạn Hàng Nga con mới đọc cho má nghe bữa hổm đó, má nhớ hay không má? Nhớ. Hay lắm phải không? Ừ, hay. Tác giả tả cảnh tả tình, điệu văn déo dắt, khiến cho người đọc có khi phải bàng hoàng rồi mơ mộng, có khi phải suy nghĩ rồi bồi hồi. Tiểu thuyết như vậy mà ba chê chứ? Bà còn nghe theo xưa, tự nhiên không ưa sách đời nay. Con đừng có khen tiểu thuyết trước mặt ba con nữa. Để con lựa những tác phẩm của ông Chí Cao, con để riêng, đặng con đọc lại. Các tiểu thuyết bây giờ con vẫn thích của Chí Cao hơn hết. Cô Túy ngó ra ngoài, rồi kêu bà huyện mà nói: Má, ai đi vô kìa, phải ông Chí Cao đó hay không? Bà huyện ngó ra, thấy một người trai tráng ở ngoài cửa ngõ chẩm hẩm đi vô sân. Đầu chải láng nhuốc, mình mặc một bộ đồ túc so may thiệt khéo, nút gài thẳng băng.
túi trên dắt một cái khăn lụa mùi khói nhang, để ló ra ngoài một góc. Người ấy vừa đi vừa ngó hoa kiển hai bên, bộ hân hoan, mặt sáng sủa. Hoàng Thai bước lên thềm, bộ không bỡ ngỡ chút nào hết. Người ấy đi ngay vô cửa, thấy bà Huyện với cô Túy ở trong nhà đương trong mắt có mình, thì đứng lại cúi chào rất có duyên mà trúng lễ, rồi chúm chím cười và nói: "Tôi là văn sĩ Chí Cao, mới dọn về nhà ở một bên đây, mà vì sợ thất lễ xã giao nên lật đật đến xin ra mắt quan huyện và bà huyện. Đằng trước dâng câu phước thọ, sau kết niệm lân cận." Nghe xưng Chí Cao thì bà huyện và cô Túy đều mừng, vì bà có dịp được hỏi thăm miếng đất. Cô mừng vì được biết mặt tiểu thuyết gia mình ưa, bởi vậy hai mẹ con đều vui vẻ cúi đầu đáp lễ. Bà huyện mời Chí Cao vô nhà và nói: "Ông mới đến thăm lần thứ nhất mà rủi quá, ông huyện của tôi không có ở nhà, mới đi ra ngoài dinh đặng làm cúng đình với quan lớn." Chí Cao cười mà đáp: "Rủi thiệt, nhưng mà quan huyện đi khỏi, xong có bà ở nhà, thì rủi của tôi chỉ mới phân nửa mà thôi, chứ chưa đến nỗi rủi hoàn toàn." Vì theo đời nay, cái lễ nam nữ giao tiếp đã nới rộng ra nhiều, lại cũng bà huyện muốn làm quen đặng hỏi thăm miếng đất. Bởi vậy bà mời Chí Cao ngồi tại phòng khách phía ngoài, rồi dạy cô Túy biểu gia dịch đem nước và thuốc ra đại khách. Bà huyện bước qua ngồi tại bộ dáng ngang đó và hỏi: "Ông mua cái nhà của xã Nhẫn đó hay là ông mướn?" "Thưa, tôi mua, đấu giá mua giữa tòa." "Ông là văn sĩ mà ông mua giường, ông ở sao được?" "Thưa, tôi chán cái thú thành thị rồi, trộn rộn quá không thể suy nghĩ, đặng nảy nở ra một tư tưởng gì hết. Tôi mua giường để về đây ở, chủ tâm của tôi là tìm chốn thanh tịnh để nằm đọc sách, để ngồi suy tưởng, rồi viết tiểu thuyết mà cống hiến cho đồng bào. Tôi chắc ở đây buồn, ông không ở lâu đặng." "Tôi xin lỗi với bà, tôi đã quyết chí lánh chỗ vui tìm chỗ buồn. Nếu chỗ này buồn, theo như bà nói thì tôi thích ở lắm chứ." "Ông về mua nhà, về đất hết thảy bao nhiêu?" "Thưa, kể luôn giờ sở phí hết thảy là hơn 600. Mà tôi còn phải tốn tiền sửa nhà nữa. Người ta nói tôi mua mắc. Thưa bà, theo ý bà thì mắc hay rẻ?" "Mắc một chút, mà vì đất ít, mà cái nhà lại cũ. Dòng mắt tôi cũng phải vui, bởi vì trước nhà có rạch, chung quanh có giường, cái cảnh im đềm trù mật đó, nó có thể trao dồi tâm hồn, nắng đút tư tưởng cho tôi viết tiểu thuyết được thì thôi. Đã vậy mà tôi còn được ở gần một bên bà với quan huyện, thì chỗ ở của tôi cần quý lắm vậy." "Ông ở đây đặng tính viết tiểu thuyết thôi, chứ không tính làm việc chi nữa hay sao?" "Thưa bà, nhà văn sĩ thì chỉ biết viết văn, chỉ có mệt mỏi thì nằm liêm diêm mà mơ mộng, chớ có biết việc gì khác chi đâu mà làm." Cô Túy nãy giờ ngồi phía sau bà huyện mà nghe nói chuyện, bây giờ cô mới xen vô mà hỏi Chí Cao: "Thưa ông, những tác phẩm của ông đã xuất bản rồi đó, ông xuất vốn in mà bán hay là ông nhượng bản quyền cho họ xuất bản?" "Tôi có một mình, ngày như đêm cứ cặm cụi ngồi viết hoài, tôi không có thời giờ mà lo việc gì khác. Mình viết tiểu thuyết, nhất là tên mình được công chúng yêu mến. Nếu mình ra tiền xuất bản thì mình bán có lời nhiều. Ngặt vì văn sĩ không có cái óc thương gia nên bán sách bất tiện nhiều bề lắm. Tại như vậy nên tôi phải buộc lòng nhượng bản quyền cho ấn quán họ xuất bản." "Thưa, tiểu thuyết của ông quyển nào cũng được công chúng hoan nghênh nhiệt liệt, ông nhượng bản quyền cho người ta xuất bản thì họ lời nhiều lắm." "Thưa cô, tôi dư biết việc đó, nhưng biết làm sao bây giờ?" "Ông nhượng bản quyền cho họ xuất bản như vậy, mỗi tác phẩm họ trả cho ông được bao nhiêu tiền?" "Không có giá nhất định, hoặc 500 hoặc là 300, tùy theo tác phẩm dài hay ngắn. Theo lời cô hỏi tôi đó thì tôi chắc cô có đọc tiểu thuyết của tôi." "Thưa phải, các tác phẩm của ông em có mua mà đọc đủ hết." "Mua nhà về ở đây, tôi không về có sẵn một độc giả rất xinh đẹp ở một bên tôi chứ, tôi lấy làm hân hạnh lắm." "Trong chợ Ô Môn này độc giả của ông nhiều lắm chứ, không phải có mình em đâu." "Nếu vậy thì cái hân hạnh của tôi càng lớn hơn nữa. Đọc tiểu thuyết của tôi, cô thích bộ nào hơn hết?" "Bộ nào em cũng thích hết thảy." "Cảm ơn cô." Chí Cao lấy làm đắc ý, song thầm nghĩ mới đến làm quen lần đầu
Nếu mình cứ nói tiểu thuyết hoài thì e sợ người ta chê trách mình là khoe khoang. Bởi vậy chàng trở máy mà hỏi chuyện bà huyện. Thưa bà, không biết quan huyện có được mấy cô cậu? Tôi có ba đứa con mà thôi. Thằng lớn làm việc ở trên Sài Gòn, cái con này và một đứa con gái nhỏ nữa còn đi học. Được như vậy thiệt là có phước quá. Giàu có sang trọng mà lại có đủ con trai con gái, không thiếu chi hết. Ông có được mấy người con? Thưa bà, tôi chưa có vợ. Trọng tuổi rồi sao không kiếm đôi bạn như người ta? Bà, nhà văn sĩ thường để trí mơ mộng cái đẹp, cái cao. Nếu cưới vợ thì tự nhiên phải cưới một người giống như trí mình tưởng tượng vậy mới được. Tại như vậy đó nên khó kiếm vợ một chút. Ông kén lừa quá như vậy thì làm sao mà có vợ được? Đời này không có người như cô Thanh Xuân trong tiểu thuyết nhắn bạn hàng Nga đó đâu. Xin bà cho phép tôi cãi lời bà mới nói đó. Trong chốn thâm sơn thì có đá dưới cây mà thôi. Tuy vậy mà nếu người ta gia công tìm kiếm thì người ta cũng lượm được nhiều cục ngọc quý vô giá. Ấy vậy ở chốn dân gian này có lẽ nào lại không có người đẹp để mà cao thượng. Cô Thanh Xuân, tôi vẫn tin chắc phải có. Bởi vậy tôi cứ bền lòng mà tìm hoài. Tìm cho được cô Thanh Xuân tôi mới phỉ dạ. Tôi sợ ông tìm thất công, tìm không gặp đâu. Dù mình không có duyên mà gặp được, mà mình có chí tìm kiếm, thì lúc mình nuôi cái hy vọng sẽ tìm được vui vẻ trong cảnh mơ mộng. Bà huyện không muốn kéo câu chuyện ra dài thêm nữa nên bà không đáp lời. Chí Cao lại không muốn về nên chàng hỏi bà. Té ra bà cũng đọc tiểu thuyết của tôi nên bà mới biết cô Thanh Xuân. Con nhỏ nó mua nên khi nào rảnh thì tôi xem chơi, chứ không có giờ mà đọc hết. Xin bà chịu khó đọc đủ các tác phẩm của tôi thì bà mới thấu hiểu tâm hồn của tác giả được. Bà huyện quyết dứt câu chuyện nên bà dây lại phía sau mà nói nhỏ với cô Túy. Khuyên cô đi vô trong biểu gia dịch lo dọn cơm. Cô Túy đi rồi, bà huyện liền đứng dậy nói với Chí Cao. Ông qua thăm vợ chồng tôi rất cảm ơn. Để ông huyện về tôi sẽ thưa lại cho ông huyện tôi hay. Đằng bữa nào rảnh ông huyện tôi sẽ trả lễ. Chí Cao còn muốn ngồi nữa, xong cứ thấy cử chỉ, rồi nghe câu nói của chủ nhà như vậy, thì hiểu người ta tỏ ý muốn mình đi về. Bởi vậy chàng thủng thẳng đứng dậy và nói rằng: Thôi, để bữa nào có quan huyện ở nhà rồi tôi sẽ qua thăm, đặng làm quen với ngài. Tôi ở gần, hai nhà ta qua lại đàm luận chơi chắc là vui lắm. Chí Cao vừa nói vừa đi lần ra cửa, bà huyện cũng đi theo, ý muốn đưa khách, xong bà đi xa xa. Chí Cao ngó bà và cười và nói nho nhỏ: Có lẽ bà quên tôi, chứ tôi biết bà từ hồi bà còn xuân xanh, chưa có chồng. Bà huyện chưng hửng. Chí Cao nói tiếp: Tôi là con của thầy giáo Sâm. Hồi còn nhỏ chúng ta ở một dãy phố với nhau ở dưới Cần Thơ, bà nhớ không? Bà huyện tỉnh táo đáp: Tôi biết thầy giáo, còn ông tôi quên rồi. Chí Cao nói: Lúc bà lấy chồng thì tôi mới 12-13 tuổi. Tuy lúc ấy tôi còn con nít, nhưng mà tôi đã biết mến nết na đầm thắm của bà, biết yêu cái vẻ đẹp thiên nhiên của bà. Đã hơn 20 năm rồi mà cái vui vẻ ấy vẫn còn y nguyên, chưa phai lợt chút nào hết. Nghe mấy lời ấy, bà huyện vừa mắc cỡ vừa tức giận. Bà muốn mắng đứa vô lễ đang răng dạy cho nó về sao, nhưng vì sợ làm vợ lỡ mang tiếng mà gây buồn cho chồng nên bà dằn lòng mà nói: Ông đi về đi. Chí Cao cứ cười chấm chím mà nói tiếp: Bà là cô Thanh Xuân của tôi tả trong quyển tiểu thuyết nhắn bạn hàng Nga đó. Bà huyện xây lưng trở vô, phiền giận cành hông đỏ ao sắc mặt. Chương 3. Cách một tháng sau, ông huyện Hàm Tân tiếp được thơ của con trai lớn là thơ Toán Thình, cho hay rằng đã mướn được phố mà dọn ở chỗ yên rồi và mời cha mẹ lên chơi với mình ít bữa. Lúc ấy ông huyện đã thâu góp lúa ruộng đem về lẫm xong rồi, nên ông thông thả không bận việc gì. Đã vậy mà mấy bữa rày em ngọ nhức răng ăn ngủ không được, làm cho ông khó chịu, muốn đem nó đi Sài Gòn đặng kiếm đốc tờ trị bệnh cho nó. Tiếp được thơ của thơ Toán Thình, hai ông bà mới bàn tính để cô Túy với Huyên ở nhà coi nhà, còn hai ông bà bắt em ngọ lên Sài Gòn
đặng trước kiếm thầy trị bệnh cho con gái nhỏ, sau coi bề con trai lớn ăn ở như thế nào. Tính như vậy mà chưa định ngày đi, kế cô khuyên được thơ của mẹ cho hay rằng mẹ đau nhiều. Cô lo sợ nên xin với chú thím cho phép cô về Sa Đéc mà thăm mẹ ít ngày. Ông huyện lấy làm bối rối, không lẽ không cho cô Huyên về Sa Đéc, mà nếu cho cô đi thì ai ở nhà coi nhà với Túy, đặng vợ chồng ông đi Sài Gòn. Hai ông bà tính tới tính lui rồi nhất định cho cô Huyên về Sa Đéc liền. Còn đi Sài Gòn thì bà Huyện với cô Túy dắt em ngọ đi, để ông ở nhà coi nhà. Bà Huyện không chịu như vậy, bà muốn ông đi với bà đặng coi nhà gỗ con trai, thiếu vật gì và mua sắm cho con. Cô Túy thì cô không muốn đi Sài Gòn, cô khuyên cha mẹ đi. Cô hứa ở nhà coi nhà một mình được, vì trong nhà có gia dịch đông nên không sợ trộm đạo. Nghe vợ con nói như vậy, ông Huyện bèn xuôi theo. Ông cho mời Hương quản tại, người ở trong đất ông, lại nhà mà dặn coi giùm nhà cửa cho ông. Rồi cô Huyện đi Sa Đéc bữa trước, thì sang hôm sau, ông bà đi Sài Gòn với em ngọ. Cô Túy ở nhà một mình, tuy cô được quyền điều khiển gia dịch đến 4-5 người, song cô mất cái không khí thường hấp thụ thuở nay, ra vào quạnh hiu. Không có cha mẹ, không có dì em mà nói chuyện. Bởi vậy cô buồn so, cứ nằm suy nghĩ dẫn dơ. Suy nghĩ rồi lấy tiểu thuyết ra mà đọc. Chiều bữa ấy lúc mặt trời lặn xuống phía sau giường, ngọn gió chướng thổi hiu hiu mát mẻ. Cô Túy đọc quyển tiểu thuyết và suy nghĩ cả ngày. Tâm hồn lờ đờ, tinh thần mờ mệt. Cô bèn ra vườn hoa trước nhà, đi qua đi lại mà xem hoa giải trí. Ngọn gió hắt hiu làm cho lòng cô thơi thới. Hoa hường đua nhau nở, làm cho tình cảm của cô chứa chan. Thấy bụi hường gần cửa ngõ có chỗ một đóa hoa thật lớn, cô bèn lần bước kề đóa hoa vào mũi mà hửi. Mặt cô với đóa hoa chiếu nhau, mặt thì đẹp và hoa cũng xinh. Thình lình nghe có tiếng giày đi ngoài đường, cô lật đật đứng dậy thì thấy Chí Cao vừa đi tới cửa ngõ, rồi đứng lại cúi đầu chào cô và nói: "Thưa chào cô có cái vườn hoa đẹp đẽ quá. Đã đẹp mà còn gây cảnh nên thi nữa. Bên nhà tôi không có cái cảnh như vậy. Bởi vậy hôm nay tôi viết tiểu thuyết mệt mỏi thì tôi đi qua đi lại trước đây, rồi tôi lén dòm vô vườn của cô, đặng gây mối cảm tình cao thượng cho câu văn của tôi được hoàn toàn tao nhã. Xin cô nhân cái lòng yêu mến tiểu thuyết của tôi mà tha thứ cho tôi cái lỗi xem trộm vườn hoa đầy những bông hoa tươi tốt, kiển thanh lịch này." Cô Túy gặp khách tình cờ thì bối rối, mà còn nghe mấy lời lãng mạn ấy thì cô càng bối rối thêm. Cô kiếm không ra câu mà đáp, chỉ có chừng vô phía trong nhà rồi chúng chiếm cười mà thôi. Chí Cao nói tiếp: "Nhờ cái vườn hoa xinh đẹp nên thơ của cô đây mà tác phẩm tôi đương viết hổm này có lẽ sẽ được đặc sắc hơn các tác phẩm trước. Tôi hứa hệ tác phẩm mới này xuất bản rồi thì tôi dâng liền cho cô một quyển ra đầu hết, tỏ lòng cảm tạ thành tình chiếu cố đến điệu văn của tôi." Vị trí ngổn ngang những cảm tưởng về tiểu thuyết của Chí Cao, bởi vậy nghe tới chuyện đương viết tiểu thuyết thì cô không thể làm lơ. Cô ngó vô phía trong nhà một lần nữa rồi lỏng lẻn hỏi khách: "Đương viết tiểu thuyết gì đó?" "Tôi đương viết một quyển diễm tình tiểu thuyết để ký ức cái thời kỳ của tôi dọn bút nghiêng về ở chốn thanh tịnh mà đẹp đẽ này." "Quyển mới đó ông đề nhãn như thế nào?" "Một bầu phong nguyệt, nhãn đề như vậy, đọc nghe có hơi du dương lãng mạn dữ." "Phải, lãng mạn mà lại mơ mộng hơn quyển Nhắn bạn hàng Nga thập bội." "Tôi tưởng không thể hơn quyển Nhắn bạn hàng Nga được." "Cô thích quyển tiểu thuyết đó lắm hay sao?" "Quyển đó tôi thích nhất." "Tôi không dè, nếu vậy thì may mắn lắm. Mà nếu cô biết thích quyển Nhắn bạn hàng Nga thì bộ Một bầu phong nguyệt cô sẽ thích nhiều hơn nữa." "Không chắc." "Tôi chắc lắm, cô muốn đọc trước hay không?" "Ông nói ông đương viết mà." "Phải, tôi đương viết, tôi viết mới được phân nửa. Nhưng mà nội đoạn đầu cũng đủ làm cho cô phải công nhận quyển mới thâm thúy hơn quyển Nhắn bạn hàng Nga. Nếu cô không tin thì xin cô dời gót qua thư phòng của tôi, rồi tôi đọc cho cô nghe. Qua ban đêm thì tiện hơn, đêm nào tôi cũng viết tới 12 giờ rồi tôi mới nghỉ." Cô Túy chấm chím cười, chứ không chịu đáp với lời của Chí Cao mời đó. Cô lơ lửng một chút rồi nói:
tại sao mà quyển tiểu thuyết ông đương viết đó lại đề nhãn một bầu phong nguyệt? Nghe đọc rồi cô sẽ thấy ý nghĩa mấy chữ đó. Tôi không muốn diễn giải, tôi chỉ nói quả quyết gián tác rằng nhãn đề ấy thích thiệp với cảnh mà tôi đương say mê đây lắm. Con bạn là đứa hằng ngày đưa rước em ngọ đi học. Nó ở trong nhà xăm xăm đi ra, tính mời cô Túy vô ăn cơm. Vừa thấy dạng nó, cô Túy lật đật cúi đầu chào Chí Cao rồi xoay lưng đi trở vô. Chí Cao đứng ngó theo và hỏi giới: vậy mà tôi được phép nuôi hy vọng để tiếp rước cô tại thư phòng của tôi hay không? Cô Túy dây lại chấm chím cười, rồi cô đi thẳng vô nhà chứ không chịu trả lời. Chí Cao thủng thẳng đi về và đi vừa ngó ngoái lại sau giường đôi ba lần. Vợ chồng ông huyện Hàm Tân đi Sài Gòn tính ở chơi với con vài bữa mà thôi. Té ra lên tới đó, đốc tờ coi răng của em ngọ. Ông nhổ hết hai cái răng hư, rồi biểu mỗi ngày phải trở lại cho ông trám và bịch. Lại phải đi luôn cho đủ 8 bữa mới được. Đã vậy mà thơ toán thình còn cứ theo đăng để xin cha mẹ ở chơi lâu lâu. Vì vậy nên vợ chồng ông huyện phải ở trên Sài Gòn đến 11 bữa mới về được. Khi hai ông bà về tới nhà thì thấy cô Túy nằm trong mùng, tóc bùi dùi, mắt lim dim mà lại đắp mền lên tới cổ. Bà huyện cưng con, thấy con như vậy thì lo sợ, lật đật dở mùng lên, đặt tay lên trán con và hỏi: còn đau sao đó con? Cô Túy lắc đầu và đáp nho nhỏ: con nhức đầu chóng mặt chứ không có sao. Bà huyện thấy trán con không nóng mà lại có rịn mồ hôi thì bà bớt lo, xong bà hỏi tiếp: con ở đau mấy bữa rồi, con có biểu bè trẻ rước thầy thuốc coi mạch cho con uống thuốc hay không? Không. Con dại quá, ở nhà đau mà không chịu rước thầy uống thuốc chứ. Để má cho mời ông lương y ngoài nhà thương vô coi mạch cho con nha. Thôi má, con nhức đầu chóng mặt chút đỉnh, không có sao đâu mà sợ, đừng có rước thầy thuốc cho thất công. Bà huyện ra ngoài cho ông hay. Ông huyện vô phòng thăm con, ông tỏ ý muốn rước thầy thuốc, mà cô Túy không chịu, cứ xin cha mẹ đừng lo chạy thuốc trước thầy. Bà huyện xuống nhà sau thấy con bạn thì hỏi: cô hai về Sa Đéc chưa trở qua hay sao? Dạ thưa, chưa. Cô ba đau từ hôm nào tới nay? Thưa, mới đau từ chiều hôm kia. Nó có đi đâu bị nắng gió hay không? Thưa không. Từ bữa ông bà đi cho tới bữa nay, cô ba cứ ở nhà hoài chứ không có đi đâu hết. Mấy bữa đầu cô ăn cơm coi sách, tối cô ngủ sớm, cô cũng vui vẻ như thường. Cô bắt đầu đau từ chiều hôm kia, cô nằm miết ở trong phòng không ra ngoài chơi nữa. Từ hôm đau đến nay nó có ăn cơm cháo gì hay không? Thưa, chiều hôm kia cô ăn có một miếng và cơm, rồi nó chóng mặt ăn không được. Tối lại còn có khuấy một ly sữa cho cô uống. Trọn ngày hôm qua cô biểu nấu cháo cho cô ăn chứ cô không ăn cơm. Mà ăn cháo thì mỗi lần cô húp có một chén chứ không ăn nhiều. Hồi sớm mơ này cô có uống sữa, rồi hồi trưa cô có ăn nửa chén cháo. Đau bệnh gì mà kỳ quá vậy không biết? Cô ba nói cô chóng mặt, ngồi không được, cứ nằm hoài. Ở nhà có khách nào tới hay không? Thưa không. Chắc họ hay ông bà đi nên không ai tới. Có ông hương quản mỗi bữa đều có ghé hỏi thăm có việc chi hay không, rồi ông đi. Đến chiều, người nhà dọn cơm cho ông huyện, bà huyện và em ngọ ăn. Bà huyện vô phòng biểu cô Túy ra ăn cơm. Cô lắc đầu nói chóng mặt, không ăn được, và xin biểu con bạn khuấy cho cô một ly sữa mà thôi. Hương quản tại lại mừng ông huyện và bà huyện về, hỏi thăm bề ăn ở của thơ toán thình và thăm em ngọ có hết nhức răng hay không. Hương quản thăm chơi một lát rồi đi. Kế cô Huyền ở bên Sa Đéc về tới. Ông huyện bà huyện hỏi thăm chị dâu đau. Cô Huyền nói đã mạnh rồi, đi ra đi vô được như thường, ăn cơm đã biết ngon. Tối bữa ấy khí trời nóng nực, bà huyện ra ngoài ngồi cái băng trong vườn hoa hứng mát. Bà kêu cô Huyền ra ngồi với bà, đặng bà hỏi thăm về bà ăn ở của chị dâu bên Sa Đéc. Hai người đừng nói chuyện. Đột nhiên ở bên nhà Chí Cao có tiếng hai người cãi lộn. Tiếng một người là tiếng đờn bà. Lúc ấy con bạn đương bưng nước trà đem ra cho bà huyện uống, bà bèn hỏi nó: nghe nói ông Chí Cao không có vợ, mà sao nãy giờ lại nghe có tiếng đờn bà nói lớn ở bển? Thưa bà, có một người đàn bà lạ mới lại ở đó ba bữa rày.
Con nghe anh Bồi nói người đàn bà ấy là vợ của ông đó, song con không biết phải vậy hay không. Mà mấy bữa rày con nghe hai người cứ rầy lộn với nhau hoài. Người ta về ở gần lộn xộn quá, họ rầy rà với nhau hoài, mình chịu sao được. Chớ trì hôm trước ông mày đấu giá mua miếng đất đó thì xong biết chừng nào. Cô Huyên với con bạn không hiểu việc đó nên không dám nói tiếng chi hết. Trưa bữa sau, bà Huyền với cô Huyên đưa ngồi trong phòng của cô Túy mà ép còn phải ráng ăn một chút cơm. Con bạn vô chờ cô Túy ăn rồi, đặng bưng mâm cơm ra. Thình lình nó nói với bà Huyền: người đàn bà đó đã xách giỏ đi rồi. Bà Huyền chưng hửng hỏi: người đàn bà nào? Người đàn bà ở lại nhà ông Dĩ bên đây, hồi hôm bà nghe gây lộn đó. À, đi hồi nào? Thưa mới xách giỏ đi tức thì đây. Sao mày biết? Thưa bà, hồi nãy con xuống mé sông con thấy rõ ràng. Đi đâu thì đi hết cho rảnh. Nãy giờ cô Túy chăm chú nghe lời con bạn nói. Cô ráng ăn hết một chén cơm, rồi biểu con bạn bưng mâm cơm ra, dài dặn nó múc một thau nước đem vô phòng cho cô rửa mặt. Cô lại cậy cô Huyên gỡ giùm đầu tóc cho cô, rồi cô đi soi kiến mà bới đầu tử tế. Bà Huyện thấy con bữa nay ăn cơm được, lại rửa mặt, gỡ đầu như thường, thì bà mừng thầm, chắc bịch của con gần hết, nên không tính tới việc rước thầy thuốc nữa. Buổi chiều cô Tí ra ngoài ăn cơm với cha mẹ, chứ không đòi ăn riêng trong phòng, mà cũng không than nhức đầu chóng mặt nữa. Cử chi ấy càng làm cho ông Huyện bà Huyện an lòng thêm. Xong ăn cơm rồi cô cũng trở về phòng, mà lại còn kêu cô Huyên với em Ngọ vô chơi với cô. Trời tối lần lần, trong nhà đã đốt đèn. Con bạn bưng vô phòng cho cô Túy một cái đèn tà đăng nhỏ để trên bàn, chỗ cô thường đọc sách. Cô Túy nằm trên giường, cô kêu em Ngọ biểu lên nằm một bên cô, rồi cô ôm nó mà hôn. Cô Huyên lại ngồi bàn viết, thấy có quyển tiểu thuyết Nhắn Bạn Hằng Nga để sẵn gần cái đèn. Cô bèn giới tay mà lấy rồi dở ra mà xem. Cô Túy ngó thấy, cô liền nói: chị mở tủ cách giùm quyển tiểu thuyết đó một chút, chị Huyên. Để qua xem một chút rồi qua cất. Xem mới làm chi, chị đã có đọc rồi mà. Qua thấy em cũng đã đọc rồi mấy lần, mà sao em vẫn còn lấy ra mà đọc hoài. Bây giờ em ghét lắm, có lẽ em đốt những tiểu thuyết của em mua để dành trong tủ mấy năm nay đó. Sao vậy? Hôm nay em suy nghĩ mấy lời của ba em nói hôm nọ, em mới hiểu lời ấy thiệt là đúng đắn. Nên em đọc sách luân lý chứ đừng đọc tiểu thuyết. Em nhất định coi chừng và cấm tuyệt em Ngọ, em quyết không cho nó rờ tới tiểu thuyết nào hết. Tiểu thuyết có thứ dữ mà cũng có thứ hay, có thứ không nên đọc mà cũng có thứ cần phải đọc. Mình lựa thứ hay, thứ có ích, thứ duy trì luân lý mình đọc thì có hại chi đâu. Biết làm sao mà lựa, bữa nay sao em buồn ngủ sớm. Thôi chị dắt em Ngọ về phòng của chị mà ngủ đi. Cô Huyên với em Ngọ bước ra khỏi phòng thì cô Túy bỏ mùng xuống rồi tắt đèn. Chương 4. Qua ngày sau, mới tảng sáng mà trước nhà Chí Cao tụ lại đông dày dày. Thầy Hưng Quảng làng Thới Thạnh với thầy đội đồn Ô Môn đều có mặt tại đó. Ông Huyện Hàm Tân hay sự náo nhiệt ấy, ông mới ra trước cửa mà xem. Ông nghe có tiếng Hương Quảng, ông bèn sai gia dịch ra hỏi coi có việc gì, thì mới hay Chí Cao bị đâm chết nằm giữa một vũng máu trong nhà gần bàn giết. Nghe như vậy cả nhà ông Huyện đều lao nhau ra đứng trước sân mà hỏi thăm, duy có cô Túy vẫn còn nằm ngủ im lìm trong phòng. Vụ án mạng này phát giác như vậy. Hương Quảng tại là chánh hương quản tại làng Thới Thạnh, ở trong đất của ông Huyện, nhà ở phía tay mặt, còn nhà Chí Cao ở phía tay trái. Hồi 5 giờ khuya này, hương quản tại còn ngủ thì có một người kêu cửa mà báo cáo nói có vụ án mạng. Hương quản thức dậy rồi hỏi sơ mới hay tiểu thuyết gia Chí Cao bị đâm chết, và người báo cáo đó là tên Quận, bồi của Chí Cao. Hương quản lặt đặt rửa mặt bận áo rồi đi liền lại nhà Chí Cao. Khi bước vô hàng ba thì thấy cửa giữa có một cánh cửa mở hé, có hai cửa hai bên thì đóng chặt. Kéo cánh cửa ấy mà bước vô nhà thì thấy Chí Cao nằm dưới gạch dựa bên bàn viết, nằm nghiêng, tay trái phía dưới lại sắp ra sau lưng,
có con dao rọc giấy bằng sắt, xi ken trắng, nhọn dài dài bằng hai gang, ghim ngay trước ngực. Người bị đâm chết đã lâu rồi. Mình mặc một bộ đồ pyjama bằng lụa trắng có viền đen, áo quần phía trước gạch máu nhuộm đỏ lồm, nhiều chỗ đã khô rồi. Cái ghế để ngồi giết thì vẫn còn nguyên ở chỗ như thường, duy có một cái ghế khác ngã lăn đầm gần bàn giết. Trên bàn giết thì có cái đèn tạ đăng vẫn còn cháy, bình mực thì mở nút. Có một cây giết với một cái đồng hồ đeo tay bằng vàng để gần đó. Bên tay mặt có một chồng sách sắp ngay thẳng. Bên tay trái có một cái khăn mùa so lụa màu xanh nằm tại góc bàn. Giữa bàn thì có ba tờ giấy viết rồi để nằm xéo xéo, chớ không ngay. Hùng Quảng đi xem cái cửa sau và mấy cái cửa sổ thì cái nào cũng đóng chặt. Còn hai hộp tủ bàn viết và tủ áo, tủ rượu thì cái nào cũng còn khóa, không có dấu cậy. Hương Quảng lại biểu tên Quận là bồi của Chí Cao đi với mình mà xem xét cùng trong nhà, coi có mắc món gì hay không. Tên Quận coi rồi không mắc vật chi hết. Nó lại nói thêm rằng thường bữa nó thấy chủ nó mở hộp tủ bằng giết phía tay mặt mà lấy tiền đưa cho nó đi chợ, có lẽ tiền bạc để trong tủ ấy. Hương Quảng coi kỹ lại một lần nữa thì hộp tủ ấy vẫn khóa chặt. Hương Quảng lấy làm lạ, không hiểu Chí Cao bị giết bởi cớ gì. Lúc ấy thay đổi với chú cai đồn ở Ô Môn hay tin nên đã vô tới. Hương Quảng kể chú cai trở ra Dinh Quận, chờ chừng nào quan chủ quận thức dậy thì báo giùm vụ án mạng này cho quan lớn và cậy thầy đội giữ gìn trật tự, đừng có cho dân sự tràn vô nhà. Sắp đặt xong rồi, Hương Quảng mới lấy viết mực và giấy đem lại cái bàn ăn ở căn nhà bên kia và lập di bằng. Hương Quảng biên sự mình khám nghiệm tử thi và sự mình xem xét trong nhà, mọi khoản đều nói rành rẽ, rồi mới lấy khai tên Quận. Tên Quận khai như vậy: tôi tên là Nguyễn Văn Quận, 21 tuổi, sanh đẻ tại làng Tân An, tỉnh Cần Thơ. Cha là Nguyễn Văn Quy, chết. Mẹ là Lê Thị Mỹ, cũng chết. Tôi làm nghề bồi và nấu ăn và dọn dẹp trong nhà. Tôi vào giúp việc cho ông Chí Cao đã được 2 tháng một bữa rồi. Đêm hồi hôm, sau khi ăn cơm tối, tôi rửa chén và dọn dẹp xong rồi, gần 8 giờ. Tôi mới xin phép chủ tôi đặng qua giàm rạch Ba Rích, coi hát tiều chơi. Vì hát hay và vì có anh em cầm lại ở coi hát, tới hừng đông tôi mới về. Khi về tới nhà chủ tôi thấy cửa giữa mở hé, lại có đèn đốt trong nhà. Tôi tưởng chủ tôi đã thức dậy, nên tính nhiêu lãnh tiền, đặng một lát nữa đi chợ. Chẳng dè lại cửa đứng ngoài dòm vô, tôi thấy chủ tôi nằm co dưới đất, máu chảy đỏ áo quần. Tôi kinh hãi không dám vô, liền chạy đi báo cáo với thầy Hương Quảng. Thầy Hương Quảng đi với tôi trở lại nhà, thì thiệt quả chủ tôi đã bị đâm chết. Lời thiệt tôi khai ngay, bằng khai gian tôi sẽ chịu tội. Hương Quảng biên lời khai ấy, suy nghĩ một chút rồi hỏi thêm: anh khai anh xin phép với chủ mà đi coi hát tiều, hồi gần 8 giờ tối. Vậy chớ hồi anh đi đó, trong nhà có ai hay không? Bẩm không, trong nhà duy có một mình tôi với chủ tôi mà thôi. Hồi tôi đi coi hát thì chủ tôi đương đi qua đi lại ngoài sân mà hứng gió. Thường thường anh thấy có ai lại nhà chơi với chủ của anh hay không? Bẩm không, chủ tôi dọn về ở đây đã được một tháng mấy rồi, chẳng bao giờ có rước một khách nào hết. Hôm mới dọn về thì có qua nhà quan huyện ở gần đây mà thăm chơi một lần, chứ chẳng có đi đâu nữa. Anh nói chẳng có rước một người khách nào hết, mà theo tôi biết thì hôm mấy bữa trước ở trong nhà có một người đàn bà. Sao anh dám khai gian như vậy? Bẩm thầy Hương Quảng, tôi quên. Phải, cách 3-4 bữa trước có vợ cũ của chủ tôi đến thăm, ở 3 bữa rồi về. Về ngày nào, giờ nào? Bẩm đi hôm qua, đi lối 1 giờ trưa. Đi đâu anh biết không? Bẩm hôm qua, khi người đàn bà ấy xách cái giỏ đi, được một lát rồi chủ tôi mới biểu tôi đi nơm theo người ấy đi đâu. Tôi thấy lối 2 giờ trưa, đi lên xe hơi đò hiệu Đào Châu đi Cần Thơ. Anh biết người đàn bà ấy tên họ là gì hay không? Bẩm không, hồi tôi vào nhà ở với chủ tôi, thì chủ tôi có một căn phố ở dưới Cần Thơ có một mình. Cách vài tuần chủ tôi dọn về ở nhà này, thì tôi có đi theo một mình chứ không có người đàn bà ấy. Người ấy mới lên cách đây 4 bữa rài, rồi đi hồi trưa hôm qua đó.
Sao anh biết người ấy là vợ cũ của chủ anh? Bẩm, hai người trầy lộn với nhau. Tôi lóng tai nghe nên tôi hiểu hồi trước chủ tôi có làm bạn với người ấy. Còn anh nói hồi hôm anh đi coi hát tiều từ 8 giờ tối đến sáng anh mới về. Anh ở bên Paris sáng đêm, anh không buồn ngủ hay sao? Bẩm, có anh em chơi nên không buồn ngủ. Anh em là ai? Bẩm, anh Canh là bồi của ông thầy thuốc, với anh Huê là cu ly bên trường học. Anh gặp hai anh ấy hồi nào? Bẩm, tôi qua tới Paris thì tôi gặp liền. Hai người ấy ở chơi với anh luôn tới sáng hay sao? Bẩm, phải. Hai người ở chơi với tôi tới sáng, chừng về cũng đi chung với tôi một ghe. Hương Quảng bước ra ngoài, nói nhỏ với thầy đội và cậy sai lính đội tên Canh với tên Huê và đón xe đào châu ở dưới Cần Thơ lên mà đòi sớp phơ với lơ, đặng hỏi luôn thể. Chừng trở vô nhà, Hương Quảng xét mình với tên Quận và biểu nó dắt đi chỉ chỗ nào để quần áo cho mình coi. Hương Quảng xét đủ hết mà không tìm ra một dấu chi đáng nghi. Lối 7 giờ, quan chủ Quận vô tới. Hương Quảng tiếp trước và chỉ mọi việc cho ngài xem xét, rồi đưa tờ di bằng đương lập cho ngài coi trước. Quan chủ Quận xét những việc ấy đều y như lời biên trong di bằng. Ngài bèn dạy phải để thi thể nằm yên, đừng có dời đổi vật chi trong nhà hết, và phải lập di bằng riết rồi đem nạp cho ngài đánh dây thép cho quan biện lý. Quan chủ Quận về rồi thì lính dắt thêm tên Huê với tên Canh vô tới. Hương Quảng liền dạy cho chú Hương Tuần dắt thêm tên Quận vô trong buồng, rồi ở đó mà coi chừng nó, đừng cho nó đi đâu hết. Tên Quận đi rồi, thầy mới kêu tên Canh vô mà hỏi. Hôm anh làm việc gì ở đâu? Bẩm thì Hương Quảng, hồi hôm tôi đi coi hát tiều ở bên Paris. Thừa dịp hát tiều, thiên hạ quy tụ đông đảo, rồi anh đi đâu cũng nói là đi coi hát tiều, biết làm sao mà xét sự thật giả cho được. Bẩm, thiệt tôi đi coi hát tiều. Tôi đi, tôi có rủ tên Huê và cu ly trường đi với tôi. Nếu thầy không tin thì thầy hỏi tên Huê thử coi. Đi hồi nào? Bẩm, tôi rủ tên Huê đi hồi 7 giờ rưỡi tối. Hai anh em tôi ở chơi tới sáng đêm ở bên Paris, tới giảng hát mới về. Đi coi hát, anh có gặp ai quen hay không? Bẩm, tôi có gặp người quen nhiều lắm, đủ mặt hết. Anh có gặp tên Quận là bội của ông Chí Cao, người bị ám sát nằm kia hay không? Tên Canh ngó tử thi thì biến sắc, sợ Hương Quảng nghi mình có nhúng tay trong vụ án mạng, nên đứng dụ dự một chút rồi đáp rằng: Bẩm thầy Hương Quảng, tôi cứ gặp tên Quận. Anh quen với tên Quận nhiều hay không? Bẩm, không. Tên Quận ở đây hơn một tháng nay, tôi biết mặt có mà thôi, chứ tôi không quen. Hồi hôm tôi đi coi hát với tên Huê, tên Huê quen với tên Quận. Hai người gặp hỏi nhau, đứng nói chuyện một hồi. Nhân dịp ấy tôi với tên Quận mới làm quen với nhau. Anh gặp tên Quận hồi mấy giờ? Bẩm, hồi đó chừng 10 giờ. Anh gặp tên Quận rồi nó đi theo anh mà coi hát luôn cho tới sáng, hay là gặp đứng nói chuyện một chút rồi phân rẽ nhau, mạnh ai nấy đi chơi riêng? Bẩm, đứng coi hát với nhau một chút, rồi tôi với tên Huê gặp tên Hứa ở ngoài Thới An, nó mời hai anh em tôi đi uống nước. Hai anh em tôi đi theo tên Hứa, tên Quận không quen nên không đi. Lối 3 giờ khuya hai anh em tôi mới gặp tên Quận lại. Tên Quận rủ hai anh em tôi đi ăn cháo. Ba đứa chúng tôi đi ăn uống chơi giảng hát, rồi kiếm ghe qua sông mà về với nhau một lượt. Hồi 3 giờ khuya, anh gặp tên Quận lần thứ gì đó? Anh thấy nó mặc quần áo như hồi đầu hôm, hay là nó thay quần áo khác? Tên Canh đứng suy nghĩ một hồi rồi nói: Bẩm, tôi không nhớ. Hương Quảng ngó ngay tên Canh với cặp mắt rất nghiêm nghị và nói: Anh phải nhớ, không lý đêm hôm này mà anh quên được. Việc này quan hệ lắm, nếu anh không chịu khai thì người ta sẽ nghi anh không muốn khai thiệt, chứ không phải anh không nhớ. Bẩm thầy, tôi bất ý về chỗ đó, chứ không phải tôi không chịu khai. Anh không nhớ tên Quận mặc đồ trắng hay là đồ đen nữa hay sao? Bẩm, tôi nhớ anh mặc đồ trắng, đầu hôm cũng vậy, mà khuya cũng vậy. Anh biết ký tên hay không? Bẩm, tôi không biết viết. Hương Quảng đọc lời khai cho tên Canh lại cho nó nghe, buộc nó phải làm dấu vân tay ở phía sau, rồi dạy nó lại một góc nhà mà ngồi riêng một mình. Thầy kêu tên Huê là cu ly trường học vào.
thầy muốn làm cho nó sợ, nên nó bước vào thì thầy chỉ tử thi mà hỏi nó: anh có biết người này hay không? Bẩm không. Thiệt anh không biết hay sao? Bẩm, tôi có nghe nói ổng mua nhà về đây ở hơn một tháng nay, song tôi không có thấy mặt ổng lần nào. Anh không biết ổng mà sao anh quen với tên quận là bồi của ổng? Bẩm, tên quận đi chợ thường hay gặp tôi nên quen. Cũng tên Chí Cao, viết tiểu thuyết hay lắm. Dạ, tôi mới nghe hồi nãy. Ừ, mà anh biết ai đâm ổng chết đó hay không? Bẩm, cái đó làm sao tôi biết được. Hương Quảng liếc mắt ngó tên Huê thì nó đứng tự nhiên, không có sắc lo sợ chút nào hết. Thầy mới dạy nó khai hồi hôm nó có đi coi hát tiều với ai, đi giờ nào, đến giờ nào mới về, gặp tên quận hồi nào. Tên Huê khai y lời khai của tên canh hồi 7 giờ rưỡi tối, lối 10 giờ mới gặp tên quận, đứng coi hát với nhau một lúc rồi nói với tên canh đi theo tên Hứa uống nước. Tên quận không có đi theo. Đến 3 giờ khuya mới gặp tên quận nữa, rủ nhau đi ăn uống tới gần sáng dạng hát, nói với tên Huê và tên quận mới kiếm ghe qua sông mà về với nhau một lượt. Hương Quảng hỏi dạy chớ từ đầu hôm đến khuya tên quận có mặc một thứ quần áo hay là lần thứ gì nó thay đồ khác. Cũng như tên canh, tên Huê khai nó không để ý tới sự đó, song nó nhớ nó gặp hai lần đều thấy tên quận mặc đồ trắng, mà không biết tên quận có thay hay không. Tên Huê khai biết chữ, nên Hương Quảng đọc lời khai của nó lại cho nó nghe, biểu nó ký tên ở sau, rồi chỉ chỗ tên canh ngồi mà dạy nó lại đó ngồi. Hương Quảng xem lời khai của tên quận hồi nãy lại, rồi kêu Hương Tuần mà biểu dắt tên quận trở ra. Thầy ngó tên quận mà nói: lời khai của anh hồi nãy có dài khoảng không khai đúng sự thiệt. Anh khai anh đi coi hát tiều hồi 8 giờ tối, qua tới Ba Rích thì anh gặp tên canh với tên Huê. Thì hai người đều khai như nhau, họ nói họ gặp anh lối 10 giờ. Ở đây qua rạch rích, dầu anh mắc đi kiếm ghe qua sông đi nữa thì mất nửa giờ đồng hồ là nhiều. Ấy vậy mà qua tới Ba Rích lối 1 giờ rưỡi đồng hồ, rồi anh gặp tên canh và tên Huê, chứ không phải là gặp liền. Còn khoảng này nữa, anh khai rằng anh ở coi hát chơi với tên canh tên Huê, giảng hát ba người mới đi một lượt về với nhau. Không phải như vậy. Tên canh và tên Huê đồng khai gặp anh lối 10 giờ, đứng chung với nhau một lát rồi hai người ấy đi uống nước. Phân rẽ với anh đến 3 giờ khuya mới gặp lại anh. Vậy mà từ 10 giờ đến 3 giờ khuya, trong có khoảng 5 giờ đồng hồ đó anh đi đâu? Tên quận bối rối một chút rồi mới đáp: bẩm thầy Hương Quảng, tôi ở đó coi hát chứ không đi đâu hết. Trong thời gian ấy có ai thấy anh ở luôn luôn tại Ba Rích hay không? Bẩm, có lẽ ai cũng ngó thấy tôi hết thảy. Ngặt gì tôi lạ, nên tôi không biết ai mà khai đặng khỏi làm chứng cho tôi. Hương Quảng ngồi suy nghĩ rồi kêu tên canh với tên Huê lại gần, chỉ tên quận mà hỏi phải hồi hôm tên quận mặc bộ quần áo đương mặt trong mình đó hay không. Tên canh với tên Huê nói phải, song lời nói không được quả quyết. Thầy đội cho Hương Quảng hay rằng chiếc xe hơi đò hiệu Đào Châu đã lên tới và lính đã đòi sớp phơ và lơ vô rồi. Hương Quảng liền cho sớp phơ với lơ vô nhà, rồi hỏi về chớ hồi hôm qua. Xe 2 giờ chiều, phải tại chợ Ô Môn có một người đàn bà xách lên xe mà đi Cần Thơ hay không? Sớp phơ với lơ đều nói trưa hôm qua có đến 3 người đàn bà ở chợ Ô Môn đi Cần Thơ. Hương Quảng dạy tên quận chỉ coi người đàn bà ở nhà Chí Cao ra đó mặc đồ gì. Tên quận nói người ấy mặc quần nhiễu trắng cũ, áo xuyến đen, đầu tròn khăn lụa trắng, chân bằng guốc, tay xách một cái giỏ may. Tên lơ xe liền đáp: phải, tôi nhớ có một người đàn bà ấy lên xe tôi hồi trưa hôm qua. Người ấy sắc mặt coi buồn hiu, xuống tới Cần Thơ rồi xách giỏ mà đi, xong không biết đi đâu. Hương Quảng cảm ơn sớt phơ với tên lơ xe Đào Châu rồi cho hai người đi. Thầy cậy thầy đội với Hương Quảng Tuần và phó Hương Quảng canh giữ nhà Chí Cao, rồi thầy cầm tờ di bằng và các lời khai đem ra dinh quận mà nạp cho quan chủ quận. Thầy cũng có dắt tên quận, tên canh và tên Huê theo, đặng cho quan chủ quận định đạt. Quan chủ quận đọc hết hồ sơ rồi ngài viết một tờ giấy thép mà đánh cho quan biện lý và xin quan biện lý liệu định về tử thi. Ngày dậy Hương Quảng đem gửi tên quận, tên Huê, tên canh đằng nhà diệt làng, đợi lệnh quan biện lý trả lời rồi sẽ hay.
Cách chừng một giờ sau, quan chủ quận tiếp được dây thép của quan biện lý trả lời. Quan biện lý cho hay rằng 2 giờ rưỡi chiều, ngài sẽ lên tới với quan thẩm án. Và ngài xin truyền trước cho quan thầy thuốc ở Ô Môn hay đặng giờ ấy có mặt tại quận hiệp với ngài mà khám nghiệm tử thi. Quan chủ quận liền cho hương quản hay, ngày dậy phải ghé nhà quan thầy thuốc mà mời, và ngày dặn trước 2 giờ rưỡi, hương quản phải có mặt tại nhà Chí Cao với tên quận, tên canh, tên huê và hầu quan biện lý. Chương 5. Thiệt đúng 2 giờ rưỡi chiều, quan biện lý với quan thẩm án ngồi xe hơi lên tới quận. Có một quan lục sự với một thầy thông ngôn đi theo 2 ngày. Quan chủ quận hiệp với thầy thuốc mà tiếp rước các quan và mời vào dinh quận. Trong lúc các quan uống la de mà giải khát, thì quan chủ quận trình hồ sơ về vụ án mạng cho quan biện lý với quan thẩm án xem. Và ngài tóm thuật điều ngài và hương quản đã khám xét buổi sớm mơi, cùng các lời khai của mấy người có can hệ hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp. Với đời của kẻ bị giết, duy có một người đàn bà là tên quận khai là vợ của Chí Cao thì đã đi xuống Cần Thơ bữa trước, nên không thể đòi hỏi và lấy khẩu cung được. Thuật đủ mọi điều rồi, quan chủ quận mời quan biện lý, quan thẩm án cùng các quan có mặt đi hết vô nhà Chí Cao. Đến nơi, quan chủ quận trình diện hương quản tại với 3 người chứng cho quan biện lý biết. Quan biện lý và quan thẩm án xem cách và chỗ tử thi nằm, xem cửa nẻo, xem cùng trong nhà từ trước ra sau, không bỏ sót một chỗ nào hết. Quan thẩm án còn ra đứng trước sau và ngó mấy cái nhà ở hai bên, là ngó qua phía bên kia rạch. Ngài lại dạy ngài thông ngôn hỏi tên quận coi ban đêm nó ngủ ở chỗ nào. Tên quận bẩm rằng nó ngủ ở dưới nhà bếp, và dắt quan thẩm án đi mà chỉ chỗ nó ngủ cho ngài xem. Khám xét xong rồi, quan biện lý với quan thẩm án nhất diện dạy hương quản coi chỗ tử thi, đem qua nhà xác bên nhà thương. Nhất diện làm tờ giấy phái quan thầy thuốc Ô Môn mổ tử thi. Các quan sửa soạn đi hết qua nhà thương đang chứng kiến cho thầy thuốc mổ. Lúc ra khỏi cửa, quan chủ quận sực nhớ tới cái khăn mù xoa lụa xanh nằm tại góc bàn viết. Từ hồi sớm mơi, ngài đã để ý nghi cái khăn ấy có lẽ là một tang vật có thể giúp cuộc điều tra được kết quả. Nếu bỏ mất thì thất lợi nhiều. Bởi vậy ngài trở vô nhà lấy cái khăn và nhét vào túi rồi mới đi theo các quan. Trước khi mổ tử thi, quan thầy thuốc rút con dao rọc giấy ghim ngay trước ngực của Chí Cao đó mà trao lại cho hương quản giữ gìn. Xét kỹ bề ngoài tử thi thì thấy nơi cánh tay mặt có 2 đường rướm máu như dấu móng tay quào. Lại bắp tay ấy có 4 dấu đỏ đỏ giống như dấu răng cắn. Chừng mổ mà xét bề trong thì thấy rõ ràng con dao rọc giấy đâm ngang qua trái tim. Còn các tạng phủ khác thì tốt như thường. Người bị giết không có bệnh chi hết. Quan thầy thuốc tỏ với quan biện lý và quan thẩm án rằng theo cuộc mổ này thì thấy người bị giết chỉ có con dao rọc giấy đâm thủng trái tim nên chết liền. Lằn dao đâm xéo từ dưới lên trên. Tử thi đứng mà bị đâm, chứ không phải ngồi. Còn xét máu trong tử thi thì có lẽ nạn nhân chết lối 12 giờ hoặc 12 giờ rưỡi khuya. Quan thầy thuốc đừng nói chuyện thì có 2 đàn bà muốn xông vào nhà mổ, một người than khóc ôm sòm. Lính dư hương quản phải nắm cánh tay mà cản lại. Quan biện lý ngó thấy, ngài mới ra lệnh cho phép người đàn bà than khóc đó vào đặng hỏi coi muốn việc chi. Người đàn bà ấy vào rồi ngồi bẹp ngay trước mặt quan biện lý và khóc và lại và thưa: Bẩm quan lớn, tôi là Ngô Thị Lệnh, vợ của Chí Cao. Cách mấy bữa trước tôi có lên Ô Môn thăm chồng tôi. Tôi mới trở xuống Cần Thơ hồi trưa hôm qua. Hồi tang chợ tôi nghe người ta nói chồng tôi bị đâm chết. Nghe như vậy tôi kinh hãi, nên lật đật ngồi xe hơi đò mà lên đây. Té ra thiệt chồng tôi bị đâm chết. Cuối xin quan lớn tra xét, đang bắt bỏ tù đứa sát nhân, cho quan hộp của chồng tôi khỏi tức. Và gian xin quan lớn cho phép tôi lãnh xác của chồng tôi đem về mà chôn cất cho ấm cúng. Quan biện lý nói với quan chủ quận rằng có thi lệnh đến đây thì khỏi phải thắt công sở cảnh sát tìm kiếm mà tra vấn. Ngài biểu thầy thông ngôn hỏi thị lệnh: Cô xuống Cần Thơ từ hồi trưa hôm qua đến nay, cô ở nhà nào? Bẩm quan lớn, tôi ở đậu tại nhà chị Tư Thanh có đi theo tôi kia. Tại sao cô hay được tin chồng của cô bị giết?
Bẩm quan lớn, buổi sớm mơi này chị Tư Thanh ngồi bán rau cải ở ngoài chợ. Chị nghe người ta nói chồng tôi ở trên ô môn bị đâm chết gần 11 giờ. Tàn chợ, chị về nói việc ấy lại cho tôi hay. Rồi hai chị em tôi ra bến xe đò kiếm xe mà lên đây. Cô làm bạn với Chí Cao có hôn thú theo phép hay không? Bẩm quan lớn, không có hôn thú. Cô biết Chí Cao có cha mẹ anh em ở đâu hay không? Bẩm quan lớn, cha mẹ chồng tôi khuất sớm, còn chồng tôi thì không có anh em chi hết. Quan biện lý với quan thẩm án bàn luận cùng với quan chủ quận. Nghĩ thì lịnh, tuy khai làm bạn với Chí Cao, không có hôn thú. Song bây giờ mình không biết thân nhân của Chí Cao là ai. Vậy thì cũng nên cho phép thị lệnh lãnh xác về chôn cất cho phải phép và cho phép ở tạm cái nhà ấy, đợi chừng nào có ai ra tranh trở rồi sẽ hay. Còn về cuộc điều tra án mạng thì chiếu các lời khai của tên quận, tên canh và tên huê, có thể nghi tên quận chút đỉnh chứ không có bằng cớ gì rõ ràng, cần phải tra hỏi dò dẫm nhiều ngày có lẽ mới tìm ra manh mối và bắt phạm nhân được. Anh chủ quận ở tại chỗ, tuy nhiên dò dẫm dễ hơn người khác. Vì bán tính như vậy nên quan biện lý kêu Hương quản mà dạy phải cho phép Ngô thị lệnh lãnh tử thi đem về nhà Chí Cao mà lo cuộc tống tán. Kêu thị lệnh mà dạy phải ở tạm nơi nhà Chí Cao đặng cho quan chủ quận tra vấn. Ngày dặn thầy quan thầy thuốc hãy lập di bằng bộ tử thi rồi thì nạp ngay cho quan chủ quận, đặng quan chủ quận đính theo hồ sơ mà gửi xuống cho ngài. Sau rốt ngài dặn quan chủ quận chừng nào lấy khẩu cung mọi người đủ rồi và có di bằng của quan thầy thuốc thì phải làm tờ bẩm mà gửi hồ sơ cho ngài. Xong cũng cứ lo dõi dẫm điều tra tiếp hoài, ráng tìm cho được phạm nhân. Truyền lệnh xong rồi, quan biện lý lên xe hơi mà về với quan thẩm án, quan luật sự và thầy thông ngôn. Quan chủ quận dặn Ngô thị lệnh không được đi đâu, hễ chôn cất chồng xong rồi thì phải đến quận mà hầu liền. Ngài biểu Hương quản thả hết tên canh, tên huê và tên quận, xong dặn chúng nó không được đi ra khỏi chợ Ô Môn. Bởi vậy ngài sẽ tra hỏi chúng nó lại. Về tới quận, ngài liền kêu riêng thầy đội mà dặn phải các lính đi theo coi chừng tên quận luôn luôn, đặng dò dẫm cách cử động của nó, coi có điều chi đáng nghi hay không. Chương 6. Vì Ngô thị lệnh nghèo, phần thì vợ chồng không có hôn thú nên sợ luật hình, không dám cải tổ của Chí Cao mà kiếm bạc tiền. Lại cũng vì Chí Cao mua nhà về ở Ô Môn mới có hơn một tháng, không có giao tiếp với ai, nên không có người quyến thức đến phân ưu và điếu bái. Bởi vậy thị lệnh phải liệu cơm gấp mắm, tẩm liệm chồng thì làm cực kỳ đơn sơ, xin đất và mướn đào quyệt xong rồi. Trưa bữa hôm sau đi chôn, thì chỉ có thị lệnh, chị Tư Thanh, tên quận với Hương quản đi theo linh cữu mà thôi. Một văn sĩ đương xuân xanh tráng kiện là viết tiểu thuyết được người ta hoan nghênh nhiệt liệt, mà thình lình bị đâm chết một cách ghê gớm. Rồi lúc tống chung cái linh cữu lạnh lẽo không ai đói hoài. Những người có chút lòng đạo đức, ai trông vào cái hoàn cảnh này thì chẳng khỏi ngậm ngùi về cuộc danh lợi, suy nghĩ cho nẻo tiền trình. Tại thiên mạng định như vậy nên Chí Cao phải chịu như vậy, tại nhân quả nên Chí Cao mới phải như vậy, có nhân thế nào đó nên mới có quả như thế này đây. Đó là hai câu của bậc trí thức ở Ô Môn nghị luận với nhau hai bữa rày. Phải khổng thì theo cái lý thuyết thiên mạng, phải thích thì theo cái lý thuyết nhân quả. Cái thuyết nào trúng, để sau rồi sẽ biết. Trong lúc dân làng khi Chí Cao đi chôn, thì thầy đội vào hầu quan chủ quận mà phúc bẩm về vụ quan chủ quận Phú Thác. Thầy thư rằng tên quận được thả ra thì nó bình tĩnh như thường, chứ không thấy nó vui mừng. Nó liền qua nhà thương mà khiêng xác của Chí Cao về nhà. Về tới nó không có nói chuyện với thị lệnh, mà đến tối nó lại gói hết quần áo của nó đem lại nhà diệt mà gửi cho thường xuyên. Nó ở sớ rớ trong nhà hoài, tận liệm có nó mà cúng quải cũng có nó, không buồn lung mà cũng không hớn hở. Còn thị lệnh thì cô khóc hoài, bộ buồn rầu nhiều, mà đối với tên quận thì không thấy cô tỏ dấu thân thiết chút nào hết. Quan chủ quận nghe phúc thẩm như vậy, nghe suy nghĩ một chút rồi hỏi thầy đội. Theo lời các thầy mới bẩm với tôi đó thì chắc tên quận không có giết chủ nó, mà cũng chắc nó không có a ý với thị lệnh mà làm việc đó phải không? Bẩm quan lớn, tôi dò dẫm thế nào thì tôi bẩm ngay cho quan lớn liệu định.
chứ tôi có dám chắc việc chi đâu. Song tôi nghĩ bọn sát nhân chúng nó khôn lanh lắm, nhiều khi trong lòng chúng nó gian mà ngoài mặt chúng nó làm ngay, khó cho mình thấu hiểu. Tên quận khai với thầy Hương Quảng rằng thì lĩnh đến nhà ở Chí Cao có 3 bữa, vợ chồng có rầy ra với nhau, thì lĩnh giận chồng rồi mướn tên quận giết, hoặc có tiền biểu tên quận kiếm cớ đi khỏi đặng người khác giết. Bây giờ thì lĩnh với tên quận gặp nhau, họ phải làm bộ lơ lãng đặng khỏi người ta nghi, biết đâu chừng. Tôi ngó kỹ mặt tên quận và mặt của thị lệnh, hai người ấy không có trí mà lập thái độ đối xảo đến như vậy được. Hạng bình dân như hai người đó, nếu họ phạm tội sát nhân, hễ thấy thầy của người họ giết thì họ xanh mặt xanh mày, chứ có đầu tỉnh táo như tên quận và bi ai như thị lệnh. Tùy vậy mà thầy cũng cứ dọ dẫm hoài, hễ nghe hoặc thấy điều chi khả nghi thì báo liền cho tôi biết. Còn ngoài dân gian, thầy có nghe họ nói vụ ấy thế nào hay không? Bẩm quan lớn, ở ngoài chợ người ta bàn luận việc này lung lắm, đi chỗ nào cũng đều nghe họ nói, mà người thì đổ cho số mạng Chí Cao phải chết như vậy, kẻ thì bảo Chí Cao ăn ở làm sao đó mới phải bị đâm, chứ họ không có nói tới sát nhân, họ không có ý nghi cho ai làm việc tàn ác đó. Thôi, tôi cảm ơn thầy, thầy ráng dọ nữa. Thầy coi chừng nào hễ đám ma xong rồi thì đòi thị lệnh với tên quận đến đây hầu tôi. Nghe nói chị Tư Thanh chỉ còn ở trên này mà giúp thị lệnh chôn chồng. Tôi muốn hỏi mà lấy khẩu cung người ấy trước hết, đằng sau khỏi thất công gửi trác đòi. Buổi chiều thị lệnh, chị Tư Thanh và tên quận đều đến quận mà hầu. Quan chủ quận dạy bếp hầu kêu Tư Thanh vô trước một mình. Ngài biết tên họ, tuổi, nghề nghiệp và chỗ ở xong rồi, ngài mới hỏi: chị bà con làm sao với chị Ngô Thị Lệnh? Bẩm quan lớn, chị em quen chứ không có bà con. Chị có quen với Chí Cao hay không? Bẩm, cũng quen. Quen từ bao giờ? Bẩm quan lớn, cách đây mấy năm trước tôi có lên Sài Gòn kiếm công ăn việc làm. Tôi nghèo lại bơ vơ, không biết đâu mà nương dựa. May gặp ông Chí Cao là người đồng hương, ổng cho tôi ở đậu, tại vậy tôi mới quen với vợ chồng ổng. Chị ở đậu tại nhà Chí Cao từ năm nào tới năm nào, chị nhớ hay không? Bẩm chừng 6 năm nay, tôi ở đó hơn 1 năm rồi trở về Cần Thơ. Tại sao mà bây giờ cô Lịnh lại ở với chị? Bẩm quan lớn, không có ở. Cách 6 bữa trước, cô Lịnh ở trên Sài Gòn, cô xuống Cần Thơ mà kiếm ông Chí Cao. Cô gặp tôi ở ngoài chợ, tôi mời cô về nhà. Tôi đi hỏi thăm dùm mấy hai ông Chí Cao mua nhà về ở trên này. Cô Lịnh nên ôm môn mà kiếm chồng. Cô đi 3-4 bữa rồi cô trở lại nhà tôi và khóc, và nói chồng cô không tưởng đến cô nữa, nên không chịu cho cô ở trong nhà. Cô năn nỉ xin tôi cho cô ở đậu ít ngày đang kiếm chỗ may mướn, như kiếm không được công việc thì cô sẽ trở về Sài Gòn. Cô mới trở lại nhà tôi hồi xế bữa trước. Kế sáng bữa sau tôi đi bán ở ngoài chợ, tôi nghe nói ông Chí Cao bị đâm chết. Về nhà tôi nói lại cho cô hay, rồi chị em tôi dắt nhau lên đây. Bố cô Lịnh trở lại nhà chị đó, cô tới hồi giờ nào? Bẩm, hồi đó mặt trời đã xế chiều, lối 3 giờ hoặc là 3 giờ rưỡi. Cô có tỏ lời chị oán chồng hay không? Bẩm, cô phiền lắm, mà tôi nghĩ phiền ấy cũng phải, bởi vì vợ chồng hồi nghèo thì hẩm hút với nhau, may sao được kha khá thì chung hưởng với nhau. Chứ có tiền bạc nhiều, được danh dự lớn rồi bỏ vợ thì làm sao mà vợ chồng không phiền được. Tào Khang chi thê bất khả hạ đường, bằng tiện chi giao bất khả dông. Câu sách ấy gồm đủ luân lý về đạo phu phụ và đạo bằng hữu. Chồng làm trái với luân lý ấy thì vợ phải phiền là đáng lắm. Bởi vậy tôi nghe tôi cũng phiền. Mà cô Lịnh trở lại nhà chị rồi, cô có đi kiếm chỗ đằng mai mướn hay chưa? Bẩm, chưa, cô mới đến Cần Thơ một lần, không biết tiệm may ở chỗ nào mà cũng không có quen biết ai. Tôi tính để chiều bữa sau rảnh tôi sẽ dắt cô đi kiếm chỗ mà may. Té ra sáng bữa sau hay tin Chí Cao chết đó. Hễ buồn thì người ta hay đi chơi đặng giải khuây, có lẽ cô Lịnh có đi chơi chứ? Bẩm không, cô ở luôn tại nhà tôi chứ không có đi đâu hết. Cô Lịnh tính kiếm chỗ may mướn mà nuôi miệng, tức thị cô không có tiền bạc. Vậy chứ tiền đâu mà cô làm đám ma cho chồng? Bẩm quan lớn, cô nói chồng cô đuổi cô mà cho cô được 20 đồng bạc.
nhờ số tiền ấy nên mới làm đám ma được. Cô thiếu ít đồng, tôi cho mượn. Tôi cảm ơn chị, xin chị ra ngoài ngồi. Bẩm quan lớn, tôi về Cần Thơ được hay chưa? Tôi đi từ hôm qua đến nay bỏ buôn bán hết. Chị chờ một chút nữa rồi chị sẽ về được. Quan chủ quận dậy kêu cô Lịnh vô. Cô khai là tên Ngô Thị Lịnh, 30 tuổi, làm nghề may mướn, quê quán ở Sài Gòn. Quan chủ quận biên rồi ngài hỏi cô. Hôm bữa cô ngồi xe hơi mà trở xuống nhà chị Tư Thanh, đi dọc đường cô có gặp ai quen hay không? Bẩm quan lớn, tôi không có gặp ai quen hết. Cô nói chuyện chồng cô đuổi xô cho ai nghe hay không? Bẩm không, xuống tới Cần Thơ rồi tôi mới thuộc việc nhà của tôi lại cho chị Tư Thanh nghe. Chưa đi dọc đường gặp người ta lạ quắc nên tôi không có nói chuyện gì hết. Cô đã khai cô làm vợ chồng với Chí Cao mà không có hôn thú. Vậy chớ giận hội nào mà hai người làm bạn với nhau? Rồi tại sao hội Chí Cao về Ô Môn cô không đi theo? Để một tháng sau rồi mới đi kiếm. Cô khai cho thiệt và khai cho rõ ràng, đặng tôi biết gia đạo của Chí Cao, hoặc mai mới tìm đứa sát nhân được. Bẩm quan lớn, xin quan lớn cho phép tôi khai đủ đầu đuôi cho rõ. Cách 10 năm trước, lúc ấy tôi 20 tuổi, thì tôi may mướn tại một tiệm may ở đường Đỗ Hữu Dị ở trên Sài Gòn. Chồng của tôi là Chí Cao, lớn hơn tôi 2 tuổi, làm phóng sự viên cho một tờ báo Quốc Âm cũng ở trên Sài Gòn. Hai đứa tôi thương nhau rồi kết nghĩa vợ chồng, chứ không có cưới hỏi chi hết. Chồng tôi làm báo, lương mỗi tháng 30 đồng. Tôi may mướn tiền công mỗi tháng được 12 đồng. Vợ chồng mướn một căn phố cũ ở bên Khánh Hội. Vì nghề nghiệp buộc chồng tôi phải ăn mặc tử tế, giao thiệp với anh em, nên tôi phải tiện tặng hết sức, phải nhịn ăn nhịn mặc để lo cho chồng. Làm bạn với nhau có được 4 năm, lương chồng tôi lên được 50 đồng. Mà tôi lại sanh ra một đứa con gái. Tôi mắc nuôi con nên không đi may được nữa. Tôi ở nhà, chồng sớm có mướn may đồ giải thì tôi may chút đỉnh mà kiếm tiền vậy thôi. Cực khổ vẫn cứ đeo theo tôi hoài. Năm con tôi được 3 tuổi thì tôi có bệnh, lại trong nhà thiếu trước hụt sau, liệu không thể nuôi được con. Tôi mới đem con nhỏ mà gửi cho dì tôi ở Gò Vấp nuôi giùm. Lần lần chồng tôi tập viết tiểu thuyết mà đăng báo, làm luôn 2 phần việc, đã viết bài luận mà còn viết tiểu thuyết nữa, nên số lương đã lên tới 300. Mà viết tiểu thuyết lại phải nới rộng sự giao thiệp ra thêm nữa, nên phải ăn xài tốn hao nhiều hơn. Vì giao thiệp rộng nên chồng tôi phải đi ăn uống chơi bời với anh em hoài, có nhiều khi đến 5-3 bữa mới về nhà một lần. Cứ nằm chèo queo ở nhà một mình hoài, tôi buồn là nhớ con. Tôi kiếm tiệm đi may lại giải khuây, chồng tôi lại càng ít về nhà hơn nữa. Sao tôi hay chồng tôi không kể nhà cửa, vì nó có mèo chó cùng hết. Nay thăm con này, mai đi xem hát với con kia, chứ không phải đi chơi với anh em. Một bữa tôi đi kiếm, tôi gặp chồng tôi đương ngồi trong nhà hàng mà ăn cơm với một cô nào đó tôi không biết. Nước kèn không thể dặn được nên tôi có mắng cô nọ và nói nặng chồng tôi đôi lời. Chồng tôi nó không biết tôi là ai, biểu tôi phải đi ra khỏi nhà hàng lập tức, bằng không sẽ kêu lính bắt tôi. Mấy lời bất nghĩa ấy làm tôi chán ngán hết sức. Tuy tôi nghèo hèn, song tôi cũng có cái nhân phẩm của tôi. Chồng tôi đã quên nghĩa Tào Khang, không tưởng đến tôi nữa, thì tôi còn kể tình vợ chồng làm chi nữa. Tôi phiền nên bỏ đi liền. Từ ấy về sau, thiệt chồng tôi không thèm biết đến tôi và con tôi nữa. Tôi dẹp nhà và xin với chủ tiệm cho ở luôn tại tiệm may. Mấy năm nay tuy lòng tôi buồn việc nhà, song thân tôi được thông thả. Cách 4 tháng trước tôi đau một trận lung quá, uống thuốc hết tiền mà bệnh không thấy giảm. Tôi phải vào nhà thương trợ rẫy mà nằm. Hôm tháng trước tôi hết bệnh, quan thầy thuốc cho ra nhà thương, trong túi không một đồng tiền, tôi phải trở về tiệm mà xin may lại. Ngặt nghĩ trong mình còn yếu quá, thể ngồi lâu mà may thì mệt, rồi cặp mắt đổ hào quang không thể may được. Một bữa tôi gặp một người anh em bạn với chồng tôi hồi trước. Người thấy tôi ốm xanh thì hỏi tôi. Tôi kể việc tôi đau, rồi luôn dịp tôi tỏ nỗi khổ của tôi nữa. Người ấy nói chồng tôi nổi danh tiểu thuyết gia, tiền bạc không thiếu gì. Bỏ nghề viết báo trở về Cần Thơ gần một năm nay, bây giờ ở không viết tiểu thuyết mà bán. Người khuyên tôi nên xuống Cần Thơ mà ở với chồng tôi,
và người cho tôi 5 đồng bạc để đi xe. Còn người mà gặp cơn cùng khổ đáo để rồi thì khó giữ thanh cao được. Tôi lấy 5 đồng bạc rồi lên xe hơi đi xuống Cần Thơ. Tính kiếm chồng tôi mà năn nỉ, xin nhớ nghĩa cũ tình xưa. Cho tôi ở mà nhờ hộp cơm quàng thuốc trong lúc ương yếu. Tới Cần Thơ may tôi gặp chị Tư Thanh, là người tôi có làm ơn cho ở đậu trong nhà hồi trước. Chị không quên nghĩa cũ, mừng rỡ mời tôi về nhà, rồi đi hỏi thăm giùm cho tôi coi chồng tôi bây giờ ở đâu. Nhờ như vậy mà tôi hay chồng tôi mua đất về ở trên này. Tôi lên kiếm được nhà mới khóc và năn nỉ với chồng tôi, xin niệm chút tình xưa nghĩa cũ. Nhất là chút con thơ cứu tôi trong lúc ngặt nghèo, cho tôi ở mà nhờ hộp cơm dư. Thần tôi ốm yếu, lời tôi nhỏ nhen, lại nhắc tới con mà không làm cho chồng tôi đặng lòng thương xót được. Chồng tôi nói hẳn rằng không cần con, không còn tình nghĩa gì nữa. Tôi không phép tới nhà làm nhọc lòng cực trí. Năn nỉ không được, tôi cố ở lì, ở nhấu. Đến bữa ăn tuy không mời mà tôi cũng lấy chén đũa ra ăn đại. Chồng tôi thấy cử chỉ của tôi như vậy thì nổi giận, nên la rầy xua đuổi tôi. Đuổi thì đuổi, tôi cũng cứ ở hoài, không chịu đi. Thầm nghĩ giận ít bữa rồi thôi, chứ không lẽ giận hoài. Té ra ở được vài bữa, thấy rõ ý chồng tôi thiệt ghét và khinh tôi. Tôi liệu làm cố lì nữa cũng vô ích, nên tối lại tôi mới chỉ ra cái thói đen bạc, cái óc thô bỉ. Hễ được sang thì quên hèn, được giàu thì quên nghèo của chồng tôi cho chồng tôi biết, đặng sáng bữa sau tôi đi. Thà tôi chết bợ chết bụi, chứ tôi không thèm gần với người bất lương bất nghĩa như vậy. Tôi mắng nhiếc nặng nề, tôi tỏ ý khinh bỉ. Coi bộ chồng tôi biết hổ thẹn, mới xuống giọng êm ái rằng vì chán ngán cuộc đời, không muốn gần gũi với ai nữa hết, nên mua giường đặng trốn ở một mình cho yên trí mà viết tiểu thuyết. Nếu để tôi ở thì rộn trí viết không được, chứ không phải quên tình cũ nghĩa xưa. Vậy để sáng mai sẽ cho tôi tiền đặng về Sài Gòn uống thuốc, rồi lâu lâu sẽ gửi tiền mà cho thêm, đặng tôi xài và nuôi con. Tôi nói hẳn không thèm đồng tiền của người bất nhân bất nghĩa. Chồng tôi lại càng xuống nước kiếm lời dịu ngọt mà an ủi tôi. Sáng bữa sau lấy 20 đồng bạc mà đưa cho tôi, và biểu tôi ở ăn cơm sớm mời, rồi sẽ đi chuyến xe trưa. Tôi biết chồng tôi là điếm, liệu làm dữ không được, nên phải làm hiền mà đuổi tôi, chứ không phải thương yêu gì đó. Ngặt gì trong cơn ương yếu túng rồi, 1 đồng bạc quý bằng 100 đồng, nên cực chẳng đã tôi phải đưa tay mà lấy 20 đồng bạc ấy. Ở ăn cơm sớm mời rồi mới đi xe trưa mà chở xuống Cần Thơ. Tôi vô nhà chị Tư Thanh mà thuộc chuyện chồng bạc bẻo cho chị nghe, rồi xin chị cho ở đậu, đặng kiếm chỗ may mướn lấy tiền nuôi thân. Cô Lịnh đứng khai diệt vợ chồng của cô, bộ rất thành thiệt, lời rất trung hậu mà ý không phải thấp hèn hay khờ dại. Cô hờn chồng, cô khinh chồng, chứ không còn thù quán. Quan chủ quận ngồi lặng thinh mà nghe, cứ để cho cô nói thông thả. Xong ngài xét từ lời nói, ngó từ nét mặt, đặng thấu đáo tâm hồn của cô. Chừng cô khai dứt rồi, ngài mới hỏi: trong mấy ngày gần đây cô ở tại nhà chồng cô đó, cô có nghe tin quận nói tiếng chi oán hận chồng cô hay không? Bẩm không, mà trong mấy bữa đó tôi buồn rồi cứ nằm dào dào hoài. Tôi không có nói chuyện với nó nên không hiểu nó có oán hay không. Cô có biết người nào hoặc giao tình với chồng cô rồi chồng cô phủ rẫy, hoặc có việc chi khác mà bất bình với chồng cô nên kết thù oán hay không? Bẩm quan lớn, tôi xa chồng tôi đã gần 3 năm. Từ ấy đến nay tôi mới giáp mặt với chồng tôi bữa hôm đó. Bởi vậy cái khoảng cách đời của chồng tôi trong 3 năm sau đây tôi không hiểu chi hết. Trong mấy bữa cô ở lại nhà chồng cô đó, cô có nghe lời nói chi hoặc thấy cử chỉ nào làm cho cô phải nghi chồng cô có tình với kẻ khác chăng? Bẩm thiệt quan lớn, tôi không có nghe thấy chi hết. Quan chủ quận biểu cô Lịnh ra ngoài ngồi chờ và kêu chị Tư Thanh cho hay rằng chị về được. Ngài cho kêu tên quận mà dạy nó phải khai coi đêm Chí Cao bị đâm chết đó nó làm việc gì, ở đâu. Tên quận cũng khai y như lời nó đã khai với Hương Quảng. Quan chủ quận bèn hỏi nó: trong mấy bữa cô Lịnh ở tại nhà chủ anh đó, anh có nghe cô tỏ lời chi oán thù chủ anh hay không? Bẩm không, cô không có nói chuyện với con. Tại sao vậy? Bẩm quan lớn, con không hiểu.
mà con thấy cô buồn quá nên con cũng không dám nói tới cô. Vậy chứ anh có nghe ai thù oán với chủ anh hay không? Bẩm, không. Anh có biết chủ anh có tư tình với ai hay không? Bẩm, con không biết. Con ở với chủ con mấy 2 tháng nay nên con không hiểu sự đó. Con nghi anh không nói thiệt, chứ không phải anh không hiểu. Người ta nói mấy ông văn sĩ đa tình lắm. Ông Chí Cao viết tiểu thuyết có danh, chắc ông phải đa tình như văn sĩ khác. Ông về ở trên này hơn 1 tháng nay, có đàn bà hay cô gái nào đến thăm ông hay không? Bẩm quan lớn, con không thấy. Có người đàn ông nào đến thăm hay không? Bẩm, không. Ông có đi chơi chỗ nào hay không? Bẩm quan lớn, hôm mới về vài bữa, ổng có qua thăm ông quan huyện ở một bên đó một lần rồi thôi. Còn không thấy ổng đi đâu nữa. Ông cứ ngồi hoài tại bàn viết, ban đêm cũng như ban ngày. 1-2 khi chiều mát, ổng mới đi ra trước lộ, đi lên đi xuống giữa mé rạch mà chơi vậy thôi. Áo quần khăn như vớ của chủ anh ai giặt? Quan lớn, đồ mát và khăn vớ thì con giặt. Quan chủ quận liền kéo hộc tủ bàn viết ra mà lấy một cái khăn mù xoa lụa xanh đưa cho tên quận và hỏi: tháng này anh có giặt cái khăn này lần nào hay không? Bẩm, không. Anh phải coi kỹ lại, đừng có trả lời gấp. Bẩm, chủ con không có khăn mù xoa lụa, 2 tháng nay con không có giặt cái khăn lụa nào hết. Có lẽ cái khăn này nhét túi trên nên có dơ đâu mà phải giặt. Bẩm quan lớn, cái đó con không hiểu. Xong con dám chắc rằng con mới thấy cái khăn này lần thứ nhất. Anh ngủ ở sau nhà bếp, vậy mà có khi nào ban đêm anh nghe chủ anh nói chuyện trên nhà lớn hay không? Bẩm, con ngủ mê lắm. Phần thì nhà bếp cách xa nhà lớn, bởi vậy dầu có nói chuyện chắc con cũng không hay. Trừ ra khi nào la lớn, như hôm cô lịnh lên đó thì con mới nghe. Chủ anh ở gắt gao, có đánh chửi anh hay không? Bẩm, không. Chủ con dễ lắm. Chủ quận cho phép thị lịnh và tên quận về, xong ngày dặn sáng bữa sau phải trở lên hầu nữa. Ngày dạy bếp hầu đòi hương quản với thầy đội mà hỏi coi có manh mối gì hay không. Hai thầy chưa dọ ra. Quan thầy thuốc đem tờ di bằng mổ tử thi mà đạp cho quan chủ quận. Hồ sơ đã có, dù khai báo giấy tờ, vì khiếm phí có một điều là không biết sát nhân là ai. Tối lại quan chủ quận xét hồ sơ, ngài sực nhớ còn thiếu lời khai của người ở gần nhà Chí Cao, hơn ai hết là ông huyện Hàm Tân. Bởi không tìm ra đứa sát nhân, ngài lấy làm bực tức, nên chừng nhớ tới ông huyện Hàm Tân thì ngài vội vã cắt giấy tờ, rồi kêu một chú bếp đi với ngài vô nhà ông huyện, tính vô hỏi thăm cô ông huyện có biết sự chi lạ hoặc có nghi cho ai hay không. Chương 7. Ở trong giường người ta thường hay ngủ sớm, thế mà đêm ấy đồng hồ đã gõ 9 giờ rồi. Xong nhà ông huyện Hàm Tân còn đốt đèn măng sông sáng trưng. 2 bữa rày cô Túy nhức đầu chóng mặt, lại cô cứ đập trong phòng hoài không chịu ra ngoài. Đêm ấy cô cũng nằm im lìm trong phòng một mình, không biết cô còn thức hay đã ngủ. Còn cô Huyền với em Ngọ thì vừa mới dắt nhau đi ngủ. Ông huyện và bà huyện đứng nằm chơi trên bộ gián ở phía trước. Thình lình có tiếng người ta kêu bồi ở ngoài cửa ngõ mà kêu mở cửa. Gia dịch nghe kêu lật đật chạy ra ngoài. Còn ông huyện bà huyện thì ngồi dậy đi lại cửa giữa đứng lóng tai nghe coi có việc chi. Cửa ngõ đã mở, nhờ có đèn chói ra sân nên thấy quan chủ quận ở ngoài đường đi vô. Sau lưng có chú bếp đi hầu. Ông huyện vội vã bước xuống thềm tiếp khách rồi mời vào nhà. Ông lấy cái áo dài mà mặc cho đủ lễ. Bà huyện chào quan lớn, mời quan lớn ngồi, rồi kêu gia dịch biểu lò trà nước. Quan chủ quận nói với ông huyện: đã khuya rồi mà tôi còn đến làm rộn ông huyện bà huyện, bà tha lỗi. Bẩm quan lớn, có lỗi gì đâu, quan lớn đến thăm vợ chồng tôi mừng lắm chứ. Hồi ra đi tôi sợ ông bà đã nghỉ rồi. Bẩm, tôi thức khuya, thường đến 10 giờ tôi mới nghỉ. Tôi vô đây chủ ý muốn hỏi thăm ông huyện một việc, ấy là việc Chí Cao bị đâm chết. Bẩm, vụ ấy quan lớn tra xét đã xong chưa? Rồi mà cũng như chưa, bởi vì không biết kẻ sát nhân là ai nên tìm hoài. Té ra tra không ra mối? Không,
Tôi cho người dọ dẫm thiệt kỹ, bổn thân tôi đi tra hỏi mấy người tôi nghi, xong không dọ được, tra không ra. Tôi muốn xin ông huyện cho tôi biết coi hổm nay ông có nghe thiên hạ sầm xì điều chi về vụ án mạng đó hay không. Bẩm quan lớn, hổm nay trong xóm người ta bàn luận vụ ấy lung lắm, xong không ai hiểu tại sao mà Chí Cao bị đâm, và cũng không ai hiểu đứa đâm nó là ai. Tôi có ý muốn lóng tai nghe cho biết, xong không có nghe sự chi lạ. Nghe nói quan lớn dạy giam tên Bồi thì tưởng nó là đứa sát nhân, té ra chiều lại quan lớn thả nó về, không có nghi cho nó hay sao? Có chỗ nghi mà cũng có chỗ không nghi được. Một mình nó ở trong nhà chủ nó, đêm ấy nó đi coi hát tiều. Chủ nó bị đâm trong lúc 12 giờ tới 12 giờ rưỡi. Nó không có ai chứng thấy nó ở đám hát từ 10 giờ đến 3 giờ. Đó là những chỗ nó làm cho mình nghi được. Mà tớ giết chủ bởi vì cớ gì? Hoặc oán nên muốn trả thù, hoặc muốn đoạt tiền bạc. Không ai nghe nó thốt lời chi oán chủ. Nó không có vợ, lại mới có ở vài tháng. Còn tài vật thì còn y nguyên trong nhà, không mất một món chi hết. Đến cái đồng hồ vàng để trên bàn viết mà cũng còn ở đó. Ấy là những chỗ làm cho mình không nghi được. Vụ này thiệt là bí mật. Bí mật lắm. Tôi nghi Chí Cao có giấy tờ gì quan hệ nên người ta giết mà đoạt giấy tờ. Các học tủ đều khóa chặt, không có dấu cậy. Tôi coi trên bàn viết thì có một sắp tiểu thuyết đương viết, chứ không có giấy tờ chi hết. Chừng gửi hồ sơ xuống cho quan biện lý, tôi sẽ xin phép với ngài mà cải các tủ, đặng kiếm coi có thư từ hoặc có vật chi để dắt đường cho tôi chỉ ra kẻ sát nhân hay không. Đêm Chí Cao bị giết đó, ông huyện bà huyện là người ở trong nhà, nghe tiếng nói chuyện hoặc tiếng cãi lẫy hoặc tiếng la lối ở bên phía đó hay không? Bẩm không, tôi cũng vậy, mà hết thảy mấy người trong nhà cũng vậy. Đêm ấy không có tiếng chi hết, đến sáng ngó thấy cả làng xóm xôn xao, hỏi thăm mới hay. Đêm trước vợ chồng Chí Cao cãi lẫy với nhau, ở nhà tôi nghe rõ ràng. Chí Cao về ở gần nhà ông huyện đã hơn một tháng rồi. Vậy chứ ông huyện bà huyện có biết tánh nết người ra thể nào hay không? Hôm mới về ở đó, người có qua nhà tôi thăm một lần. Chồng không có tôi ở nhà, chừng về tôi nghe nói lại, tôi muốn đi thăm trả lễ, thì đàn bà nhà tôi cản. Người đó không xứng đáng, không nên làm quen. Rồi tôi không thăm, bởi vậy gần nhau đã hơn một tháng rồi, mà tôi ngó thấy xa vậy thôi, chứ chưa có dịp nói chuyện. Bà huyện có khi nào nghe người đó la rầy đứa ở hay không? Nãy giờ bà huyện ngồi bên bộ dáng ngang đó mà nghe nói chuyện, chừng nghe quan chủ quận hỏi, bà mới vội vã đáp. Bẩm quan lớn, tôi không có nghe rầy la đứa ở lần nào, mà mấy đứa ở nhà đây cũng không có nghe nói sự ấy cho tôi hay. Thiệt là khó, thái độ của Chí Cao cách đây 3 năm trước thì tôi biết rõ, còn tánh tình của người đó lúc sau này, tôi dòm vô thì tối đen, tôi không thấy chi hết. Người về ở đây không thèm giao thiệp với làng xóm, có ai biết bề cư xử hoặc tâm tánh như thế nào đâu. Chí Cao có qua nhà tôi thăm một lần, bữa đó ông huyện tôi mắc đi đám cúng đình với quan lớn. Tôi muốn dò coi, như chịu bán miếng giường lại thì tôi mua, nên tôi tiếp rước. Ngồi nói chuyện với tôi một lát thì tôi biết người đó rất hiểm nghèo cho đàn bà con gái. Người có cái văn nói thiệt là hay, song hay theo đời nay. Nghĩa là giọng nói déo dắt lãng mạn, bụng một đường, nói một ngã, nói đang gạt gẫm hoặc khiêu tình dục của người ta. Câu nói đủ lễ mà ý nghĩa thật là bất chánh. Mới đến thăm một lần, đặng làm quen mà dám tỏ ý muốn chọc ghẹo tới tôi lận. Tại như vậy đó nên tôi không muốn cho ông huyện tôi trả lễ. Người như vậy làm quen không ít gì. Quan chủ quận nghe như vậy thì ngài ngồi lặng thinh mà suy nghĩ. Ông huyện chau mày hỏi vợ. Người như vậy mà sao họ viết tiểu thuyết hay lắm? Hay theo đời nay, hay về thói gian xảo điếm đàn, với người không kể can thượng luân lý. Bậy bạ quá, phải làm sao mới được, chứ để hạng người như vậy viết sách cho nhân dân đọc, ư phong tục hết đó còn gì. Quan chủ quận cười mà đáp với ông huyện. Phong tục của mình đã hư rồi, bây giờ người ta có trọng tình chồng vợ, nghĩa cha con. Người ta có kể nhân nghĩa liêm sĩ gì nữa đâu. Tại phong tục suy bại như vậy nên người như Chí Cao viết tiểu thuyết mới được thiên hạ hoan nghênh đó chứ.
phải làm thế nào, chứ nếu để như vậy thì hại đời lắm. Tôi tưởng các viên quan An Nam với các vị dân biểu hết lòng tố cáo sự tồi tệ ấy cho quan trên, đặng quan trên liệu định phương trước mà cứu nền lương lý cho dân An Nam mới được. Xin ông huyện hãy an tâm, chánh phủ đã dòm thấy nền phong hóa của nước nhà đã suy bại nhiều lắm, nên đường tìm phương trước để chấn hưng lại. Sự cần là điều thiết yếu của cuộc dân sanh. Gia tộc là nền tảng của xã hội, tổ quốc là tinh thần của nhà nước. Nhân dân không biết ham cần lao thì sự sanh hoạt làm sao mà khỏi khốn khổ. Nếu lo phá hoại gia tộc, cứ làm cho con hết kính cha, vợ hết trọng chồng, anh hết thương em, thì làm sao xã hội được bền vững và có trật tự. Nếu mỗi người đều lo riêng thân mình được sung sướng mà thôi, không biết tổ chức là gì, thì làm sao nhà nước được cường thạnh. Đại pháp quốc trưởng quyết trừ cái sự tồi tệ ấy, nên đã lấy mấy chữ cần lao, gia tộc và tổ quốc mà làm nghi biểu trong nước. Chánh phủ của xứ mình sẵn lòng thương dân, đã lo cho dân no ấm, lo cho dân rộng trí thức, biết lễ nghĩa nữa. Nay chánh phủ quyết thi hành hẳn hồi các chủ nghĩa của quốc trưởng tuyên bố, thế thì chúng ta nên an lòng mà tin cậy nơi chánh phủ, chúng ta chẳng nên thối chí. Bẩm quan lớn, nếu chánh phủ để ý dùm thì lo gì không trừ tệ được. Hiện nay sự tồi tệ của mình nó tràn lan cùng hết, trong gia đình ra tới ngoài xã hội, trong nhà trường thì học trò không biết cung kính mang ơn thầy, mà cũng khổ, có nhiều thầy không biết kính trọng cái thiên chức giáo dục, coi môn đệ là kẻ nạp lương cho mình xài mà thôi. Trong gia đình thì vợ không biết kính trọng chồng, mà còn nhiều ông chồng cũng không biết thương yêu vợ, còn không biết ơn sanh thành dưỡng dục, mà nhiều cha mẹ cũng không cần dạy dỗ con. Anh không biết thương em, mà em cũng không biết kính trọng anh. Còn xã hội thì quá lắm, mọi người đều đuổi theo một cái chủ nghĩa này, kiếm tiền cho nhiều đang ăn xài cho ngoả nguê sung sướng, kiếm tiền mà không ưa cần lao, dùng phương chức tốt xấu gì cũng được, miễn là được đồng tiền là thôi, không kể nhân nghĩa, không kể liêm sĩ, không kể danh dự. Những lời ông huyện nói đó thì đúng như sự thiệt. Mùi phong hóa của mình hết thơm, nền luân lý của mình hết đẹp rồi. Tôi nghe bậc thượng lưu trí thức Tây Nam đừng hiệp nhau mà trừ các mối tệ ông mới chỉ ra đó, mà chánh phủ cũng đã lưu tâm rồi nữa. Vậy chúng ta cũng phải vững lòng mà chờ, mà giải quyết cái vấn đề chấn hưng phong hóa thì hết thảy chúng ta phải tận tâm giúp sức với chánh phủ và bậc thượng lưu trí thức mới được, chớ không nên làm lơ. Chúng ta ở trong làng trong xóm, chúng ta chung lộn với nhân dân, chúng ta khuyên bảo nhân dân cho chúng biết đường phải mà đi, biết nẻo quấy mà tránh. Chúng ta phải rèn luyện tập cho chúng nó biết lễ nghĩa liêm sĩ, biết ham cần lao, biết ghét thói xấu. Mỗi người tùy địa vị của mình mà dạy dân thì mới có thể giảng hồi phong thuần tục mỹ được. Giáo dân là một nghĩa vụ cao thượng, làm cái nghĩa vụ ấy ai cũng vui mà làm hết thảy. Tôi bày chuyện nói dông nói dài làm cho ông huyện bà huyện buồn ngủ. Không, quan lớn nói chuyện luân lý là chuyện cần ích của dân, vợ chồng tôi lấy làm vui mà được nghe. Sợ quan lớn mệt chứ vợ chồng tôi có buồn ngủ đâu. Để bữa nào rảnh rồi tôi sẽ hiệp với ông huyện mà lập cái chương trình để dạy cho dân trong làng trong xóm, cho chúng nó biết ham cần lao, biết trọng gia tộc, biết thương tổ quốc. Bữa nay trí tôi mất bận lo vụ án này lắm, thế nào cũng phải làm cho ra kẻ sát nhân mới được. Muốn cho hồ sơ được hoàn toàn, tôi xin ông huyện viết rồi nạp cho tôi một lá khai, nói coi đêm Chí Cao bị giết đó ông ở gần mà ông có nghe rầy la ở bên hay không. Bẩm, tôi không có nghe rầy la chi hết. Ông biết sao thì ông cứ khai ngay, viết vắn tắt đủ ý mà thôi, chẳng cần phải viết dài. Để sáng mai rồi tôi sẽ nạp khai cho quan lớn. Theo ý kiến của quan lớn thì vì lẽ nào mà Chí Cao bị giết? Theo trí tôi nghĩ thì có lẽ bị giết vì tình, mà giết đó là một lẽ ngộ sát chứ không phải cố sát, bởi vì đâm bằng con dao rọc giấy. Tức thị đến nói chuyện gì đó rồi nổi giận nên lấy con dao rọc đó mà đâm, không phải đem con dao ở nhà theo. Còn kẻ sát nhân có lẽ là một phụ nữ hoặc một chú trai kim thời, bởi vì tại một góc bàn giết tôi có lượm được một cái khăn mù so bằng lụa xanh, mà tên bội của Chí Cao khai thổi này nó không có thấy chủ nó có khăn
duy đàn bà con gái hoặc mấy cặp thanh niên kim thời mới có khăn mùa xoa lũa. Bà huyện nghe nói như vậy thì hỏi gấp quan chủ quận. Bẩm, quan lớn nói quan lớn có lựa một cái khăn lụa màu xanh. Thưa, phải. Bà huyện ngồi suy nghĩ. Quan chủ quận nói tiếp. Theo lời bà huyện thuộc tánh nết của Chí Cao hồi nãy, tôi càng thêm chắc Chí Cao bị giết vì tình. Tôi sẽ đi qua đường đó mà tìm kẻ sát nhân, hoặc mai mới gặp được. Ông huyện đáp. Quan lớn luận biện như vậy thì có lý lắm. Nghe đồng hồ gõ 11 giờ, quan chủ quận mới đứng dậy cáo từ mà về. Ông huyện đưa ngài ra khỏi cửa ngõ, rồi ngài đi về với chú bếp. Khi ông huyện trở vô nhà, thì bà huyện vào trong phòng của cô Túy. Ông huyện coi cho gia dịch đóng cửa tắt đèn, rồi ông đi nghỉ. Mà bà huyện vẫn còn lục đục ở trong phòng của con. Sáng bữa sau, ông huyện viết lá khai, rồi chừng nghe trống hầu đánh, thì ông đem ra quận mà đạp. Hồ sơ về vụ án lập đã hoàn toàn rồi. Quan chủ quận mới viết tờ phúc bẩm mà chuyển đạt đến cho quan biệt lý. Trong tờ phúc thẩm, người tóm tắt các lời khai trong hồ sơ. Đến đoạn kết luận, ngài nói như vậy. 1. Kẻ sát nhân chưa ra mối. 2. Tuy không có bằng cớ chắc chắn, song có vài lẽ làm cho người ta tra vấn, thì có thể nghi tên quận có nhúng tay trong vụ này, nên phải giải nó đến cho quan biện lý định đạt. 3. Không có lẽ nào làm cho phải nghi Ngô Thị Lệnh được. Tuy vậy, đã có truyền lệnh cho người đàn bà ấy phải ở tạm nơi nhà Chí Cao đãi lệnh. 4. Đoán quyết Chí Cao bị giết vì tình và kẻ sát nhân là một người phụ nữ hoặc một thanh niên kim thời. Vì có cái khăn mùa xoa lụa màu xanh đính theo hồ sơ, khăn ấy lượm tại góc bàn giết của Chí Cao mà tên quận khai mấy tháng nay nó không có thấy chủ nó có. 5. Cuộc dọ dẫm tìm kẻ sát nhân còn tán hành hoài và xin phép cải các tổ của Chí Cao đang xét coi có thư từ hoặc có vật chi có thể giúp cuộc điều tra hay không. Như tòa cho phép làm việc này thì sẽ lập tờ di bằng biên các tài vật của Chí Cao rồi giao cho làng sở tại giữ tạm mà đợi người có quyền kế nghiệp ra mặt xin hưởng gia tài của người bị giết. Chương 8. Chiều bữa trước, quan chủ quận sai một chú cai đi giải tên quận xuống tò và nạp tờ phúc bẩm với hồ sơ về vụ án mạng cho quan biện lý. Thì bữa sau mới tạng sáng, ngài còn nằm nghỉ trong mùng, thình lình bà lớn vô phòng kêu ngài thức dậy, nói bầu huyện Hàm Tân đến xin tỏ cho ngài biết một vụ việc cần kiếp, tại quan hệ lắm. Nghe như vậy, quan chủ quận lật đật bước ra ngoài chào bà huyện rồi đi rửa mặt chải đầu. Trong trí còn đơn dơ dẫn do vụ án mạng, bởi vậy đứng rửa mặt ngài cứ nghi bà huyện có nghe tin gì nên đến cho ngài hay. Lại chính mình bà huyện đi thì chắc tin ấy hệ trọng và cần kiếp nhiều lắm. Rửa mặt rồi, ngài lại đứng ngay bên bà huyện mà hỏi coi bà muốn tỏ việc chi. Ngài thấy bà huyện bữa nay da mặt tái xanh, tướng mạo bèo nhèo chứ không phải tướng tươi tắn như trước, thì ngài chân hững rồi sanh lo trong lòng. Bà huyện đứng dậy thưa rằng: Bẩm quan lớn, tôi có một việc cần kiếp bẩm với quan lớn, xin quan lớn cho phép tôi tỏ riêng một mình cho quan lớn biết, đừng cho ai nghe. Quan chủ quận gật đầu nhậm lời xin. Ngài cậy bà lớn truyền cho gia dịch phải đi hết xuống nhà bếp. Bà lớn lại kêu bếp hầu và dặn đừng cho vô trong. Rồi bà lớn cũng đi qua giường đậu của bà mới trồng mà thăm đậu. Quan chủ quận mời bà huyện lại ngồi, rồi ngài kéo ghế ngồi ngang mặt đang nói chuyện cho tiện. Chắc bà huyện bối rối trong lòng lắm nên bà ngồi cúi mặt xuống một hồi rồi mới nói: Bẩm quan lớn, tôi muốn yêu cầu quan lớn một việc mà đến đây rồi tôi ái ngại quá không dám nói ra. Bà huyện muốn tỏ việc chi với tôi thì bà cứ nói ngay, chẳng cần phải ái ngại. Bất luận bà xin việc chi, nếu việc ấy không phạm đến danh dự hoặc chức nghiệp của tôi thì tôi sẽ nhậm lời xin liền. Bẩm quan lớn, tôi tới đây mà xin nói chuyện là nói riêng với quan lớn, là thân cận với gia đình của tôi chứ không phải nói với quan phủ chủ quận. Tôi cũng sẵn lòng mà nghe bà nói. Mà tôi dám đến đây xin nói chuyện với quan lớn là vì tôi tin chắc quan lớn là người có luân lý giáo dục hoàn toàn, biết thương gia đình, biết trọng danh dự nên tôi mới dám đến đây.
bà tin không lầm, xin bà đừng ngại. Quan lớn nói như vậy, tôi mới tỏ thiệt việc của tôi muốn nói. Đêm hôm trước, quan lớn vô thăm vợ chồng tôi, khi bàn luận chuyện Chí Cao bị đâm chết. Quan lớn nói có biết chắc Chí Cao bị giết Di Tình, và quan lớn sẽ đi qua đường đó mà tìm đứa sát nhân, hoặc mai mới gặp được. Thưa phải, tôi có nói mấy lời ấy. Xin quan lớn làm ơn cho tôi biết coi cái ý kiến của quan lớn đó bây giờ vẫn còn hoài hay đã dời đổi. Thưa, ý kiến tôi tỏ ra hôm trước vẫn còn y nguyên, mà lại vững chắc thêm nữa. Bà Huyện thở dài, nét mặt rất buồn thảm. Quan chủ quận ngồi tỉnh táo, song cặp mắt cứ ngó bà Huyện trân trân, ý muốn dò sát lòng dạ của bà coi bà tính cần việc gì. Thấy bà dụ dự, ngài muốn mở đường giùm nên ngài hỏi: ý kiến của tôi đó không đúng hay sao? Bẩm quan lớn, xin quan lớn cho phép tôi khỏi trả lời câu hỏi đó. Dẫu đúng hay là không đúng cũng vậy, tôi cúi xin quan lớn đổi giùm ý kiến ấy. Xin quan lớn đi qua đường khác mà tìm đứa sát nhân. Nghe mấy lời ấy, quan chủ quận chưng hửng, rồi lo ngại trong lòng lắm. Tuy vậy mà ngài phải ráng làm tỉnh bề ngoài mà hỏi: nếu nói rõ ràng thì ý bà Huệ muốn tôi tra vấn vụ án mạng đó, tôi phải nghi Chí Cao bị giết vì thù oán hoặc là vì trộm cướp, chớ đừng có nghi bị giết vì tình, phải như vậy hay không? Bẩm, phải. Xin bà Huệ cho phép tôi hỏi bà, vậy chớ lẽ nào mà bà xin cho tôi phải làm như thế? Bởi vì quan lớn tra xét mà quan lớn do sự tư tình làm gốc, thì tôi e quan lớn làm tan hoang một cảnh gia đình đương đầm ấm đồng nàn. Quan lớn phải lem luốc danh giá của một người chân chánh quân tử. Tôi làm quan, tôi có lương tâm về chức nghiệp, tôi có cái trách nhiệm của nhà nước phú thác, nên trong lúc hành sự tôi thấy cái đường phải mà tôi phải tránh xa. Tôi không chịu bước vào để đi qua cái khác là đường tôi biết sái trước, thì tôi phải hổ với lương tâm, tôi phải lỗi với trách nhiệm của tôi còn gì. Bẩm quan lớn, hồi nãy tôi có nói trước, tôi đến cầu xin với người thân cận của nhà tôi, chứ không phải cầu xin với quan chủ quận. Ngặt vì việc cầu xin đó là việc của quan chủ quận, chứ không phải là việc của người thân cận. Bởi vậy người thân cận không được phép nhậm lời cầu xin. Vì tôi có hy vọng chắc xin được, nên tôi mới dám tới đây mà xin. Quan lớn đỡ lấy cái thất vọng mà thay cái hy vọng cho tôi hay sao? Tôi đổi hy vọng của bà ra thất vọng thì tôi buồn lắm. Buồn vì không làm vừa lòng của tôi đã thọ ơn. Nhưng vì tội bạc ơn nhẹ hơn tội hổ lương tâm với tội lỗi trách nhậm. Bởi vậy thà tôi phạm cái tội bạc ơn, có lẽ dịp khác tôi còn mong chuộc lại được. Chứ để phạm hai tội sau thì không thể nào mà chuộc lại được. Hồi nãy bà Huyện có nói bà tin tôi là người luân lý giáo dục. Vì cái luân lý giáo dục ấy nên tôi không thể để hổ lương tâm, để lỗi trách nhậm. Bẩm quan lớn, quan lớn làm cho hạp lương tâm, cho tròn trách nhậm. Quan lớn phá hoại một nhà đương đầm ấm, phải xô ngã một danh giá rất xứng đáng, quan lớn cũng hăng hái mà làm, không do dự một chút nào hết hay sao? Thưa bà, lành là lành chứ không phải dữ, tốt là tốt chứ không phải là xấu. Dữ mà muốn làm cho lành, xấu mà làm cho ra tốt thì là dối trá. Lành và tốt ở ngoài mà dối trá ở trong thì không bằng ở ngoài dữ và xấu mà ở trong thành thiệt. Nếu gia đình đầm ấm thì ai phá nát được, nếu danh giá xứng đáng thì ai xô ngã được. Họa với phước là giống vô chừng, nhiều khi mình đương hưởng phước rồi họa đến thình lình không thể tránh khỏi. Họa hay là phước đều do nơi trời định, nếu trời định mình mang họa thì chạy đâu cho khỏi. Mà tôi tin chắc người lành dầu có họa đi nữa, cái họa ấy không lớn. Nói đã hết lời mà quan chủ quận không siêu lòng, bà Huyện càng thêm buồn bực. Bà ngồi lặng thinh suy nghĩ một chút rồi lau nước mắt mà nói sẵn sớm: bẩm quan lớn, vì sợ hổ thẹn nên nãy giờ tôi nói dông dài làm mất thời giờ của quan lớn, cúi xin quan lớn tha lỗi. Bây giờ tôi xin bẩm thiệt phước cho quan lớn rõ, chánh tay tôi đâm chết Chí Cao chứ không phải ai đâu. Xin quan lớn đừng tra xét làm chi cho mất công. Nếu quan lớn không nghĩ tình vợ chồng tôi thì quan lớn bắt liền tôi mà nạp cho tòa đi. Dù tôi phải bị xử tử hay là bị đài chung thân thì tôi cũng cam chịu. Bà Huyện nói một hơi rồi ngồi chơi trơ, sắc mặt quả quyết chứ không buồn thảm nữa. Quan chủ quận chau mày, ngó ngay bà rồi lắc đầu
và cười và nói: Không có lý, tôi không thể tin được. Bởi duyên cớ nào mà bà giết Chí Cao? Bẩm quan lớn, tối hôm qua những lời tôi thuật chuyện Chí Cao đến thăm rồi chọc ghẹo tôi đều là lời gian dối. Vì có ông huyện tôi đó nên tôi không dám nói thiệt. Bẩm, Chí Cao tập văn nói hay lắm. Nghe nó nói chuyện rồi tôi mê mẩn. Rồi chừng nó mở lời chọc ghẹo thì tôi động tình, không thể chống cự được. Tôi đem lòng thương đó rồi tôi quên mất hết danh giá trinh tiết, không kể chồng con gì nữa. Tôi tư tình lỡ với nó rồi sao mới biết nó là thằng điếm trào cầu văn, chuốc lời nó đặng phá trinh tiết, hại gia can của người ta. Tôi ăn năn sự lầm lỗi, tôi hổ thẹn với chồng con. Tôi tức giận lung quá, tôi không thể dằn lòng được, nên đêm đó tôi lén chồng con mà qua nhà nó. Rồi thừa lúc nó ơ hờ, tôi mới lấy con dao rọc giấy của nó để trên bàn. Tôi đâm nó té sấp, rồi tôi lật đật mở cửa chạy về. Việc thiệt như vậy đó, xin quan lớn thương giùm phận tôi. Đã biết hễ mình phạm tội thì phải đền tội, nên tôi không trốn tránh. Bởi vậy dù kiếp này mình trốn khỏi đi nữa thì kiếp sau mình cũng phải đền. Hôm nay tôi quyết khai thiệt với quan lớn, đặng chịu tội phước cho rồi. Ngặt vì tôi thấy con, tôi thương yêu. Tôi thấy chồng, tôi tội nghiệp. Nếu tôi ở tù thì con tôi bơ vơ, chồng tôi mang tiếng xấu hổ. Mẹ như vậy thì con làm sao mà lấy chồng chỗ tử tế được? Vợ như vậy thì chồng làm sao mà giao thiệp với người ta? Tôi cúi đầu xin quan lớn thương giùm phận con tôi, giữ giùm danh giá cho chồng tôi, đừng để gia đình tôi phải rã rời nhục nhã. Đến nước này mà chồng con tôi cũng không về, chừng chồng tôi hay chắc ổng tự giận, chừng con tôi hay chắc chúng nó hết yêu thương tôi, hết kính trọng tôi nữa. Bà huyện nói tới việc chồng con thì bà khóc dầm về, gây ra một cảnh coi thảm thiết hết sức. Thế mà quan chủ quận ngồi tỉnh queo không động lòng, mà cũng chẳng bất bình. Đợi bà huyện bớt khóc rồi ngài mới chậm rãi nói: Không có lý. Quan lớn còn đợi lý gì nữa? Tôi mê văn nói của Chí Cao, tôi kết tình với nó. Sao tôi biết nó là thằng điếm đã có vợ con rồi? Tôi ăn năn, tôi giận, tôi đâm chết nó. Cộng chuyện như vậy đó, sao lại không có lý? Tôi xin lỗi với bà huyện. Tôi e sợ chuyện bà mới nói đó, tôi nghe đó là câu chuyện của bà đặt đang dắt tôi đi qua đường khác. Tôi nói không có lý bởi vì mấy khoản này. Một, người nói chuyện khôn ngoan như bà, có trí sáng sủa nhậm lẹ như bà, không thể nào mơ văn nói của Chí Cao, không thể nào bị Chí Cao gạt được. Hai, đêm hôm bà qua tiếp chào và nói chuyện cùng tôi với một tư cách vui vẻ tự nhiên, không giống với tư cách của một người bất chánh. Đã thất tiết với chồng con rồi còn phạm tội sát nhân mới cách vài bữa trước. Ba, người biết thương chồng thương con như bà thì không thể lấy trai được. Quan lớn lo tìm kiếm kẻ sát nhân, tôi ra mặt mà chịu tội, sao quan lớn lại không bằng lòng? Tôi không bằng lòng vì tôi biết bà không phải là kẻ sát nhân mà tôi đương kiếm. Tôi ra chịu tội mà quan lớn không chịu nhận tội của tôi, thiệt tôi lấy làm lạ quá. Tôi không chịu công nhận tội của bà vì tôi nghi bà muốn hy sinh cả thân danh đằng che đậy giùm tội của người khác. Việc như vậy đó có chi đâu lạ. Tôi chịu tội rồi, bây giờ quan lớn định lẽ nào, xin cho tôi biết. Tôi xin bà hãy về nhà ở yên và đừng cho ông huyện biết những câu chuyện bà nói với tôi hồi nãy giờ đây, bởi vì nếu ông huyện biết thì ông buồn chứ không ít chi. Quan lớn còn lo cho kẻ sát nhân nữa thôi. Việc đó là phận sự của tôi, xin bà đừng lo. Hồi nãy bà có nói hễ phạm tội thì phải đền tội, không nên trốn tránh. Cậu ấy hiệp với đạo đức lắm. Ấy vậy bà phải để cho người phạm tội thông thả mà đền tội, bà chẳng nên giúp họ trốn tránh. Bà huyện chắc lưỡi mà than một mình: Chết đó còn gì. Quan chủ quận thấy chỗ ngài đoán đã không nhầm, ngài càng vững lòng nên nói mạnh: Thưa bà, sanh với tử là lẽ tự nhiên của đạo trời, loài người đều trong cái dòng đạo ấy. Sanh là ở trong dòng đạo mà đi ra, còn tử là trở về với đạo. Ấy vậy mình chẳng nên vui hay buồn về sự sanh tử. Huống chi nếu mình làm điều bất nghĩa nên phải chết thì sự chết ấy đáng lắm, không nên tiếc. Còn nếu mình làm điều nghĩa thì có lẽ nào trời khiến mình phải chết hay sao mà sợ.
tôi xin bà hãy thành tâm mà tin đạo trời, hãy dưỡng chí mà dưng luật nước. Luật trời hay luật người đều công bình hết, phải tin như vậy, chẳng nên nghi ngại. Nếu bà cứ nương theo nền đạo đức của ông cha ta mà ở đời, thì dầu gặp hoạn họa, dầu gặp nguy hiểm, bà cũng khỏi buồn rầu, khỏi lo sợ. Được nghe những lời khuyên chan chứa đạo đức ấy thì bà Huyện mới bớt buồn lần lần. Chừng quan chủ quận nói dứt lời, bà thủng thẳng đứng dậy và nói bình tĩnh: "Tôi rất cảm ơn quan lớn. Tuy quan lớn không dặn lời tôi xin, không chịu theo ý tôi muốn, song quan lớn chỉ dùm đường đạo đức cho tôi đi, ấy cũng là ân trọng. Bây giờ tôi muốn yêu cầu quan lớn một điều, là giữ kín giùm tôi cái lời tôi mới tỏ riêng với quan lớn đó." Quan chủ quận vội vã đứng dậy mà đáp: "Xin bà Huyện an lòng, chẳng những là danh dự nên phải giữ kín những lời tâm phúc, bởi tin bụng tôi bà mới dám tỏ với tôi, mà lại còn gì luân lý nên tôi phải ráng quên hết những lời ấy. Tôi quên cũng như mấy đấng linh mục quên các lời xưng tội của tín đồ vậy." Bà Huyện nói: "Cảm ơn quan lớn," rồi cúi đầu từ giả mà về. Quan chủ quận ngồi trống tay lên trán, mắt cứ ngó ra cửa sổ mà suy nghĩ, cho tới chừng nghe trống hầu đánh ngài mới tỉnh giấc mộng, đi thay y phục đặng lên làm việc. Chương 9. Bà Huyện ở ngoài dinh quận đi về, khi bước vô cửa ngõ, bà thấy ông Huyện đương đứng trong vườn hoa mà xem kiển, thì trong lòng bà rất ngần ngại. Song bà phải gượng mà giữ cử chỉ tự nhiên, nên bà cứ săn sớm đi vô. Ông Huyện hỏi êm ái: "Bà nó đi đâu sớm dữ vậy?" "Tôi ra ngoài chợ một chút." "Bà thấy Ban Cốc đi Sài Gòn về hay chưa?" "Không thấy, tôi không có đi lên phía đó. Ông hỏi Ban Cốc chi vậy?" "Muốn hỏi thăm giá lúa coi khá thì bán bớt một chài." Bà Huyện thủng thẳng đi vô nhà, bước lên thềm mặt bà coi buồn hiu. Cách một lát, ông Huyện đi lần ra ngoài đường đứng ngó mấy hàng dừa. Ông thấy Hương Quảng Tại đi ngang thì ông kêu đứng lại mà hỏi: "Hương Quảng, em đi đâu đó?" "Bẩm, tôi đi ra nhà việc." "Hôm nay em có lo dọ dẫm coi ai đâm Chí Cao đó hay không?" "Bẩm, tôi dọ hoài mà chưa tìm ra mối." "Phải ráng mà tìm cho ra đứa sát nhân đằng giao cho quan lớn. Chí Cao về ở gần nhà mình mà bị người ta đâm chết, mình không biết ai đâm thì coi kỳ quá. Uống chị quan lớn mới lại nhậm trắng quận mình, rủi xảy ra việc như vậy. Mình bắt không được đứa sát nhân, té ra mình không hết lòng giúp sức với quan lớn. Vậy em phải ráng mà dọ dẫm cho kỹ." Hương Quảng đứng trân trân không trả lời nữa, mắt ngó mong qua bên kia sông rồi ngó ông Huyện, bộ suy nghĩ lung lắm. Cách một hồi, thầy bước tới đứng sát một bên ông Huyện rồi hỏi nho nhỏ: "Có một việc kỳ quá, tôi thấy hổm rài mà tôi không dám nói ra." Thấy bộ bí mật, nghe giọng mênh mông thì ông Huyện lấy làm lạ, nên ông ngó Hương Quảng rồi cũng nói nho nhỏ: "Quảng thấy việc gì với mà kỳ?" "Xin ông bước lại đằng này rồi tôi sẽ bẩm cho ông nghe." Ông Huyện liền đi theo Hương Quảng trở vô phía trong. Đi trên đường làng dọc theo mé rạch, mặt trời sớm mờ chói nên ngọn cây sáng loà, nước lớn tràn trề nhảy lên gần tới lề đường. Hai người đi thủng thẳng cũng như dắt nhau đi chơi. Ông Huyện trông nghe cho mau mà Hương Quảng cứ lặng thinh không chịu nói. Chừng qua khỏi vuông rào của ông Huyện rồi mà còn xa nhà Hương Quảng, thằng ấy vắng vẻ vừa cao phủ lá rậm rạp, Hương Quảng mới chịu dừng lại mà nói: "Bẩm ông, thuở này tôi thọ ơn của ông bà nhiều, chẳng những ông cho ở trong điền trong đất mà thôi, bà còn giúp lúa giúp tiền cho tôi luôn luôn, đặng tôi có phương kế mà kiếm cơm nuôi con. Ngày gia đình tôi được no ấm đó là công ơn của ông bà, chẳng bao giờ tôi dám quên. Ông cũng biết thở đa việc nhà của ông bà tôi coi như việc của nhà tôi. Ông bà vui thì tôi vui, ông bà buồn thì tôi buồn. Hôm nay tôi có một việc mà việc ấy can hệ đến nhà của ông, nên tôi muốn tỏ cho ông biết, mà rồi sợ ông buồn, bởi vậy tôi dụ dự hoài, tôi không dám nói ra. Đến bữa Chí Cào bị đâm chết, tôi đến tra xét, tôi thấy có nhiều cái nó làm cho tôi phải lo sợ hết sức. Nếu quan chủ quận ngài cũng thấy như tôi thì khó lòng lắm. May ngài ấy không thấy
mà quan chủ quận của mình, ngài thông minh là dè dặt, không biết chừng ngài thấy rồi, xong ngài chưa chịu nói ra. Mà dầu hôm nay ngài chưa thấy đi nữa, thì mai mốt tôi sợ ngài cũng thấy. Vậy tôi tưởng nên tỏ cho ông biết, đàn ông liệu trước thì hay hơn. Phương quản nói dòng dò quá mà cũng chưa chịu cho biết chuyện gì. Bởi vậy ông huyện nóng nảy, ông chặn mà nói ngay. Có việc chị Hương quản cứ nói ngay đi mà. Bỗng ông, tôi nói ra chắc ông lo lắm. Nếu phải lo thì càng nên nói cho tôi biết, đặng tôi lo chứ. Bỗng ông, hôm ông bà đi Sài Gòn, đêm nào tối tôi cũng có đi tuần coi chừng nhà ông. Một đêm lối 10 giờ tôi đứng ngoài đường, mà giữa góc rào, lóng nghe trong nhà có động tĩnh thế nào. Tuy đêm không có trăng, nhưng mà nhờ trời sáng nên tôi thấy dạng một người mặc đồ trắng ở phía sau nhà bếp đi ngang qua giường trầu, rồi dẹt rào chui qua giường của Chí Cao. Tôi nghi ăn trộm nên núp giữa gốc cây dừa mà coi chừng. Tôi ngồi hơn một giờ đồng hồ, không thấy lạ gì nữa. Tôi đứng dậy tính ra chợ, thì tôi thấy dạng người mặc áo trắng ở bên giường Chí Cao trở về giường mình, cũng đi ngang giường trầu mà đi vô sau bếp. Tôi nghe chó trong nhà hực hực vài tiếng rồi im chứ không sủa. Tôi đi ra chợ gần một giờ khuya tôi trở về rình nữa. Rình ở đến 4 giờ, tôi không nghe thấy việc chi lạ nên tôi về nhà ngủ. Sáng ngày sau tôi lại nhà hỏi cô ba có việc chi lạ hay không, thì cô ba nói không có. Đêm sau tôi rình nữa, cũng lối 10 giờ, có cái bóng trắng đi qua giường Chí Cao như đêm trước. Bữa nay tôi nơm theo cái bóng ấy, tôi lần lần đi ra ngoài đường. Chừng ở tới nhà Chí Cao, tôi lại thấy tới hai cái bóng trắng đi vô cửa, rồi mới đốt đèn trong nhà. Tôi ở ngoài đường tôi rình hoài, đến gần 4 giờ khuya tôi mới thấy hai cái bóng ở trong nhà Chí Cao mở cửa đi ra. Tới rào phía sau rồi thì một cái bóng đi qua bên giường của mình. Bữa sau tôi lại hỏi thăm nữa thì cô ba cũng nói là bình an. Đêm kế đó tôi rình nữa thì không thấy gì hết. Việc tôi thấy như vậy đó. Hương quản thấy dạng đàn ông hay là đàn bà? Bẩm, đêm không có trăng, phần tôi ở ngoài xa nên tôi không thấy rõ được. Ông huyện đứng suy nghĩ, thiệt quả lời tiên tri của Hương quản nói hồi nãy đó trúng lắm, không lầm. Nét mặt thơ thới bình tĩnh của ông huyện bây giờ đã biến ra nét hầm hừ tư lự. Ông suy nghĩ một chút rồi nói, Hương quản, em thấy người ta thiệt, hay là ban đêm trời tối em thấy tàu dừa tàu cao phất phới rồi em tưởng người ta? Bẩm, tôi thấy người ta thiệt, song ở tại đứng xa lại mắt trời tối nên không biết chắc đàn ông hay là đàn bà. Nếu quả thiệt như vậy thì có lẽ vụ Trí Cao bị đâm chết có can hệ đến người trong nhà của tôi còn gì. Tôi cũng nghĩ như vậy nên mấy bữa rày tôi không an lòng. Đêm hôm qua quan chủ quận ở vô thăm tôi, ngài nói ngài Chí Cao bị giết vì tình, mà người sát nhân có lẽ là một người đàn bà con gái hoặc một người thanh niên kim thời. Bởi vậy ngài có lấy được một cái khăn vuông bù so lụa xanh. Hương quản có thấy trong xóm mình đây có ai dùng khăn lụa xanh hay không? Bẩm, tôi không để ý sự đó. Hoàng chủ quận nghi như vậy, tôi nghĩ phải lắm. Trong nhà tôi có đứa nào có khăn lụa xanh? Tôi không thấy. Để tôi về tôi hỏi thử bà nó coi bà nó có thấy hay không. Chà chả, nếu thiệt có người trong nhà tôi can hệ đến vụ án mạng này thì tôi mang tai tiếng quá. Hoàng lớn mình thông minh lắm, mà ngài lại lưu tâm về vụ án này, tôi chắc sớm muộn gì rồi hoàng lớn cũng tìm ra mối. Ông quen với hoàng lớn nhiều, vậy tôi tưởng ông nên dò hỏi trong nhà cho kỹ. Không có gì hết thì thôi, còn như có sự chi đáng nghi thì ông nên tính trước với hoàng lớn, chứ đừng có để đổ bể ông mang tiếng mang tâm. Hương quản liệu như vậy có chỗ phải mà cũng có chỗ không phải. Về việc Hương quản mới nói với tôi đó thì tự nhiên tôi phải lập thế nào dọ hết tẩy mấy người trong nhà tôi. Việc đó tôi phải làm cho gấp. Còn nếu hỏi mà có lòi ra quả trong nhà tôi có can hệ đến vụ án mạng, tôi nói thiệt, dù vợ con tôi đi nữa tôi cũng nạp cho quan chủ quận trị tội. Quan lớn của mình là người đúng đắn, công bình, chánh trực. Bởi vậy dí như người trong nhà tôi có tội, có lẽ tôi dám nhơn cái tình thân cận mà cầu xin quan lớn bỏ pháp luật, trái chức vụ, đặng che đỡ cho tôi. Bẩm, tôi nói phỏng vậy thôi, chứ việc đó quan hệ quá. Xin ông suy nghĩ cho kỹ mà định đạt, tôi đâu dám bàn bạc.
Vậy vì Hương quản rình thấy mấy đêm tôi đi khỏi đó, hôm nay Hương quản có tỏ cho quan chủ quận biết hay không? Bẩm ông, không. Vì việc ấy can hệ đến nhà ông nên tôi không dám tỏ với quan lớn, tôi tỏ riêng cho một mình ông biết mà thôi. Cảm ơn Hương quản, để tôi lo liệu. Nghe Hương quản nói chuyện, thiệt nãy giờ tôi lo lung lắm. Sự giết người là một sự tàn nhẫn, luật nước trừng trị thiệt nặng. Ai nhẫn tâm giết người, tự nhiên phải chịu hình phạt. Ấy là lẽ công chánh, người phạm tội không thể được phép than gian, mà thân nhân của người ấy cũng chẳng nên thương tiếc. Bởi vậy tôi không cần lo sự sát nhân, tôi lo là lo cái duyên cớ gây ra sự sát nhân mà thôi. Hương quản, em hiểu hay không? Bẩm ông, hiểu. Ừ, Hòa lo ở chỗ đó, lo cái danh giá của Hòa khổ tâm trao dồi mấy mươi năm nay, nó phải ngã nghiêng lem luốc hết. Cái hạnh phúc mà Hòa nhờ trời ban thưởng cho vui hưởng bấy lâu nay, nó sẽ tan dở mất hết đó em. Dạ, tôi cũng lo như vậy, bởi vậy hôm nay tôi sợ quá. Ông huyện nói tới đây thì ông buồn quá, ông đứng ngó mong một hồi. Không hiểu lúc ấy tâm hồn ông biến hóa cách nào mà thình lình ông dây lại, sắc mặt xem rất nghiêm nghị. Ông nói với Hương quản một cái giọng quả quyết. Hương quản, Hòa tưởng mình giấu quan chủ quận, mình có lỗi nhiều, lỗi với người chấp chính trị trong xứ, mà cũng lỗi với lương tâm của mình nữa. Hòa phải đi liền với em tới Dinh quận mà bẩm thiệt sự rình của em thấy đó cho ngài biết. Làm như vậy mình mới tròn phận sự. Hương quản biến sắc, lật đật can. Bẩm ông, không nên vội. Sao lại không nên, phải như vậy mới đúng đắn. Bẩm, tôi thấy lờ mờ có chắc chắn hay chi đâu. Nếu ông đem mà tỏ với quan chủ quận thì tự nhiên quan lớn phải tra xét. Dĩ như tra xét mà ra mối thì chẳng nói làm chi, còn như tra mà không có chi hết thì dở lỡ quá. Ông mang tiếng mà sợ quan chủ quận cũng mang tiếng nữa. Sao mà quan chủ quận mang tiếng? Bẩm, tra xét không có chi hết, tự nhiên quan chủ quận bỏ qua. Người ngoài họ không hiểu ông và ông quan chủ quận đều làm tròn phận sự. Họ thấy ông cẩn thận với quan chủ quận mà quan chủ quận tra vắng người trong nhà ông về vụ án mạng rồi bỏ êm, chỉ cho họ khỏi dèm xỉm. Họ nghi ông năn nỉ rồi quan chủ quận dị tình nên yên ẩn tội ác. Tôi tưởng ông nên dò hỏi người trong nhà trước đã. Nếu quả có người can hệ đến vụ án mạng thì ông tố cáo cũng chẳng muộn chi. Ông huyện suy nghĩ rồi gật đầu đáp rằng: Hương quản nói có lý, Hòa nóng quá nên không kịp nghĩ tới chỗ đó. Vậy để Hòa về nhà qua hỏi dò kỹ lưỡng rồi sẽ hay. Hai người dắt nhau đi trở ra, tới cửa ngõ rồi ông huyện từ biệt Hương quản mà trở vô nhà. Ngoài mặt thì nghiêm nghị, mà trong trí thì tư lự lắm. Chương 10. Ngày ấy, ông huyện Hàm Tân trong trí tư lự hoài, nằm ngồi không an, cứ đi ra đi vô thầm tính coi phải dùng phương trước nào mà dò hỏi cho ra mối. Đến chiều, ông lại ngồi tại bàn viết dựa cửa sổ, tay chống trán mà ngó ra giường. Ông hỏi trong trí: trong nhà mình ai có thể mặc đồ trắng mà qua nhà Chí Cao? Mấy đứa bạn trai ban đêm rảnh việc, chúng nó thường mặc đồ trắng mà đi chơi. Còn bản nhiều khi cũng mặc đồ trắng, mà con cháu của mình cũng vậy. Phải mấy đứa bạn trai thừa dịp mình đi khỏi và ban đêm nghỉ việc nên chúng nó qua rủ bồi Chí Cao đi chơi hay không? Hay là con bản hoặc con cháu mình nó tư tình với Chí Cao nên ban đêm lén qua nhà tình nhân nói chuyện? Còn đứa nào có cái khăn lụa xanh, con cháu mình mà có giỏi lắm là con bản thì mới có cái khăn ấy được, chứ không lẽ sắp bạn trai có? Ông Đường suy nghĩ như vậy, bỗng thấy bà Huyền ở phía sau đi ra. Ông kêu bà lại, mời bà ngồi một bên bàn viết, rồi ông nói: đêm hôm qua, quan chủ quận có nói lúc khám xét vụ án, ngài có lượm được một cái khăn bù xo lụa xanh tại góc bàn viết của Chí Cao. Tôi lại có nghe một việc khác, nó làm cho tôi nghi cái khăn lụa xanh đó ở trong nhà của mình ra. Thuở nay bà có thấy trong nhà mình có đứa nào có cái khăn bù xo xanh hay không? Không có đứa nào có cái khăn như vậy hết. Bà hãy nhớ kỹ lại coi, việc này sẽ trở nên rắc rối lắm, chứ không phải chơi đâu. Thiệt, tôi không thấy đứa nào có cái khăn thứ đó.
Còn Huyền có không? Còn Túy, con Ngọ có không? Không. Còn Bản? Không. Mấy đứa bạn trai có không? Sắp đó mà xài khăn mù so lũa nổi gì? Đâu chừng, bà làm ơn kêu giùm mấy đứa bạn trai ra tại đây cho đủ hết. Tôi hỏi một chút. Không muốn hỏi việc chi, chúng nó có khăn lụa đâu mà hỏi. Ấy, bà kêu giùm ra đây cho tôi mà. Tôi hỏi vụ khăn mà tôi còn hỏi việc khác nữa. Việc khác là việc gì? Đợi chút nữa rồi bà sẽ biết. Lúc tôi với bà đi Sài Gòn, ở nhà có việc kỳ lắm. Việc gì mà kỳ? Huyện cứ hỏi dần lân không chịu đi kêu. Lúc ấy em Ngọ đi ngang qua, ông Huyện bằng biểu nó đi kêu hết bốn đứa bạn trai ra cho ông dạy việc. Cách một hồi rải rác bốn chú bạn trai tụ đủ mặt tại chỗ bàn viết. Ông Huyện kêu đứa nhỏ hơn hết, mới 20 tuổi, tên Tú, tánh nhậm lẹ, vui vẻ, lại đứng gần, rồi ông hỏi: Thỏ này, mày có xài khăn mù so lỗ xanh hay không? Bẩm không. Mày thấy trong nhà mình có đứa nào xài thứ khăn đó hay không? Bẩm không. Mày có quen với Chí Cao hoặc là người bội của ổng hay không? Bẩm không. Cái nào mày cũng bẩm không hết thảy. Bẩm, tại không nên con nói không. Trong lúc tao đi Sài Gòn, ở nhà ban đêm mày có dạch rào phía sau giường trầu mà qua giường nhà của Chí Cao hay không? Bẩm, con có qua bển để làm chi? Ban ngày hay ban đêm con cũng không có qua bển. Mày có thấy đứa nào lén dạch rào qua bển vào ban đêm lúc tao đi Sài Gòn đó không? Bẩm, con không có thấy. Hễ tối thì con ngủ, con có thấy chi đâu. Ông Huyện hỏi luôn ba người kia nữa thì họ cũng khai y như tên Tú. Có lẽ các lời khai đều làm cho ông Huyện thất vọng về chỗ ông muốn. Bởi vậy ông cùng quằn khoát tay biểu bốn tên bạn đi hết. Xong ông dặn phải kêu con Bản lên cho ông biểu. Bà Huyện đứng dậy đi vô trong. Ông Huyện cầm bà ở lại thì bà nói để bà đi uống nước rồi bà ra. Cách một lát bà Huyện trở ra một lượt với con Bản. Ông chưa kịp hỏi con nọ thì bà đã chụp hỏi trước ông. Ông hỏi việc gì á, nghe kỳ quá vậy. Lúc mình đi Sài Gòn, ở nhà ban đêm có đứa nào lén dạch rào chui qua bên giường nhà Chí Cao hay sao? Có, quả có như vậy, người ta thấy luôn hai đêm. Ai thấy đó? Bà hỏi ai thấy làm chi, tôi nói có người ta thấy thì đủ rồi. Qua giường nhà Chí Cao làm gì? Giường như giường quan, có trái đâu mà hái trộm. Chớ chi giường có trái cho người ta hái trộm, phước đức lớn biết chừng nào. Thôi, bà để cho tôi hỏi con Bản một chút. Ông Huyện hỏi con Bản cũng như hỏi bốn bạn trai kia, mà con Bản cũng trả lời như họ, nghĩa là không có cái khăn lụa xanh, trong nhà không thấy ai có. Ban đêm không có lén qua giường nhà Chí Cao, mà cũng không thấy ai đi qua bển hồi nào, và biết mặt người bồi của Chí Cao chứ không quen. Ông Huyện dạy con Bản, kêu cô Huyên. Xin ông thôi. Sao á bà thôi? Việc kỳ cục như vậy mà ông hỏi bạn bè, rồi ông hỏi tới con cháu trong nhà nữa, thì đối với tôi tớ trong nhà, chúng nó hổ thẹn quá. Xin ông thương giùm con cháu một chút. Tôi có ghét còn ghét cháu ở đâu, vì danh dự, vì hạnh phúc của gia đình, nên tôi phải nói hết thảy mấy người ở trong nhà này. Nếu tôi hỏi tôi tớ mà không hỏi con cháu, thì bất công bất chánh. Ông hỏi con Huyên có ích gì? Trước khi mình đi Sài Gòn thì con Huyên đã đi về bên Sa Đéc rồi. Chừng mình về tới đây thì nó mới trở qua. Có hiểu ai chung qua giường nhà Chí Cao đâu mà ông hỏi. Ờ phải, con Huyên không có ở nhà. Mà còn vụ khăn, tôi muốn hỏi nó khoảng đó. Ông thấy nó có khăn lụa xanh hồi nào hay sao mà ông hỏi. Tôi xin ông đừng có hỏi tới con cháu mà tội nghiệp cho chúng nó. Thôi, con Huyên mắc về bên Sa Đéc nên nó không hiểu, thì bỏ nó ra. Bây giờ tôi muốn hỏi con Túy. Con Túy nó đau mà hỏi giống gì? Thứ nhất đầu sơ xỉa mà nghĩa gì, xin bà kêu nó ra đây. Nó chống mặt làm sao mà đi được, bắt nó đi rủi nó té lỗ đầu càng thêm khổ. Bà dịnh nó. Không được.
Thế thì tôi phải cũng hỏi con Túy. Vì lúc mình đi khỏi, nó làm chủ một mình ở trong nhà, lẽ thì tôi phải hỏi nó trước hết. Tôi xin ông đừng có hỏi đến việc gì hết. Tại sao vậy? Nó đau nên phải để nó an nghỉ. Tôi cúi xin ông thương giùm con ở một chút. Thôi, để tôi vô buồng rồi tôi hỏi nó. Tội nghiệp nó lắm ông ơi, ông muốn giết con hay sao? Hỏi một chút, chứ làm giống gì đâu mà giết nó. Nó nhức đầu ở chóng mặt, nằm la liệt vậy không nổi. Ông hỏi lộn xộn mệt trí nó, chết được chứ phải chơi sao? Tôi không hiểu tại sao mà bà lại cản trở, không chịu cho tôi hỏi con Túy. Tôi biết thuở nay lòng dạ nó ngay thẳng lắm. Hệ nó biết thì nó nói nhầu, không sợ chi hết. Bởi vậy tôi mới quyết hỏi nó. Tôi không bằng lòng, để nó mạnh rồi ông muốn hỏi việc chi sẽ hỏi. Phải hỏi gấp, để trễ không được. Tôi nhất định lúc con đau, tôi không cho ông làm rối trí nó. Thiệt như vậy hay sao? Thiệt như vậy. Bà không chịu cho tôi hỏi đó. Thôi, để cho người khác hỏi. Hễ người khác hỏi thì bà hết cản trở được. Tôi sợ người ta hỏi tới bà nữa đó. Ông Huyện nói mấy câu sau với một cái giọng gắt gao giận dữ. Ông lấy một tờ giấy viết thơ rồi ông ngồi viết, không nói tới bà nữa. Bà Huyện cũng giận nên bỏ đi vô trong. Ông Huyện viết thơ rồi ông bỏ vô bao niêm lại kỹ lưỡng. Ông cầm phong thơ đi ra vườn hoa. Thấy thằng Tú đương tưới cây gần ở cửa ngõ, ông xăm xăm đi lại đó mà đưa phong thơ cho nó và nói: Mày cặp thơ này đi ra quận, đưa cho bếp hầu và dặn phải trao cho quan chủ quận liền bây giờ. Đi đi cho mau. Tình Tú lao tay cho khô rồi lãnh thơ đi liền. Ông Huyện trở vô vườn hoa, chắp tay sau lưng đi qua đi lại. Chương 11. Tang hầu đã lâu rồi mà quan chủ quận cứ ngồi tại bàn viết cầm cụi viết hoài. Bếp hầu không dám đóng cửa nhà hầu, mà bà lớn cũng không dám ra mời quan lớn đi dạy khác. Chủ bếp hầu đang ngồi liêm diêm ngoài cửa, trông cho mau được về trại ăn cơm. Thình lình tên Tú bước vô đưa phong thơ của ông Huyện và mượn trình liền cho quan lớn. Chủ bếp thấy quan lớn đang viết nên lấp ló không dám vô. Cách một hồi quan chủ quận ngước lên thấy chú bếp thì hỏi: Muốn gì đó chú bếp? Bẩm quan lớn có thơ của ông Huyện hàm, dặn đưa gấp cho quan lớn. Đem vô đây. Quan chủ quận lấy phong thơ mở ra xem thì thấy thơ như vậy: Kính bẩm quan lớn, tôi kính bẩm quan lớn rõ, tôi mới nghe dường như trong nhà tôi có manh mối xa gần về vụ án mà quan lớn đương tra xét đó. Tiếc gì tôi không thể hỏi mà phần manh mối ấy được, vậy tôi cúi xin quan lớn vui lòng dời gót đến nhà tôi đặng tra xét tường tất cho ra chân lý. Cúi xin quan lớn nhậm lời. Huyện Hàm Tân kính bái thơ. Quan chủ quận đọc thơ rồi ngài lắc đầu thở ra, thủng thẳng xếp thơ bỏ vào hộp tủ rồi đứng dậy bước ra cửa mà đi, không nói cho bà lớn hay mà cũng không dạy bếp hầu đi theo. Bước vào cửa ngõ của ông Huyện Hàm Tân, quan chủ quận thấy ông đương thơ thẩn trong vườn hoa thì đi vô riết. Ông Huyện thấy quan chủ quận đi một mình thì cũng bươn bả đón rước. Chủ khách chào nhau và dắt nhau đi vô nhà. Ông Huyện thấy một tên bạn làm giường đang lui cua nhổ cỏ gần đó, kêu và biểu nó đi mời hương quản. Quan chủ quận thì nghiêm nghị, còn ông Huyện thì tư lự. Cử chỉ ấy làm cho cuộc hội diện chiều nay đã không vui vẻ mà còn có không khí nặng nề khó chịu. Quan chủ quận vừa ngồi thì bà Huyện ở trong bước ra chào, nét mặt quyết đoán chứ không có vẻ buồn lo. Quan chủ quận không nói tới việc ngài mới đọc trong thơ, có ý nhường cho ông Huyện khởi đầu, đặng dò coi việc nhà của ông Huyện chuyển biến ra thể nào. Công việc đến đây dường như ông Huyện hối ngộ sự ông viết thơ mời quan chủ quận. Ông ngó bà với cặp mắt buồn hiu và ngồi im lìm không nói chi hết. Biết chủ nhà khó mở miệng và quyết đem sự tín nhiệm để thay sự ngần ngại ấy, quan chủ quận mới chậm rãi hỏi ông Huyện. Ông Huyện nghe việc chi mà ông nói vụ án mạng này dường như có manh mối?
Câu hỏi ấy dường như xô đẩy ông Huyện bước tới, lại cũng chặn đường, không cho ông thối lui. Bởi vậy ông ngó bà rồi thủng thẳng nói: Bẩm quan lớn, việc đó như vậy. Hồi sớm mời này tôi nghe người ta nói kín cho tôi biết. Lúc vợ chồng tôi đi Sài Gòn ở trển 10 bữa, thì ở nhà một đêm đó lối 10 giờ, có bóng người mặc đồ trắng, không rõ đàn ông hay là đàn bà, ở phía sau giường tôi dạch rào, chỗ đám trầu mà qua bên giường nhà Chí Cao. Rồi một giờ sau, cái bóng ấy trở về. Đêm sau cũng thấy như vậy nữa, mà lần này bên nhà Chí Cao lại có thêm một cái bóng nữa. Hai bóng lần lần đi vô nhà Chí Cao, đến gần sáng mới trở ra tới rào. Rồi một cái đi qua bên giường của tôi. Nghe như vậy tôi muốn bẩm liền cho quan lớn hay hội sớm mời, mà rồi tôi nghĩ việc người ta thấy thấp thốt chứ không rõ ràng. Bởi vậy tôi tính đến hỏi dọ người trong nhà coi có đứa nào hoặc qua hái trộm trái cây bên giường Chí Cao, hoặc quen với tên bội của Chí Cao nên qua rủ đi chơi, có tư tình với nó hay với chủ của nó nên thờ lúc ban đêm vắng vẻ lén qua nói chuyện. Tôi hỏi hết mấy đứa bạn trai bạn gái trong nhà thì chúng nó đều nói chúng nó không hay biết việc đó. Tôi muốn hỏi luôn con và cháu của tôi thì đàn bà của tôi không vui mà để cho tôi làm, nói rằng cháu tôi là con Huyên mắc về bên Sa Đéc lúc tôi đi khỏi nên nó có hiểu việc đó đâu mà hỏi. Còn con gái của tôi là con Túy, tuy nó ở nhà làm chủ một mình, xong nó nhức đầu chóng mặt 3-4 bữa trước khi vợ chồng tôi về, cứ nằm miết ở trong phòng cho tới bữa nay, bệnh cũng chưa dứt. Nếu tôi hỏi rồi làm rộn cho nó thì ắt bệnh càng thêm nặng. Vì nghĩa vợ chồng mà tôi phải lỗi đạo công bình chánh trực, không hỏi được con cháu cho rõ ràng. Tùy việc hư thiệt lẽ nào chưa biết chắc được, nhưng mà nếu tôi bỏ qua thì lương tâm tôi không an. Vì vậy nên tôi phải dẹp tình thân ái gia đình mà bẩm bạch với quan lớn, là người có đủ quyền và làm rõ cho công lý. Mành mối vụ án mạng chỉ có bao nhiêu đó, quan lớn thông thả tra xét coi người nào ở bên giường tôi đi qua giường Chí Cao luôn 2 đêm trong lúc tôi đi Sài Gòn. 2 đêm ấy là 2 đêm nào, có ý gì mà qua lại bên giường Chí Cao như vậy? Cái bóng qua lại mà người ta thấy đó, đàn ông hay là đàn bà? Sự qua lại đó có can hệ chi đến sự Chí Cao bị đâm chết cách ít bữa sau hay không? Ông Huyện vừa nói dứt lời thì bà Huyện tiếp nói liền: Bẩm quan lớn, ông Huyện tôi nghe thấp thố chứ không có đích xác. Náo động trong nhà, ông kêu bạn bè lớn nhỏ trai gái đủ mặt mà tra hỏi. Ông muốn tra hỏi tới cháu con tôi nữa. Cháu tôi nó đi Sa Đéc trước khi vợ chồng tôi đi Sài Gòn, chừng vợ chồng tôi về thì nó mới về, nó biết gì đâu mà hỏi. Còn con tôi thì vợ chồng tôi đi Sài Gòn, ở nhà nó đau nằm liệt dưỡng trong phòng, đến bữa nay mà nó dậy cũng chưa nổi, hỏi làm sao được. Mà tra hỏi tới con cháu thì còn gì thể diện của chúng nó, té ra mình coi chúng nó cũng như bạn bè vậy hay sao? Bẩm quan lớn, tại như vậy đó nên tôi không muốn cho ông Huyện tôi tra hỏi con cháu. Ông Huyện nói: Đau không phải là một cớ làm cho mình có phép trái với pháp luật được. Mỗi người đều phải giúp với pháp luật mà làm tỏ rõ chân lý. Sàng hay hèn cũng vậy, trái với pháp luật mới xấu hổ, chứ giúp cho pháp luật làm cho tỏ rõ chân lý thì chẳng xấu hổ chi đâu. Trước mặt quan lớn đây, tôi khuyên bà hãy vô buồng dắt con Túy ra, đặng quan lớn muốn hỏi điều chi thì hỏi nó. Hỏi nó rồi thì hỏi tới con Huyên, con Ngọ, hỏi hết. Bà Huyện đáp cứng cỏi: Không được, con Túy đang đau, nó không đi được. Đi không được thì dắt nó. Bà Huyện muốn cầu cứu với quan chủ quận nên bà ngó ngài mà nói: Bẩm quan lớn, nếu quan lớn nghĩ cũng như ông Huyện tôi cần phải hỏi con Túy thì tôi xin quan lớn làm ơn đình cuộc tra xét lại ít bữa, cho con nhỏ hết chóng mặt ngồi được rồi xét hỏi. Quan chủ quận còn đang suy nghĩ lời khẩn cầu ấy, ngài chưa kịp trả lời thì ông Huyện chặn ngay mà hỏi vợ: Tại sao mà bà nằng nằng không muốn tra hỏi con Túy? Tôi nói nó đau, đau nhiều lắm. Cử chỉ của bà làm cho tôi phải nghi, mà nghi chuyện không tốt cho con. Bà Huyện bối rối nên đứng trơ trơ,
không kiếm được lời mà đáp với chồng. Ông Huyện thủng thẳng nói tiếp: Tôi nghi cái bóng trắng người ta thấy đó là con Túy, mà tôi còn nghi cái khăn mù xoa lụa xanh đó cũng của nó nữa. Bà Huyện biến sắc, nói bài hải: Trời ơi, ông nói như vậy thì ông giết con còn gì? Nếu con nó hư thì dầu nó chết cũng không đáng tiếc. Tội nghiệp con lắm ông ơi, máu thịt của ông mà ông không thương nó. Tôi thương con lắm, song con mà biết nhân nghĩa, biết làm cho tốt cha mẹ, biết giữ tính cao thượng kìa, rồi tôi mới thương chứ. Con mà đê tiện làm nhục thân danh nó, làm nhục lây tới cha mẹ nữa, thì thương làm chi? Bà Huyện ngó quan chủ quận, rồi té ngồi trên ghế và khóc và nói: Ông đừng có nghi cho ai hết, ông nghi cho tôi đây. Tôi đã có tỏ thiệt với quan lớn hồi sớm mơi rồi. Ông Huyện chau mày hỏi vợ: Bà có việc gì đâu mà tôi nghi? Tôi lấy chí cao rồi tôi ăn năn nên tôi giết nó đó. Bà nói cái gì vậy? Bà lấy chí cao rồi bà ăn năn bà giết nó? Trời đất ơi, có lý nào mà kỳ như vậy? Bà lấy chí cao hồi nào? Bà đi Sài Gòn với tôi mà. Ông hỏi thất công, tôi đã có khai thiệt với quan lớn hồi sớm mơi rồi. Tôi cứ xin quan lớn bắt mà bỏ tù tôi đi, đừng có tra hỏi làm chi nữa. Nãy giờ quan chủ quận ngồi liêm chim, song nhờ có ông Huyện bà Huyện cãi nhau nên ngài thấy được việc nhà của ông Huyện bối rối là thế nào, và được thấy rõ chỗ nào là gian. Bây giờ ngài mới can thiệp nên chậm rãi nói: Tôi coi việc nhà của ông Huyện bà Huyện rối lắm, tôi khuyên ông bà bình tĩnh mà xử trí. Chẳng nên cãi lẫy quá mà làm mất cái hay, cái quý của niệm phu phụ. Quan chủ quận mới nói tới đó, kế của Túy ở trong buồng thình lình bước ra, chắp tay mà xá quan chủ quận, rồi a lại ôm mẹ và khóc và nói: Má ơi, má thương con đến thế này thì không biết làm sao mà đền ơn đáp nghĩa cho vừa. Má thương con đến nỗi mà liều xả sanh mạng, mà hủy cái danh dự đi che đậy cứu vớt con. Mà thường con đến nỗi ra nhận lãnh tội lỗi của con. Thế thì thà con chết, chứ con nỡ lòng nào để như vậy cho được. Má ơi, con là gái bất hiếu, con là đứa con khốn nạn, đã không biết lo ơn sanh thành dưỡng dục, không biết làm vui lòng tốt cho cha mẹ, mà lại không biết trao dồi đức hạnh hết na, để cho con hư hỏng cả thân danh, làm cho cha mẹ phải ưu sầu, làm cho cha mẹ xấu hổ. Má ơi, con không đáng cho má thương. Con xin má giận con xin má giết con. Má bỏ phước con đi, đừng thèm kể đến con nữa. Con làm tội lỗi, xin má để cho con đền tội của con. Xin má đừng kiếm thế cứu con. Bà Huyện ôm chặt con vào lòng, dường như sợ người ta giành giật mà bắt con của bà. Bà chảy nước mắt dầm dề, muốn cản không cho con nói, mà vì bà xúc cảm đau đớn quá, nói không ra lời, chỉ đưa tay bụm miệng con mà thôi. Cái hoàn cảnh mẹ che đỡ bảo hộ cho con, và con tỏ tình hiếu nghĩa với mẹ như vậy đó, làm cho ông Huyện và quan chủ quận đều động lòng, ngồi mà không ngó, chớ không nói tiếng chi hết. Cô Túy gỡ tay mẹ, dây mặt lại ngó cha, rồi sụp chân ngồi bẹp dưới gạch và lạy cha và khóc và nói: Ba, con có tội với ba lớn lắm, con biết tội lỗi ấy rất nặng nề, nên con không được phép xin ba tha thứ. Con chỉ xin ba từ nay ba quên con đi, kể như con chết từ hồi mới lọt lòng. Còn cái ơn sanh thành với cái ơn dưỡng dục mười mấy năm nay, con thề quyết kiếp sau con sẽ đền đáp. Đền đáp bằng hai, đằng chuộc cái tội con làm buồn rầu, làm nhục nhã cho ba trong kiếp này. Con xin ba đừng trách má sao không dạy dỗ, sao không coi chừng con trước, để cho con sa ngã, rồi còn kiếm thế mà che đậy tội lỗi cho con. Con sa ngã là tại phong trào tấn hóa về tri thức, mà thiếu đức dục của thời đại nó lôi cuốn con. Nhất là tại điệu văn bề ngoài thì mơ mộng du dương, mà bề trong thì xô gia đình, phá luân lý. Nó làm mê mẩn tâm hồn của con, nên con sa ngã, chứ không phải tại má con không dạy dỗ. Còn má kiếm thế mà che đậy tội lỗi của con ấy là vì tình mẹ con.
thấy con té thì tự nhiên mẹ phải đỡ, chứ má chẳng có ý gì khác. Nghe con tỏ rõ giọng tha thiết như vậy, bà Huyện khóc mùi mẫn, khóc ra tiếng. Ông Huyện dằn lòng không được nữa nên ông cũng khóc. Cô Túy đứng dậy, chùi nước mắt, rồi tỉnh táo thưa với quan chủ quận. Bẩm quan lớn, chánh tay con đâm Chí Cao chứ không phải người nào khác. Con đâm một mình, không có ai giúp sức, mà cũng không có ai ngó thấy. Vì tức giận và hổ thẹn, lại cũng vì giữ mình nên con đâm đạn thoát thân, chứ không cố ý đâm chết nó. Sáng bữa sau con hay nó chết, con lo sợ không biết chừng nào. Lo sợ con bị bắt, ắt bị xấu hổ cho cha má con. Đêm trước quan lớn vô thăm ba má con ở trong buồng lóng tai nghe quan lớn nói Chí Cao bị giết vì tình, và người giết đó chắc là đàn bà. Nghe như vậy, con biết chắc thế nào quan lớn cũng tìm ra mối, nên con nhất định ra thú tội phức cho rồi. Bởi vì con mắc tội thì trước sau gì cũng phải đền tội. Sợ con làm xấu hổ cho cha mẹ, trước sau gì cũng bị phát giác. Thà nhận tội liền, để cho Trí hết lo sợ nữa. Hôm qua con viết một tờ mà tỏ thiệt hết các tội lỗi của con, tính đem nạp cho quan lớn, đàng quan lớn định đoạt. Rồi con vừa viết xong thì má con vô thấy. Phải tỏ thiệt tâm sự cho má con nghe. Vì tình thương con nặng nề, nên má con lấy tờ ấy và ngăn cản không cho con nhận tội. Tờ ấy má con còn cất, xin quan lớn dạy cho má con trình cho quan lớn xem. Bà Huyện càng khóc lớn hơn nữa. Cô Túy dây lại nói với cha mẹ. Việc đã đến nước này, má còn giấu làm chi nữa. Xin má đưa tờ nhận tội của con cho quan lớn xem. Mình lấy lòng thành thiệt mà nhận tội, có lẽ quan trên sẽ thương mà giảm chế cho con. Nghe nói giảm chế, bà Huyện mới thò tay vô túi lấy tờ ra mà đưa cho con. Cô Túy mở ra rồi bước lại trình cho quan chủ quận. Quan chủ quận cầm tờ nhận tội mà đọc như vậy. Bẩm quan lớn, tôi tên là Nguyễn Thị Túy, 17 tuổi, con gái của Nguyễn Văn Tân và Lê Thị Hương, ở làng Thới Thạnh, quận Ô Môn. Kính dâng tờ này mà tỏ cho quan lớn rõ các tội lỗi của tôi phạm. Tôi xin quan lớn cho phép tôi tỏ theo thứ tự phạm tội bởi cớ nào và phạm tội rồi hối hận thể nào. Tôi thề có trời đất làm chứng, tôi sẽ khai đúng với sự thiệt, không nói thêm hoặc nói bớt mà chữa mình chút nào hết. Chí Cao là một văn sĩ viết tiểu thuyết có danh lớn, mua nhà và giường của xã Nhẫn, khích một bên giường của cha mẹ tôi. Cách hơn một tháng nay, người về đó mà ở một mình với một tên bồi. Ở được vài bữa, một buổi chiều, người đến thăm cha mẹ tôi. Vì cha tôi đi khỏi nên tôi tiếp trước. Thuở nay tôi ái mộ các tiểu thuyết của Chí Cao. Nay thấy người tới nhà thì tôi khấp khởi trong lòng, muốn biết coi người thế nào mà viết tiểu thuyết hay như vậy. Tôi ngồi một bên má tôi mà nghe người ta nói chuyện, giọng nói của người cũng hay như tiểu thuyết vậy. Bởi vậy tôi đã mê tiểu thuyết, mà còn được nghe tác giả nói chuyện thì tôi lại càng mê nhiều hơn nữa. Người về rồi thì tôi cứ đọc đi đọc lại các tác phẩm của người. Những lời người nói cứ văng vẳng bên tai tôi, hình dạng của người cứ phản phất trước mắt tôi hoài. Cách mười mấy bữa rày, cha mẹ tôi đi Sài Gòn với em tôi. Tôi ở nhà một mình với gia dịch. Chiều lại tôi ra trước vườn hoa mà chơi. Chí Cao đi ngang qua, thấy tôi thì chào hỏi đủ lễ. Tôi biết tôi ái mộ tiểu thuyết của người, nên mượn câu chuyện tiểu thuyết mà nói. Người khoe với tôi rằng Đường viết một quyển tiểu thuyết Một Bầu Phong Nguyệt còn hay hơn quyển Nhắn Bạn Hằng Ga, là tác phẩm tôi thích hơn hết. Người lại mời tôi qua thơ phòng của người, đặng người đọc một vài đoạn cho tôi nghe thử. Người nói cái giọng du dương lãng mạn, còn ý tứ thì khiêu khích ái tình, khiến cho tôi là gái bấy lâu nay đêm ngày đọc tiểu thuyết lãng mạn, hấp thu cái ý tứ lãng mạn. Tôi gây nên một tâm hồn cũng lãng mạn như trong tiểu thuyết, tự nhiên tôi phải cảm xúc động tình. Biết gái đến nhà trai là một sự quấy, nên tôi không chịu hứa lời. Tuy vậy mà chừng tôi trở vô nhà thì tôi không thể quên được lời mời. Trong lòng cứ muốn qua nhà Chí Cao mà xem coi thơ phòng của tiểu thuyết gia thể nào, và nhất là qua đặng nghe đọc quyển Một Bầu Phong Nguyệt, coi nó có hay làm sao.
Muốn thì muốn, mà sợ thiên hạ họ thấy, rồi họ dị nghị xấu hổ, nên tôi dằn lòng làm ngơ. Cách vài đêm sau, sự muốn qua nhà Chí Cao sôi nổi rạo rực trong lòng tôi thái quá, không thể dằn lại được nữa. Lối 10 giờ, thấy Gia Dịch đều ngủ im lìm. Tôi mở cửa sau đi vòng qua nhà bếp, băng qua giường trầu, rồi dẹt rào mà qua nhà Chí Cao. Người thức giết tiểu thuyết, nên nghe tôi rõ cửa thì lật đật ra mở cửa liền. Người tiếp trước tôi rất vui vẻ, nói rằng người biết tôi thế nào cũng qua. Người lấy tiểu thuyết mà nói chuyện, đọc một đoạn, một bộ phong nguyệt cho tôi nghe. Rồi thừa tâm hồn tôi đương mê mẫn bồi hồi, người mới dùng lời du dương khôn khéo mà khiêu gợi tình tôi. Nói rằng nếu được tôi làm vợ, ngày đêm được thấy tôi, được gần tôi, thì tư tưởng của người càng thêm cao, cầu dằn của người càng thêm nhã, sự nghiệp văn chương của người càng thêm rực rỡ. Người dùng những lời nói mà trưng ra trước mắt tôi cái cảnh gia đình tuyệt đối, vợ xinh đẹp như tiên nga trong động bích, chồng cao thượng như thần thánh trên mây xanh. Lòng nghe lời ấy, tưởng tượng cảnh ấy, tôi không thể nào không siêu lòng được. Lúc mơ mộng chỉ biết say sưa với tình, chứ không có nhớ thân danh mà dè dặt. May cái đức dục của tôi hấp thu trong gia đình thuở nay còn dẫn dơ trong trí tôi, nên cách chừng một giờ sau, tôi sực nhớ tới Tiết Hạnh mà giật mình. Tôi dứt tình mà về, không dám ở nữa. Tuy tôi nhất định không trở qua thơ phòng của Chí Cao nữa, mà qua đêm sau tôi dằn lòng không được, nên lối 10 giờ rồi tôi cũng lén đi. Đi qua khỏi hàng rào thì thấy Chí Cao đã đứng sẵn mà chờ tôi, đang rước tôi vô nhà. Đêm nay câu chuyện càng thêm mặn nồng, ái tình càng thêm chan chứa. Người lâu bề bền dẫn cuộc trăm năm, nên tính sẽ khẩn cầu cha mẹ tôi và cưới tôi. Bữa nay đã quen, tôi bớt lo ngại, nên ở đến gần sáng tôi mới về. Ôm ấp trong lòng một cái hy vọng sẽ có chồng một tiểu thuyết gia trứ danh. Té ra qua bữa sau, tôi nghe Gia Dịch xạo xự nói với nhau rằng có vợ Chí Cao mới xuống. Người vợ này ở với Chí Cao có một đứa con. Nghe tình ấy tôi bủng rủng tay chân, tán loạn tâm thần. Tuy vậy mà muốn điều tra cho chắc, nên chiều lại tôi giả đi xem giường. Tôi đi dọc theo ranh đất Chí Cao. Thiệt quả tôi thấy có một người đàn bà vô ra bên nhà Chí Cao. Chẳng có nghi gì nữa, tôi tức rồi tôi giận, rồi tôi bươn bả trở vô nhà mà nằm. Tức vì mình không biết dè dặt, giận vì người giả dối gạt mình. Sự tức giận ấy nó làm cho tôi phải đau, nên nằm trong buồng hoài, không muốn thấy mặt ai hết. Cách 3 ngày sau, cha mẹ tôi đi Sài Gòn về. Vì tâm hồn rối loạn, mà nhất là trinh tiết của tôi nhơ nhuốc, tôi lấy làm áo não do hổ ngươi, nên tôi giả bệnh chóng mặt nhức đầu, cứ nằm miết trong buồng, không dám ngó mặt cha mẹ. Trưa bữa sau, tôi nghe đứa tớ gái là con bản nói với mẹ tôi rằng người đàn bà ở bên nhà Chí Cao đã xách giỏ mà đi rồi. Tôi liền nhất định trong trí sẽ lập kế giáp mặt với người tôi yêu lầm, đặng tỏ cho người biết tôi rất khinh bỉ thói giả dối của người đã có vợ con mà còn gạt tôi, làm cho sự mơ mộng của tôi bị tan dở, làm cho cái tiết giá của tôi lem luốc. Đêm ấy vì lòng tức giận tràn trề nên tôi ngủ không được. Lối nửa đêm tôi nghe trong nhà im lặng, tôi mới lén mở cửa mà đi qua bên nhà Chí Cao, thấy cửa vẫn còn mở một cánh, bóng đèn dọi ra ngoài. Tôi mới lại đó mà dòm. Chí Cao đừng ngồi tại bàn viết, người vừa thấy tôi thì mừng rỡ, đứng dậy chạy a lại, đưa tay muốn ôm tôi. Tôi xô người ra và đi lại bàn viết và nói: anh đã có vợ con rồi, mà sao anh lại gạt tôi? Anh nói thuở này anh chưa hề có tình với ai hết. Anh là thằng đếm, trao dồi câu văn du dương trao chuốt, ngót lời nói lãng mạn, phá hoại đức hạnh của đàn bà con gái phải không? Trước kia tôi kính trọng anh bao nhiêu, bây giờ tôi khinh rẻ anh bấy nhiêu. Tôi nói cho anh biết. Tôi giận, tôi ghét luôn lắm, mà Chí Cao cứ làm ngơ, không cãi với lời mắng nhiếc của tôi, mà lại làm theo mơn trớn, kêu tôi là em thanh xuân, cứ theo một bên tôi, cứ hớn hở vui cười, cứ đưa tay toan ôm tôi. Tôi ghê gớm không chịu cho người ta đụng mình tôi, nên tôi xô người, tôi tránh người. Tôi xô người chừng nào thì người hăng hái muốn ôm tôi chừng nấy. Người dùng sức mạnh chặn tôi vô góc bàn viết,
rồi hai tay ôm chặt ngang mình tôi. Tôi giận run muốn gỡ bà thoát thân, song yếu hết sức gỡ không nổi. Giận quá, gớm quá, ngực tôi hồi hộp, mắt chó lóa, không còn biết chi nữa, không còn thấy chi nữa. Tôi chống tay trên thành bàn, thình lình đụng con dao rọc giấy. Tôi mới lấy con dao ấy mà đâm một cái, không biết trúng nhầm chỗ nào, mà Chí Cao buông tôi ra rồi té xuống gạch. Tôi còn giận mà bây giờ lại thêm sợ nữa. Tôi vội vã ra cửa mà chạy về nhà. Trong nhà tôi vẫn im lặng, không ai hay tôi đi, tôi về chi hết. Tôi vô buồn mà nằm trong trí rối loạn, trong lòng lo sợ nên ngủ không được. Đến sáng tôi mới nghe nói Chí Cao chết vì con dao đâm ngang ngực, có lẽ bị thủng trái tim, nên quan tòa đến tra xét. Nghe Chí Cao chết, thiệt tôi không thương tiếc chút nào hết. Vì hạng người như vậy nếu sống lâu thì hại cho luân lý xã hội chứ không ích gì. Nhưng mà tôi lo sợ phận tôi, bởi vì nếu việc tôi làm mà bị phát giác, quan làng đến bắt tôi, chắc cha mẹ tôi buồn lắm. Tôi nhớ lại tôi mắc cái khăn bù xoa lụa xanh, tôi càng lo sợ hơn nữa. Bà bỡ rài tôi cứ giả đau nên nằm trong phòng hoài. Tôi suy xét lại các tội lỗi của tôi phạm thì tôi ngó thấy rõ ràng như vậy. Tại tôi ái mộ những dâm thơ, mấy năm nay tôi cứ đọc những tiểu thuyết lãng mạn, nên gần cái tâm hồn mơ mộng đa sầu đa cảm, xa lần nền luân lý, thích tới hoang đàn. Tôi đã mang cái tâm hồn như vậy, tự nhiên lúc người ta khiêu gợi ái tình của tôi không có nghị lực đủ mà chống chọi với những câu thiết tha của trai. Tôi không có đức hạnh để che chở gìn giữ cho cái thiết trinh của tôi. Này tôi sa ngã rồi, tôi mới biết dâm thơ là thứ rất hiểm nghèo, còn luân lý là thứ vật rất cần ích, nhất là cho đoàn phụ nữ. Tiếc gì tôi biết đã trễ rồi. Tôi sa ngã thì cái đời của tôi còn quý gì nữa. Cái gương trắng của tôi này đã lu lờ thì cái chí cao thượng tự nhiên phải thấp hèn. Cái đời của tôi đã hư hỏng rồi, còn hay ho thú vị gì nữa mà sống. Bây giờ tôi phải làm thế nào? Phải giấu giếm tội lỗi rồi trốn tránh hình phạt mà sống với cái đời giả dối, làm cho người ta thương cái thân không đáng thương này, làm cho người ta trọng cái phẩm không đáng trọng này chăng? Phải tự dẫn mà chết đằng giấu nhẹm tội lỗi, làm cho cha mẹ khỏi buồn rầu xấu hổ chăng? Phải trường mặt ra nhận tội đặng đền phước cho rồi, cho khỏi hổ với lương tâm, khỏi dối với gia đình xã hội chăng? Đó là những câu tôi thầm hỏi mấy bữa rày, hỏi hoài mà không biết câu nào là câu chánh đáng. Hồi hôm qua quan lớn đến nhà tôi mà nói chuyện vì vụ án mạng của tôi gây ra. Nghe quan lớn nói đến vụ án mạng, tôi liền nhớ câu cư kỉnh nhi hành giảng của cha tôi đã chỉ cho quan lớn hôm tháng trước. Chừng nghe quan lớn đoán kẻ sát nhân là một phụ nữ, tôi sợ sớm muộn gì tội lỗi của tôi cũng sẽ phát giác. Nhờ dặn hội này nên tôi mới nhất định cái đường của tôi phải đi. Tôi phải làm theo ý nghĩa của hai chữ cư kỉnh mà cha tôi đã cắt nghĩa hôm tháng trước. Huống chi nếu quan lớn tra xét mà tìm ra mối thì tôi cũng có tội, mà lại trái với ý nghĩa của hai chữ cư kỉnh nữa. Vì vậy nên tôi viết tờ nhận tội này dừng cho quan lớn xem, đặng quan lớn hiểu rõ duyên cớ về vụ án mạng và biết kẻ sát nhân mà định đạt. Ký tên Nguyễn Thị Túy. Quan chủ quận đọc tờ nhận tội của cô Túy dứt rồi, ngài liền trao cho ông Huyền xem. Ngài ngó cô Túy thì thấy cô đứng cúi mặt xuống gạch, nét mặt tuy buồn song bình tĩnh, dường như sự nhận tội nó làm cho trí cô đã được yên. Ngài nói với cô: từ hồi sớm mai tôi để ý nghi quyết cho cô là kẻ sát nhân. Cô em có can đảm ra nhận tội như vậy thì đáng thương lắm. Việc cô em làm đó, vậy mà bây giờ cô em có ăn năn hay không? Phẩm, quan lớn muốn hỏi việc gì? Việc đâm Chí Cao chết đó. Bẩm quan lớn, còn đâm Chí Cao là việc tình cờ, con không muốn cố tình trước. Đêm đó con qua nhà nó, là qua đang dạch mặt và chỉ chỗ tiểu nhân của nó cho nó biết, và mắng nhiếc nó cho bỏ cái thói giả mang đi. Rồi con dứt tình với nó, tại nó không biết ăn năn, cứ làm thói đê tiện. Mà cũng tại con dao rọc giấy nằm sẵn trên bàn, trong lúc nguy cấp tức giận, con
lấy dao mà đâm bậy đặng nó buông con ra, chứ còn không cố tình đâm chết nó. Tại trời nhất định người quấy thì sẽ phải chết, nên mới khiến con dao trúng nhầm chỗ nhược cho nó chết đó. Ấy vậy sự chí cao chết đó không phải tại con muốn, nên con không ăn năn. Con ăn năn nhiều là ăn năn về sự con tấn hóa sai đường, tấn hóa về trí não mà không tấn hóa về đức hạnh, nên ngày nay con mới gây họa cho cha mẹ buồn rầu xấu hổ. Có tội mà dám nhận tội là can đảm, làm sái rồi biết sái mà kiến thức, biết sợ cha mẹ buồn rầu xấu hổ là hiếu nghĩa. Người trẻ tuổi lại có thái độ như cô em mà phạm tội đại hình, thiệt đáng tiếc lắm. Cô Túy nghe mấy lời bình phẩm như vậy thì cô ân hận quá, nước mắt chảy ròng ròng. Bà Huyện càng khóc lớn hơn nữa. Ông Huyện hồi nãy nghe con tha thiết mà xin lỗi thì không giận mà lại thương con. Bây giờ ông đọc hết cái tờ nhận tội của con rồi thì ông càng thương con nhiều hơn. Ông trả lại cho quan chủ quận và than: vợ chồng tôi chẳng hề có làm điều ác, mà sao trời đất lại khiến trong nhà tôi có cái họa lớn như vậy? Quan chủ quận liền đáp với ông Quyền: theo tờ nhận tội của cô em thì tại cô em đọc dâm thơ nên mới gây tai họa lớn trong nhà, chứ không phải tại ông bà làm ác. Ngày tôi mới đến thăm ông Huyện lần đầu thì tôi đã nói đờn bà con gái không nên đọc những dâm thơ. Ông Huyện còn nhớ hay không? Bẩm tôi nhớ. Thôi, ngày nay họa đã đến rồi, tôi khuyên ông Huyện bà Huyện chẳng nên buồn làm chi. Hãy lấy can đảm mà lướt họa. Người gây người phải, trời đất chẳng hề phụ bao giờ. Tôi ngao ngán quá, hết muốn làm việc chi nữa. Huyện đừng thối chí chứ. Ông quên câu, trí mạng thuận thời thính thiên hay sao? Ông Huyện gật đầu rồi suy nghĩ. Bà Huyện vẫn còn muốn cứu con gái nên thưa với quan chủ quận: bẩm quan lớn có thế gì cứu con tôi hay không? Quan chủ quận chưa kịp trả lời thì ông Huyện trước mà đáp với vợ: sao bà lại cầu cứu nơi quan lớn? Phạm tội thì phải đền tội, lẽ trời hay là luật nước cũng đều định như vậy. Con mình nó là con nít mà nó còn biết nên chẳng dám thối thác thay, vậy bà chẳng nên nói quấy. Bà Huyện không dám nói nữa. Ông Huyện suy nghĩ một chút rồi ông đứng dậy, bình tĩnh mà thưa với quan chủ quận: bẩm quan lớn, vợ chồng tôi ít con nên thương con lung lắm. Vì quá thương nên sự dạy dỗ không được nghiêm, để con thông thả nên mới gây họa trong gia đình như vậy. Tôi nghĩ lại, tôi phạm tội ác, làm nhục nhã tông môn, vợ chồng tôi cũng có một phần lỗi trong đó. Ấy vậy vợ chồng tôi dầu thương con cũng phải ôm lòng mà chịu, không dám than thở chi hết. Còn tôi phạm tội thì tôi phải cho nó chịu hình phạt theo luật nước. Xin quan lớn cứ thi hành phận sự, đừng ái ngại chi hết. Quan chủ quận thấy ông Huyện gặp hoạn họa mà vẫn bền lòng cư kỉnh thì ngài cảm động nên ngồi ngẩn ngơ. Ông Huyện thủng thẳng đi lại cửa mà dòm ra ngoài, thấy Hương Quảng ngồi tại hàng tư thì kêu mà nói: Quảng, em vừa dắt con Túy ra dinh quận đặng cho quan lớn tra hỏi nó theo phép. Hương Quảng rón rén bước vô cửa xá quan chủ quận với bà Huyện mà mặt mày buồn thiêu. Ông Huyện nhìn cô Túy, nước mắt của ông rưng rưng, xong ông gượng mà nói với con: thôi con đi với Hương Quảng, bà sẽ ráng mà quên cái lỗi của con đối với gia tộc. Bà Huyện chạy lại níu con mà khóc rống lên, nghe rất thê thảm. Cô Huyền với em ngọ nãy giờ đứng một bên bà Huyện mà khóc, bây giờ thấy quan cảnh như vậy nên càng khóc lớn hơn nữa. Cô Túy ngồi bẹp mà lại cha lại mẹ và nói: bà má thương con nên không cố chấp cái tội bất hiếu của con, thì con đội ơn nặng lắm. Con xin để kiếp sau rồi sẽ đền ơn cho ba má. Con là đứa làm nhơ nhuốc cho gia tộc thì con không được phép nói đến gia tộc nữa. Tuy vậy mà trước khi con lìa ba má đi đền cái đã răng cái tội ác của con xin ba má cho con tỏ ít lời. Thân con đã bỏ rồi, từ rài giàu sống cũng như chết, không còn kể chi nữa. May trong nhà còn em ngọ,
nó có thể thay con mà làm vui lòng cho ba má. Xong con xin ba má biểu chị Quyên soạn những dâm thơ trong tủ của con mà đốt hết đi. Đừng để rủi em ngõ nó thấy, nó đọc thì hại nữa. Ông Huyện nói, bà sẽ làm như ý con muốn. Cô Túy đứng dậy ngó cha mẹ, ngó chị em, rồi cúi đầu từ giả bước ra cửa đi dưới hương quạng. Cả nhà ai nấy đều ngó theo, thấy ngoài sân trời đã tối mờ mờ, chẳng khác nào cảnh trời tương lai của cô Túy, thì rất đau lòng xót dạ. Chương 12. Cách 3 tháng sau, người ta thấy tờ báo Nam Kỳ Tăng Văn có đăng một công lý, một bài như vậy. Nạn dâm thơ, vụ án mạng xảy ra tại Ô Môn cho dư luận sôi nổi mấy tháng nay, nhất là làm cho những người nhà có con gái đều giật mình. Ra trước tòa đại hình Cần Thơ ngày hôm qua, phạm nhân là một thiếu nữ tên NTT, có hai vị trạng sư giúp bào chữa. Tòa kêu án phạt phạm nhân 1 năm tù, nhưng ban ơn cho hưởng án treo. Tòa xử rất công bình, đã biết tội sát nhân là trọng tội. Phạm nhân thường bị án khổ sai, có khi tới án tử hình nữa. Mà vụ án mạng này, cô NTT khỏi bị kêu án nặng. Ấy là nhờ tòa tra xét kỹ lưỡng, lại cũng nhờ hai vị trạng sư trưng rõ mấy duyên cớ này. 1. Phạm nhân trẻ tuổi, mê mẩn những dâm thơ, rồi tâm hồn trở nên lãng mạn, bỏ hết luân lý, quên hết tiết trinh. 2. Tác giả của những dâm thơ ấy là một thất phu vô lương tâm. Thừa tâm hồn của người ta như vậy mới phiến dụ gạt gẫm, đặng cho phỉ tình dục của mình, không kể tiết giá của người ta. Phạm nhân hối ngộ rồi tức giận, nên tìm đến nhà của đứa thất phu ấy mà kể tội cho nó rồi đoạn tình. Đứa thất phu đã không biết rõ về sự giả dối của mình, mà còn lại dùng sức mạnh toàn hãm hiếp người ta nữa. Đường lúc tức giận hổ thẹn, có sẵn con dao rọc giấy đệ đó, phạm nhân mới chụp lấy mà đâm bậy, tưởng thoát thân chứ không cố tâm giết chết người. Chẳng dè mũi dao nhọn vô sâu quá, lại rủa chúng nhầm trái tim, nên đứa thất phu mới chết. 4. Phạm nhân là con gái của một vị thân hào, thuở nay được nhân dân dùng ấy cung kính yêu mến. Còn người bị giết có chứng cứ rõ ràng là một trai sớm đào tối mận, thuở nay dùng văn chương mà khóa hoại nhân lung. Hai vị trạng sư lại thừa cơ hội mà bày tỏ giữa tòa cái nạn dâm thơ, rồi nhân danh luân lý, nhân danh gia đình, nhân danh xã hội mà yêu cầu nhà cầm quyền mau mau ban hành luật lệ để trừng trị tác giả những sách ấy, là kẻ mượn màu văn chương mà phá hoại phong thuần tục mỹ trong xứ. Ai được xem tòa xử vụ án này ngày hôm qua đều vui lòng phỉ dạ. Dịnh hội tháng 7 năm 1941,